chỉ là cả không gian điên đảo. Vốn là khung đính tạ ở lâu chung, đại môn rời đến trên tường, vài cái cửa sổ trực tiếp dán trên mặt đất, còn có một số bàn bị lung tung tổ đóng lại. Giống như là nhất phương không gian chém thành mấy mảnh nhỏ, sau đó tùy ý tiến hành khâu lại. Sắc mặt của hai người Tiểu Kiêu và Hoán Diệt nói bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi, đều là cắn răng không nói, một trận sắc mặt trắng bệch. Hoán Diệt lạnh giọng nói. Cái này phiền toái vốn cho là bắt tới tay, không ngờ đúng là một kẻ vướng tay chân, đều tại chúng ta quá sơ suất, quá tự tin rồi. Việc của Vi Thanh đại nhân quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Tiểu Kiêu cũng là sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối lộ ra một tia cười nhạt tới, lạnh giọng nói. Trong thiên hạ cường giả vô số, nhưng chúng ta cũng không phải dễ trêu, vừa rồi ta đã đem một luồng tử thụ tiên hương lưu lại ở trên người hắn, để xem hắn có thể chạy trốn tới nơi nào. Hoán Diệt đại hỉ nói. Có thật không, tử thụ tiên hương vô sắc vô vị, kiên quyết không có khả năng phát hiện, vậy còn không mau đuổi theo. Tiểu Kiêu gật đầu một cái, chờ mình thủ lấy ra một cái vòng tròn hình tinh cầu, mặt trên rơi đầy phù ấn. Hắn vài đạo quyết ấn đánh vào bên trong, sau đó một chút đem cầu bóp phá. Phanh một tiếng, một đạo tiếng giống giận kinh thiên truyền đến, lăng không hóa thành một hư ảnh phi điểu, xì xì vỗ hai cánh, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Tiểu Kiêu tức giận không thôi. Tiểu Kiêu lạnh lùng nói. Ở trước mặt ta đàng hoàng một chút, vừa rồi có người từ nơi này đào tẩu. Trên người có ta hạ xuống tử thụ tiên hương, người dẫn ta tìm được người này, liền trả lại ngươi tự do. Hư ảnh phi điểu đại hỉ đứng lên, vui sướng trên không trung bay vài cái, kêu to không ngớt. Sau đó hai cánh chấn động, trong miệng phun ra một đạo thanh sắc trực tiếp, dường như lưỡi dao sắc bén đem không gian bổ ra. Nhất thời một đạo cái khe hắc sắc ở trong trà lâu hiện lên, hóa thành thất khổ, trong nháy mắt đem phi điểu hút vào trong đó. Toàn bộ trong trà lâu, toàn bộ bàn đá mới trong nháy mắt bị kéo hút nát bấy, đều bay tới. Tiểu Kiêu và Hoán Diệt thoáng cái đã bước vào bên trong, đi theo phi điểu hư ảnh đi. Thông đạo màu đen kia lúc này mới chậm rãi tiêu tán, toàn bộ trà lâu hoàn toàn mất đi hình bóng, một cái nhai đạo trung gian, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện một khối đất trống chân không. Nhưng lúc này bên trong Phong Linh Thành bị phá hư quá lớn, trong thành mọi người đều khủng hoảng chạy tứ tán khắp nơi. Khu vực có chuyện tống trận càng đầy ấp người. Luật gia hộ vệ toàn bộ xuất động, đem mọi người toàn bộ chặn lại ở bên ngoài truyền tống khu vực, không được tùy ý bước vào nửa bước, nhất thời khiến cho các loại ma sát xung đột, bạo loạn đang không ngừng mở rộng. Cũng may luật gia và mấy đại thế gia khác thực lực cũng đủ cường, đối với chỗ này phổ thông võ giả và con người có đầy đủ trấn áp lực, sau khi giết một ít phú tôn và đê giai vũ đế, nhất thời tái không người nào dám lỗ mãng. Người nhiều hơn đều biết truyền tống vô vọng, điên cuồng từ bốn cái cửa thành hướng phía ngoài cửa đi, đông nghịt giống như một bầy kiến. Luật Thực Nguyên lòng của không ngừng chìm xuống, hắn biết toàn bộ Phong Linh Thành hơn phân nửa là phải xong đời. Lúc này trên bầu trời từ lâu đã không còn cước ảnh thật lớn, vô số bụi bặm tiêu tán đi, thân ảnh của Khâu Mục Kiệt xuất hiện ở trên trời cao, chỉ bất quá thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch. Trên người hắn không ngừng có hắc sắc dị lực kinh khủng hiện lên. Như là lôi quang đùng đùng chớp động liên tục, không ngừng đánh thẳng vào thân thể, tựa hồ đang đụng phải chân của đế thính phản phệ. Đặc biệt đùi phải của hắn, mặt trên đầy ký hiệu, chớp động không ngừng, lúc này còn đang kịch liệt run rẩy, từng vòng hắc sắc dị lực chính là từ ở đây tuôn ra. Chân linh đế thính ở thời đại viễn cổ cũng là cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, bài danh thập phần gần phía trước, Khâu Mục Kiệt cũng không biết từ đâu có được hoàn chỉnh một chân, cấy ghép trên người mình. Chết! Đã chết rồi sao? Tần Hy và một đám tông chủ sắc mặt đều tái nhợt, gian nan hỏi. Luật Thực Nguyên lắc đầu, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả, chiến đấu của hai người đã hoàn toàn vượt qua khỏi phạm vi nhận thức của bọn hắn rồi. Mà giờ này khắc này, nội tâm của hắn cũng không rõ là hy vọng là ai thắng ai bại nữa. Có lẽ là càng hy vọng Lý Vân Tiêu chết hơn, dù sao mình và hắn từng có quan hệ, thiên phú và thực lực khủng bố như thế. Một khi trả thù thì toàn bộ luật gia sợ rằng sẽ không có ngày nào được yên ổn rồi. Kiến trúc phạm vi trên trăm mẫu đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hóa thành phế tích. Mà phía dưới Khâu Mục Kiệt lại là một vũng hố sâu đen kịt, sâu không thấy đáy, thậm chí ngay cả chút thanh âm cũng không có. Khâu Mục Kiệt thở dốc một lúc, sau đó hai con ngươi dần dần trở nên yêu dị, ngưng mắt nhìn xuống dưới, dùng nhãn lực của hắn lực tự nhiên phát hiện trong hố đó căn bản chẳng có ai cả.
Lập tức đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Lực lượng một cước vừa rồi khiến nguyên khí và thân thể hắn đều bị tổn thương, mặc dù không trông cậy vào có thể gạt bỏ đối phương, nhưng ít ra cũng phải trọng thương mới đúng, mà hiện giờ xem ra, tựa hồ kém xa dự đoán. Lòng hắn lập tức trở nên cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí quan sát lấy bốn phía. 3. Trên bầu trời đột nhiên lóe lên ánh sáng màu xanh, một đạo lôi điện xẹt qua. Lý Vân Tiêu trong chốc lát xuất hiện ở phía trên Khâu Mục Kiệt, cả người đều là máu, sắc mặt một mảnh lạnh như băng. Trong hai mắt lộ ra sát khí vô biên, cả người lập tức hóa lôi, lôi quang đầy trời thoáng cái tản ra. Bản thiếu gia tung hoành thiên hạ bao nhiêu năm, mặc dù có chết, cho tới giờ cũng chưa từng bị người dùng chân đạp qua, hôm nay không đánh người thành mảnh vụn thì khó có thể tiêu mối hận trong lòng của ta được. Lý Vân Tiêu tức đến thất khiếu bốc khói, một tay giơ thiên chùy lên cao cao, mảng lớn lôi quang bắt đầu khởi động, trong thiên địa vô số lôi đình hội tụ đến. Toàn bộ bầu trời lập tức hóa thành lôi hải, tải rộng ra khắp tứ cực hoàn vũ, tự thành thế giới. Khâu Mục Kiệt hoảng hốt không thôi, nhìn Lý Vân Tiêu cơ hồ dung làm một thể với lôi đình, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Đúng lúc này, trong lôi hải kia, xuất hiện một đôi mắt như kim đăng, lộ ra hung mang. Sau đó toàn bộ thân thể quái ngư màu xanh hiện ra, mở ra miệng lớn nhổ ra một đạo lôi điện lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Ầm ầm, đạo lôi điện kia bắn vào lôi hải, đánh tới Lý Vân Tiêu. Buồn cười, giữa phiến thiên địa này, bản thiếu gia chính là lôi thần. Lý Vân Tiêu trợn mắt tròn xoe, tay trái hóa thành lôi quang cực lớn lăng không chụp xuống, trực tiếp nắm lôi quang mà quái ngư nhổ ra trong tay, nắm mạnh một cái liền chôn vùi, càng nhập vào trong thân thể hắn trở thành chất dinh dưỡng. Lý Vân Tiêu hung hăng chừng quái ngư kia, liền một tay bấm niệm pháp quyết, lôi quang ngưng tụ trên thiên trùy đã ngưng tụ đến cực hạn, chớp động lên điện mang cực kỳ đáng sợ, như một mảnh thanh long dài hẹp tán loạn trên bầu trời. Khâu Mục Kiệt, chết đi cho bản thiếu gia, ngũ lôi oanh đỉnh. Thiên trùy đập mạnh xuống, vô số lôi đình phún dũng mà ra, hóa thành cây cột cực lớn, thông thiên quán địa, đánh xuống dưới. Thiên địa chi uy, như lôi kiếp đến thế gian. Khâu Mục Kiệt dưới lôi uy kia, triệt để bị giam cầm lấy, muốn thuấn gì cũng hoàn toàn không thể, hoạt động thân hình một chút đều thập phần khó khăn. Sắc mặt hắn hoảng sợ, trên trán không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trước người hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh, sau lưng càng dâng lên vô số phủ văn màu đen. Gương mặt Khâu Mục Kiệt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ thống khổ dị thường, sau lưng đột nhiên tiêu xả ra hai đạo tơ máu, xương bả vai đột ngột nổ mạnh. 3. Một đạo hắc mang hiện ra, phía sau hắn lại hiện ra một đôi cánh đen cực lớn, mở rộng ra che khuất bầu trời. Phốc! Cái cánh kia vỗ mạnh một cái, lập tức vô số phù văn màu đen vần quanh ra, không ngừng lượn vòng trên không trung. Không gian chi lực giam cầm lấy thân hình hắn chợt bị buông lỏng ra. Hắc trạch chi vũ! Khâu Mục Kiệt hét lớn một tiếng, lại dùng lực một cái, vô số hoa văn kia tiêu tán từng cái. Cả người thoáng cái đột phá áp chế của lôi giới chi lực, lập tức liền xông ra ngoài. Ầm ầm, lôi quang vô tận đánh xuống, trực tiếp rơi vào trong thành Phong Linh. Ầm ầm, đại địa lập tức bị đánh nát bấy, lôi năng khủng bố càng hóa thành một luồng sóng biển, phóng đi tứ phía. Phế tích trước kia bị một chân chấn ra càng lớn hơn gấp đôi, bụi đất bay cuộn, giống như tận thế vậy. Những võ giả ở trong thành càng lạnh cả người. Trên trán mồ hôi lạnh đổ xuống như mưa, lôi năng khủng bố như thế, nếu chúng phải một kích thì dù không chết cũng bị phế mất. Sắc mặt Luật Thực Nguyên cũng trắng bệch, trong lòng cảm thấy lo lắng. Hắn vừa rồi đã dùng hình ảnh truyền tất cả mọi chuyện ở thành Phong Linh đến thành Hồng Nguyệt, hiện giờ duy nhất có thể làm chính là chờ đợi thành Hồng Nguyệt phái cường giả tới cứu thôi. Đùng đùng, toàn bộ trong thiên địa đều là lôi quang hiển hiện, hồ quang điện chớp động. Sau một kích toàn lực kia, lôi vân đầy trời trở nên mỏng manh hơn rất nhiều, toàn bộ lôi điện tràng năng trên không thành trì cũng dần dần suy yếu đi, thế giới màu xanh trở nên thảm đạm hơn không ít. Toàn thân Khâu Mục Kiệt đều bị mồ hôi lạnh ướt sũng, nhìn qua cảnh tượng như tận thế trong thành, chỉ cảm thấy yết hầu một hồi khô khốc. Sắc mặt Lý Vân Tiêu lạnh như băng, tựa hồ sau khi phát tiết ra, lửa giận cũng dần dần dẹp loạn, trong hai tròng mắt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh như nước. Nhưng sát ý trên mặt hắn không giảm chút nào, trực tiếp giơ tay lên, một ngón tay điểm tới Khâu Mục Kiệt. Đùng! Không trung có một đạo lôi điện phi tốc đánh xuống,
Điện mang uy lực không lớn, nhưng tốc độ so với chiêu ngũ lôi oanh đỉnh lúc trước phải nhanh hơn đến mấy lần. Khâu Mục Kiệt biến sắc, hai cánh có chút run lên, phù văn trên hắc vũ lóe lên, cả người liền thuấn di mà đi. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Hắc trạch chi vũ của ta, bản thân đã có chứa thần thông không gian rất mạnh, phối hợp với tinh thần lực cường đại của lão phu, thiên hạ không có chiêu thức nào có thể đả thương ta được cả. Khâu Mục Kiệt một hồi đắc ý, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Lý Vân Tiêu giữ im lặng, chỉ là năm ngón tay liên tục bắn ra, lôi vân trên bầu trời không ngừng bắt đầu khởi động, bên trong vô số lôi quang quay cuồng, như có long hành trong đó, sóng gió quay cuồng. Bỗng nhiên thiên địa trầm xuống, trong mảng lớn lôi vân kia hiện lên ô số hào quang, hóa thành từng đạo lôi đình, vắt ngang trời cao. Lôi hoàn phong bạo. Lý Vân Tiêu hét lớn lên, một cái lôi điện tinh hoàn cự đại xuất hiện trên không trung, lớn đến mấy trăm mẫu, một cái ma ha cổ tự màu xanh thoáng hiện trong đó. Sau đó đầy trời, lôi như mưa xuống, đánh xuống mặt đất. Khâu Mục Kiệt hít một hơi lạnh, toàn thân một hồi rét run. Loại này công kích không khác biệt trong phạm vi lớn thế này, tuy rằng lực lượng không được, nhưng mình thật sự chỉ có chạy đằng trời. Hắn huy động mạnh hai cánh, hoa văn tuôn ra, không gian chi lực không ngừng hiển hiện, thân ảnh xuyên thẳng qua dưới lôi đình đầy trời. Nhưng cơn giông kia quá mức rậm rạp chằng chịt, căn bản không thể nào trốn được. Khâu Mục Kiệt kinh sợ giống to mấy tiếng, rốt cục nổi giận, móng vuốt sắc bén lần nữa hiển hiện, trực tiếp đánh nát lôi đình rơi xuống. Lập tức lôi quang vẩy ra, chung quanh hắn lộ ra các loại lực lượng trùng kích cuồng bạo. Bọn người Luật Thực Nguyên vây xem ở phía dưới đều hãi hùng khiếp vía, dưới uy thế khủng bố như thế, hơn phân nửa thành phong linh đoán chừng đều phải xong đời rồi. Đột nhiên, quái ngư màu xanh lơ lửng trên bầu trời đột nhiên trợn tròn mắt, thoáng cái kim quang lập lòe mà ra, ưng chảo dưới bụng đột nhiên biến lớn lên. Thân cá mập mạp cũng theo đó co rút lại, nhỏ lại đến mấy vòng, lăng không xoay người. Giống như diều hâu lao xuống dưới, chộp tới Lý Vân Tiêu. Giờ phút này sắc mặt Khâu Mục Kiệt cũng vô cùng âm trầm, không ngừng dùng hung minh chảo đánh tan lôi đình, đồng thời hai cánh dốc sức liều mạng chấp động, phóng về phía Lý Vân Tiêu. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ vẻ mỉa mai, hai tay biến đổi quyết ấn, lôi đình trên bầu trời bỗng nhiên trì hoãn, trong tay trái hắn có một đạo bạch quang chuyển động, hóa ra thiên quang kiếm hạp. Long cong! Quyết ấn điểm xuống. Vô số Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bắn ra, đều chém về phía Khâu Mục Kiệt. 24 kiếm hóa thành kiếm trận thật lớn, trong đó tràn đầy kiếm phủ bay múa, hàn khí bức người. Khâu Mục Kiệt trong nội tâm cả kinh, một cổ kiếm khí lăng liệt đập vào mặt, hắn vội vàng múa loạn hai móng, đánh tan đạo đạo kiếm quang. Mà kiếm trận chi uy tựa hồ chỉ vừa mới mở ra, kiếm thế càng thêm khủng bố diễn biến ngàn vạn, tầng tầng lớp lớp rơi xuống, vô cùng vô tận. Hắn thu hắc trạch chi vũ lại, một vòng phòng ngự kết giới đột nhiên tản ra, cảnh giác nhìn chằm chằm vào kiếm trận. Trong hai tròng mắt hiện ra dị sắc, hoàn toàn không phải là ánh mắt nhân loại, bắt đầu cẩn thận quan sát nhược điểm của kiếm trận kia. Lý Vân Tiêu sau khi tế ra 24 kiếm, thiên quang kiếm hạp trực tiếp biến mất trong tay, không chút hoang mang hai tay kết ấn thành long hình, trực tiếp chộp tới quái ngư màu xanh đang lao xuống kia. Két! Bốn chảo đụng nhau, chấn ra kim quang. Lý Vân Tiêu chụp mạnh một cái, gắt gao cầm chặt hai tay quái ngư màu xanh. Cả người bị xu thế lao xuống kia kéo đi vài trăm mét cước bộ mới dừng lại được, sau đó lăng không dẫm lấy, tiếng không khí liên tục nổ tung rầm 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 phanh, giúp thân thể ổn định lại. Hắc! Hắn cười một tiếng, trong cơ thể không ngừng phát ra tiếng nổ nặng nề, cơ bắp toàn thân thoáng cái phồng lên, lực lượng khủng bố bành trướng mà ra. Hơn nữa thái cổ cương phong chi lực cũng gào thét mà lên. Xoáy ra khỏi người hắn. Lên! Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, mượn nhờ cương phong lực kia, trong khoảnh khắc đã kéo động quái ngư màu xanh kia xoay vòng khắp toàn bộ bầu trời. Lực xoáy càng lúc càng nhanh, quái ngư màu xanh bị chuyển ra vô số hư ảnh, cơ hồ không thấy rõ chân thân đâu nữa. Ôi trời ơi! Những võ giả còn đang quan chiến trong thành phong linh đều trợn mắt há hốc mồm, tiếng nuốt nuốt nước miếng liên tiếp vang lên, nguyên một đám hoảng sợ không thôi. Muốn đùa giỡn một đầu quái ngư như chiến hạm trong lòng bàn tay, cái này cần khí lực bực nào mới có thể làm được chứ? Kỳ thật bọn hắn đều đánh giá cao lực lượng rồi Lý Vân Tiêu, hẳn chẳng qua chỉ là dùng sức xảo diệu, hơn nữa có cương phong phụ trợ, lúc này mới tứ lạng bạt thiên cân, làm được chuyện như thế. Cái gì?
Khâu Mục Kiệt cách đó không xa cũng là toàn thân cự chiến, trong mắt cũng kinh hãi như muốn rớt ra, há to mồm triệt để hóa đá. Thẳng đến khi mấy thanh trường kiếm chém tới, hắn mới giật mình tỉnh táo lại, vội vàng né tránh ra. Mà đồng thời khiến trong lòng của hắn hoảng sợ không thôi chính là, phương kiếm trận này tuy rằng không nguyên vẹn lắm, nhưng lại không hề có sơ hở, biến hóa ngàn vạn, chỉ có thể dùng lực phá trận. Khâu Mục Kiệt giống to mấy tiếng, trong đôi mắt bạo lên hung quang, hai tay đột nhiên nắm chặt, trên thân thể truyền đến trận trận âm bạo, đang không ngừng biến hóa lấy. Toàn bộ thể phách trong khoảnh khắc liền bành trướng, như xung khí vậy, trở nên khôi ngô dị thường. Trên thân thể như sắt thép giống lộ ra sáng bóng, nhìn như vô cùng chắc chắn. Mà cánh tay lớn hơn gấp mấy lần lại mọc đầy lông tơ màu vàng, còn có vô số phù văn lạc ấn trên đó, càng có các loại văn tự cổ quái bay ra khỏi hai tay, khó có thể nhân biết rõ ràng. http://tiuyenc.uatui.net/ hai bàn tay lớn đầy lông xù hư chảo về trước một cái, lập tức không trung kịch liệt rung động lắc lư, một đạo khí ẩn chi lực rất mạnh đẩy ra. Dưới bạch quang lập lòe, một thanh phác đao khoan hậu nháy mắt xuất hiện, toàn thân trắng nõn, không giống như chế tạo từ kim loại, trên đó điêu khắc đầy hoa văn trận phù. Thân sắc Khâu Mục Kiệt một mảnh nóng bỏng, hai tay lông xù cầm chặt đại đao, gào thét lớn lăng không chém mạnh xuống. Giống. Một cổ gào thét kinh thiên truyền ra, hư ảnh một đầu sinh vật như tượng cực lớn hiện ra, hai răng nanh như ngọc, tinh khiết hoàn mỹ. Chất liệu phác đao lại giống hệt với răng nanh kia, hiển nhiên là dùng nó chế thành. Nó ngửa đầu lên điên cuồng gào thét mấy tiếng, răng nanh nhô lên, đánh mạnh tới kiếm trận. Oanh! Hư ảnh hình tượng kia lập tức nghiền nát, hóa thành vô số ánh đao bắn ra, tách toàn bộ vạn kiếm đổ ra. Khâu Mục Kiệt đại hỉ, đang muốn cuồng tiếu, đột nhiên bầu trời có một bóng ma rơi xuống. Hai mắt hắn thoáng cái nổ bung, giận dữ hét. Con cá ngu xuẩn! Bóng mờ cực lớn bay thấp xuống kia đúng là chiến hạm ngư, Lý Vân Tiêu vứt nó ra ngoài, lấy làm binh khí đập tới Khâu Mục Kiệt. Thân hình chiến hạm ngư không ngừng quay cuồng trên không trung, tựa hồ nghe thấy thanh âm của Khâu Mục Kiệt, đuôi cá phốc phốc động vài cái, trên người rầm 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 sinh ra mấy chục đôi cánh dùng sức vỗ vỗ. Sức gió cực lớn bắt đầu khởi động, thân cá cực lớn kia lập tức dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Lý Vân Tiêu mặt hiện hắc tuyến, mấy chục đôi cánh kia hình thái lớn nhỏ không đều, giống như vảy cá đầy người vậy, vừa nhìn đã biết là dùng cánh của mười mấy loại chim bay ghép vào rồi. Trên đó còn có mấy đôi cánh mỏng, hiển nhiên là cánh của côn trùng. Nhưng có điểm giống nhau chính là trên mỗi một đôi cánh đều lộ ra phong hệ chi lực cường đại, hình thành từng đạo vòi rồng nhỏ bé, đồng thời vỗ xuống uy lực cực lớn. Khâu Mục Kiệt thoáng cái bay thấp đến trên lưng nó, quát. Hóa lân. Trên người chiến hạm ngư bắt đầu có phù văn khởi động, tất cả lân phiến hình thù kỳ quái thoáng cái đều dựng ngược lên, phản xạ ánh mặt trời khiến người hoa cả mắt. Hai mắt Lý Vân Tiêu tê dần, hơi co lại, chỉ thấy lân phiến bay múa đầy trời, như là ngàn đao vạn kiếm bắn đến. Toàn bộ bầu trời đều lộ ra thanh âm bong bong, vô số lân phiến kéo động trên không trung. Những lân phiến kia đầu đuôi tương liên, như khóa sắt tung hoành. Ở chung quanh hắn hiện ra hình đinh ốc trụ không ngừng co rút vào chính giữa, không gian bỗng chốc bị xoắn đến nát bấy. Lý Vân Tiêu cả kinh, những nơi lân phiến đi qua, đầy trời đều là vết nứt không gian khủng bố, nhao nhao lao đến, như vô số đao kiếm. Sắc mặt hắn trầm xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, hóa ra pháp tướng kim thân ba đầu sáu tay nắm chặt, tiếng giống to đánh tới bốn phương tám hướng. Ầm ầm long. Không gian lập tức bị đánh cho biến hình, vô số lợi lân bị cắt xuống, bị quyền phong lần lượt chấn khai. Trong khoảnh khắc quyền ảnh màu vàng đầy trời cùng lợi lân đủ mọi màu sắc bay múa, hình ảnh kia cực kỳ xinh đẹp, lại tràn ngập khủng bố vô tận. Hai mắt Khâu Mục Kiệt tuôn ra vẻ khiếp sợ, lập tức sắc mặt trầm xuống, xông lên khỏi chiến hạm ngư, cánh tay màu vàng đầy lông xù giơ phác đao lên cao, chém mạnh xuống dưới. Trên bầu trời lập tức vẽ ra một lỗ hổng đến mấy trăm trượng. Toàn bộ thế giới thoáng cái như bị bổ làm hai. Lý Vân Tiêu vội vàng thoáng nhìn qua, trong lúc kinh hãi vội vàng lăng không hư nắm, trên một cánh tay hiện ra lãnh kiếm băng xương, kiếm quyết khẽ dẫn, liền nghênh đón lấy. Phanh! Trong lân phiến bay đầy trời, binh khí hai người hung hăng va chạm vào nhau, kinh lực cực lớn xông tới, tàn sát bừa bãi trên trời cao, cuốn bay hết những lân phiến kia. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy cánh tay tê dần,
cơ hồ đã mất đi chi giác. Không chỉ có thế, bị kinh lực cực lớn kia áp chế xuống, khí huyết trong cơ thể trào lên, cả người bị nhô lên cao đẩy lui vài trăm mét, mới dừng thân hình lại được. Cánh tay kia của Khâu Mục Kiệt không biết là vật gì, về mặt lực lượng còn trên cả hắn, trên thân kiếm bị chấn lên đạo ánh sáng màu lam, vô số băng tinh lập tức bốc hơi. Vô số phi lân bị lực xung kích cuốn bay lần nữa ngưng tụ, nhao nhao rơi xuống như mưa rào, thoáng cái đã bao vây lấy cánh tay Lý Vân Tiêu, lượn vòng rảo sát đến. Quái ngư màu xanh kia tựa hồ ý thức được những phi lân này cũng không nổi lên được tác dụng gì mang tính thực chất, thân ảnh liền khẽ du động, trốn vào hư không. Lúc lần nữa xuất hiện liền trực tiếp ở phía trên Lý Vân Tiêu rồi, miệng cá mở ra, nhổ ra vô số bong bóng, từ trên không rơi xuống. Những bong bóng kia bị vô số vết nứt không gian cắt lấy cũng không ảnh hưởng, hơn nữa còn dính lại vào nhau, tạo thành một chuỗi, càng ngày càng nhiều. Những bong bóng này rất nhanh che khuất bầu trời, bao lấy Lý Vân Tiêu và tất cả những lân phiến kia lại. Ọt 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 ọt, cũng không biết những bong bóng này có tác dụng gì. Quái ngư màu xanh tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, trong bụng truyền đến một hồi quái thanh. Sau đó nó hé miệng, vậy mà nhổ ra một vòng sương mù có độc, phun xuống dưới, rót vào trong những bong bóng kia, lập tức trở nên một mảnh ngũ quang thập sắc. Trong bong bóng một mảnh trong suốt, Lý Vân Tiêu kinh hãi vội vàng ứng phó, bộ dạng vảy cá hiển thị rõ lên, hơn nữa còn đến từ khắp mọi phương vị. Khâu Mục Kiệt ánh mắt lạnh lẽo, phác đao tái khởi. Tựa hồ chớp đúng thời cơ, vột vọt mạnh lên, chém vào những bong bóng kia. Đột nhiên oanh một tiếng, mấy khối bong bóng kia trực tiếp bị một đôi bàn tay lớn đen kịt bóp vỡ ra, một đoàn bóng đen hiển hiện, nhô lên cao hóa thành cự linh. Vô số ma nguyên khí bắt đầu khởi động, thôn phệ tất cả lân phiến, độc tố vào, chân ma pháp tướng thoáng cái hóa thành trăm trượng, bắt lấy hư ảnh một thanh hắc đao chém tới chiến hạm ngư. Mặt khác một tay bấm niệm pháp quyết, hiện ra ba đầu sáu tay. Ma nguyên ngưng tụ thành hoàn, bắt đầu khởi động khắp tứ phía. Ba mặt pháp tướng đều lộ diện mục dữ tợn, hai tay vỗ xuống, một vòng xoáy màu đen ngưng tụ trước người. Lục đạo hư ảnh ma binh lập lòe, chìm nổi bất định. Khâu Mục Kiệt trong lòng chấn động, tựa hồ đã nhận ra tinh vân màu đen kia không hề đơn giản, cả người vội dừng lại, vội vàng thối lui về phía sau. Muốn đi, trở lại cho ta. Một cánh tay của Lý Vân Tiêu liền hóa thành lôi đình. Thoáng cái hóa thành cực lớn, chảo mạnh tới nhanh như tia chớp. Cút! Khâu Mục Kiệt nổ quát một tiếng, phác đao lăng không chém qua, xé mở bàn tay lôi đình, sau đó vội vàng thuấn di đi. Hắn vừa mới ngừng ổn thân thể liền hoảng sợ nhìn qua, chỉ thấy tinh vân màu đen trên trời cao đã trực tiếp đánh xuống. Tinh tuyền bảo! Lực lượng khủng bố lập tức đánh xuống. Khâu Mục Kiệt toàn thân cự chiến, hắc trạch chi vũ sau lưng phanh thoáng một phát mở ra. Dài đến chừng 10 trượng, che khuất cả bầu trời. Trên hắc vũ đột nhiên hiện ra vô số quang đoàn, những quang đoàn kia đột nhiên mở ra, đúng là ngàn vạn con mắt, toàn bộ đều phát ra hào quang quỷ dị. Cái gì? Lý Vân Tiêu chợt cảm thấy hoảng sợ, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, hàng trăm hàng ngàn con mắt kia hắn không hề xa lạ gì, tất cả đều là Thái Cổ Thiên Mục. Thiên Mục nơi mi tâm hắn vốn là đoạt được từ trên người Cố Nguyệt Sinh. Hắn cũng biết Khâu Mục Kiệt đã tìm được một ổ Thái Cổ Thiên Mục, nhưng không thể tưởng được tất cả đều bị hắn dùng lấy. Mấy trăm cái Thái Cổ Thiên Mục kia thoáng cái phát ra ánh sáng yêu dị, toàn bộ không gian đều xoay tròn treo ngược, lực lượng tinh tuyền bạo lập tức bị xé rách, nháy dưới mắt hóa thành vô hình tiêu tán. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy da đầu run lên, lực lượng của trên trăm thiên mục này hội tụ lại với nhau, vậy mà sinh ra hiệu quả tương tự như hắn dùng Nguyệt Đồng thi triển ra thần kỹ. Sắc mặt Khâu Mục Kiệt cũng trở nên cực kỳ khó coi, mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống, hơn nữa con mắt của hắn cũng là màu nâu cổ quái, chẳng biết là thứ gì, nhưng cũng có dị lực rất mạnh đang lóe lên không thôi. Hắc phố tầm hơn 10 trượng kia run nhẹ nhẹ, thân hình Khâu Mục Kiệt cũng run rẩy, tựa hồ cùng lúc điều khiển nhiều con mắt như vậy cũng khiến nguyên lực của hắn khó mà chịu nổi. Nháy mắt khi tinh tuyền bạo biến mất, dị lực trong mắt Khâu Mục Kiệt xoay chuyển, cặp hắc trạch chi vũ kia đột nhiên vỗ một cái. Vô số con mắt liền nhìn sang Lý Vân Tiêu. Toàn thân Lý Vân Tiêu chợt run rẩy, cũng không phải đồng lực kia mạnh bao nhiêu, mà chỉ là hắn thấy cả người sởn hết cả gai ốc. Chỉ cảm thấy toàn thân rét run, trong dạ dày càng nhộn nhạo như muốn ói. Đồng thời tinh thần lực vô tận phát ra từ các ánh mắt kia cũng không ngừng trùng kích lấy linh đài thức hải của hắn. Giờ phút này bầu trời đột nhiên tối sầm,
Khâu Mục Kiệt và Hắc Trạch Chi Vũ của hắn đột nhiên không thấy đâu nữa. Lý Vân Tiêu sau một lúc mới phục hồi tinh thần lại, dĩ nhiên đã bị quái ngư màu xanh kia cắn vào trong miệng rồi, sau đó một cổ lực cắn nuốt cực lớn chuyến đến, hấp hắn vào trong bụng nó. Ha ha! Khâu Mục Kiệt cười lên ha hả, khen. Chiến hạm ngư, làm tốt lắm. Dị tượng trên người hắn lập tức thu lại, sắc mặt tái nhợt cơ hồ như muốn trong suốt rồi. Bầu trời cũng không còn thân ảnh chiến hạm ngư, mà là một mảnh đen kịt, thời gian dần qua mới sáng lên hai mắt cá tựa như kim quang, sau đó toàn bộ thân hình dần dần hiện ra. Ha ha, bụng của ngươi chính là một phương không gian lão phu chọn dùng kim linh chi khí luyện hóa ra, tiểu tử kia cho dù thần thông có cường thịnh trở lại, huyền khí có lợi hơn đi nữa, cũng tuyệt không cách nào thoát đi được, đợi ta đi thành Hồng Nguyệt bắt Lý Vân Tiêu, lại quay về giải phẫu tiểu tử này mới được. Hắn cũng không biết người đánh với hắn lâu như vậy chính là Lý Vân Tiêu, hung hăng nói mấy câu, liền thoáng cái nhảy lên chiến hạm ngư, chỉ huy cá đi tới khu vực truyền tống. Tất cả võ giả trong thành đều không dám thở mạnh, cả người ướt đẫm mồ hôi, trong đầu đều cùng hiện lên dấu chấm hỏi, đã xong rồi sao? Luật Thực Nguyên nhìn xem thành trì cơ hồ đã bị hủy mất, ngay cả lòng muốn chết cũng có, khóc không ra nước mắt. Bất quá may mắn là Lý Vân Tiêu kia cơ bản đã xem như xong đời rồi. Ọt 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 ọt. Chiến hạm ngư sau khi bơi được vài trăm mét, bỗng nhiên chợt dừng lại, trong bụng truyền đến các loại thanh âm. Ân. Khâu Mục Kiệt phục dụng đại lượng đan dược, đang ngồi xuống trên lưng cá điều tức chợt mở to hai mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc, nói. Làm sao vậy? Nấc nấc. Chiến hạm ngư hé miệng, nấc vài cái, trên bụng phía dưới chậm rãi lồi ra một khối, càng lúc càng lớn. Cái gì? Khâu Mục Kiệt tựa hồ phát hiện ra gì đó, thuấn di một cái xuống phía dưới, hoảng sợ nhìn qua bụng cá đã bị đẩy ra mấy mét kia, tựa hồ có huyền khí gì đó đang đẩy bụng cá ra. Không có khả năng. Khâu Mục Kiệt kinh hãi, thất thanh nói. Đây chính là không gian dùng kim linh chi khí dung luyện, mặc dù là tuyệt thế thần binh cũng không có khả năng chạm phá được. Ầm ầm, tựa hồ như muốn đánh mặt của hắn, cái bụng kia sau khi phình ra đến nhất định, rốt cục thoáng cái nổ bung lên. Cái bụng của chiến hạm ngư đột nhiên nổ tung, một cái lỗ hiện to chợt hiện ra, còn có mảng lớn kim quang trút xuống như thác nước. Trong miệng cá không ngừng phun bọt mép, cái đuôi cực lớn lăng không vung lấy huỵch huỵch, từng vòng linh áp nhộn nhạo ra. Trong hắc động kia lóe lên một vòng thanh mang rồi biến mất, ở ngoài trăm trượng biến hóa thành Lý Vân Tiêu, vẻ mặt âm trầm, bộ dạng tựa hồ như vẫn còn sợ hãi. Lý Vân Tiêu sau khi đi ra cảm xúc tựa hồ cũng dần ổn định lại. Thần sắc trong mắt không hề bận tâm. A, Khâu Mục Kiệt triệt để phát điên rồi, hai tay vò nát tóc, quát ầm lên. Ngươi hủy chiến hạm ngư của ta, ta liều mạng với ngươi. Gương mặt hắn trở nên dữ tợn dị thường, lập tức bạo phát ra. Hắc Trạch Chi Vũ cực lớn ầm ầm mở ra, hai tay biến ra lông tơ, tóc trên đỉnh đầu dựng thẳng lên, vậy mà biến thành vô số xúc tu, không ngừng múa loạn như bạch tuộc, lăng không nhảy múa cuồng loạn. Sau đó trên chân phải đã trở nên chất phác cứng ngắc kia, từng vòng phù văn màu vàng tản ra, như huyền khí được giải phong vậy, hóa thành đế thính chi túc. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trong nháy mắt đại biến, nội tâm cảnh giác tới cực điểm, trạng thái của Khâu Mục Kiệt tựa hồ thoáng cái từ thung lũng nỏ mạnh hết đà trực tiếp kéo lên tới cực điểm, hơn nữa không ít tứ chi và khí quan trên người vẫn còn biến hóa. Hắn không khỏi cảm thấy cực độ hoảng sợ. Hắn vốn là thuật luyện sư cửu giai tự nhiên cũng hiểu thoáng cái dung hợp nhiều kỳ vật như vậy vào thân, phải cần một loại cân đối đến thế nào mới thể khiến không bị xung đột và cắn trả. Chỉ là vài loại thân thể trí cường trước kia, như đế thính chi túc, hắc trạch chi vũ, kim viên song tí, hung minh chi trảo, cả trăm thái cổ thiên mục, cũng đã là kỳ tích nghe rợn cả người rồi. Lúc trước sau khi Lý Vân Tiêu dung hợp Nguyệt Đồng cũng bị đồng lực ảnh hưởng, trong một thời gian rất dài tính tình luôn cuồng bão quái đản. Mà giờ khắc này thứ bày ra trên người Khâu Mục Kiệt không thứ nào mà không phải tồn tại có thể chống lại Nguyệt Đồng nhất tộc. Còn có lục đồng chi nhãn, quỷ giác trên trán, xúc tu trên đỉnh, đồng thiết chi tị, ngân ưng song nhĩ, long lân nổi khắp toàn thân, sau mọc ra đuôi dài đang biến hóa ra. Hiển nhiên là một thể chắp vá của bách tộc. Ọt ọt, sắc mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch, gian nan nuốt lấy nước miếng, Khâu Mục Kiệt giờ phút này đã hoàn toàn biến thành quái vật. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cũng không mất đi thần thức, muốn làm được điểm này, sợ rằng là đệ nhất nhân từ xưa đến nay rồi.
thân hình Khâu Mục Kiệt còn đang không ngừng biến hóa, nhưng tựa hồ lực lượng đã đến cực hạn, lại biến hóa tiếp sợ rằng ngay cả bản thân cũng khó có thể khống chế. Hai cánh trên lưng hắn khẽ vỗ, không gian chi lực liền hiển hiện, lập tức xuất hiện ở trên chiến hạm ngư, Đế Thính Chi thúc dẫm lên trên lưng cá. Hắn muốn làm cái gì? Lý Vân Tiêu cả kinh, không rõ ý Khâu Mục Kiệt, dưới một cước như vậy, đầu quái ngư màu xanh này sợ rằng phải tiêu đời rồi. Chẳng lẽ là để tránh cho nó thống khổ nên muốn tự tay chấm dứt tánh mạng của nó sao? Ý nghĩ này rất nhanh đã bị loại trừ đi. Bởi vì quái ngư màu xanh này tuy rằng bị nổ bụng, nhưng bản thân nó cũng là do vô số thứ chắp phá ra, Lý Vân Tiêu chẳng qua chỉ đánh vỡ không gian bụng nó thôi, tổn thương không đến chết. Tiếp theo, muốn luyện chế ra loại vật này, có trời mới biết phải làm bao nhiêu thí nghiệm, giết bao nhiêu sinh linh, tên điên này vốn cũng không phải là loại nhân từ nương tay gì. Khâu Mục Kiệt mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đạp mạnh xuống một cước. Oanh! Đế Thính Chi thúc trực tiếp giẫm lên lưng quái ngư màu xanh, tuôn ra mảng lớn huyết nhục ra, toàn bộ thân cá bốc lên vài cái liền yên tĩnh trở lại. Sau đó một màn khủng bố xuất hiện, nửa người dưới của Khâu Mục Kiệt bắt đầu chậm rãi dung hợp với quái ngư màu xanh kia. Lý Vân Tiêu nhìn xem một màn này, toàn thân rét run, hắn cũng lập tức hiểu rõ ra. Quái ngư màu xanh này không chỉ là tọa kỵ và hung thú của Khâu Mục Kiệt, mà còn là thể cung ứng năng lượng cho hắn. Lúc triển khai ra toàn bộ trạng thái của mình, dùng lực lượng của hắn căn bản không cách nào khống chế toàn bộ tứ chi và khí quan, vì vậy mới nghĩ ra phương pháp xử lý quái dị này, dung hợp bản thân vào trong quái ngư màu xanh, thông qua hấp thu lực lượng của nó để khống chế biến hóa toàn thân. Hoặc là nói, quái ngư màu xanh này cũng là một bộ phận thân thể hắn, hơn nữa còn là bộ phận trọng yếu cung ứng đại lượng nguyên lực. Thiên tài, tuyệt thế thiên tài. Lý Vân Tiêu sau hoảng sợ ngắn ngủi, trong hai mắt vậy mà toát ra hào quang, hưng phấn nói. Chuyện của T. Ui, nét. Tương truyền có một loại hung thú gọi là bán nhân mã, không thể tưởng được ngươi hôm nay lại hóa thành bán nhân ngư, chuẩn xác mà nói là bán thú ngư. Hắn khen từ đáy lòng. Kiệt Phong Tử, ta không thể không thừa nhận, ngươi chính là thiên tài giỏi nhất trong tất cả bí pháp thuật luyện sư khắp thiên hạ hiện giờ. Toàn bộ bản thân Khâu Mục Kiệt đều triệt để dung nhập vào trong quái ngư màu xanh, chỉ để lại nửa người trên đã yêu hóa, vẻ dữ tợn trên mặt dần khôi phục lại bình tĩnh, hiển nhiên đã đạt được lực lượng khổng lồ nên áp chế lại được cắn trả đến từ toàn thân. Mà lân phiến trên người quái ngư màu xanh toàn bộ đều chóc ra, bắt đầu kết nối lại như trước kia. Hiện lên đinh ốc vần quanh bên ngoài cơ thể, trên thân nó tràn đầy cá loại trận pháp lớn nhỏ. Nơi bị nổ bung tự nhiên cũng lành lại, chỉ có điều hóa thành màu trắng bình thường, trên đó có một cái vòng tròn màu vàng, bên trong ấn lấy một chữ đế vàng lóng lánh. Đế Thính Chi thúc kia hiển nhiên đã trở thành cả mấu chốt dung hợp của cả hai, lấy thuộc tính vô cùng chắc chắn, không gì phá nổi của nó, đích thật là môi giới kết nối tốt nhất. Báo tên ngươi ra đi. Có thể làm cho lão phu hóa ra trạng thái cuối cùng nhất, cuộc đời này ngươi chính là người đầu tiên đấy. Khâu Mục Kiệt trở nên tỉnh táo không gì sánh bằng, trong hai mắt chớp động hung quang, lại nhiều hơn một vòng cảm giác tịch diệt như chết. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Có thể kiến thức được kết quả thuật luyện vĩ đại như thế, bản thiếu gia cũng cảm thấy rất vinh hạnh, ta gọi là Lý Vân Tiêu. Cái gì, ngươi chính là Lý Vân Tiêu sao? Đôi đồng tử màu xanh lá của Khâu Mục Kiệt co rút lại, một đạo ánh sáng âm u hiện ra ra, lập tức nói. Khó trách, khó trách. Lý Vân Tiêu nhíu mày, không rõ ý trong lời hắn, chỉ cảm khái nói. Khó trách cái gì, thật sự rất muốn trò chuyện với ngươi về thuật luyện chi đạo một phen đấy, đáng tiếc, đáng tiếc. Khâu Mục Kiệt mỉa mai nói. Đáng tiếc, hừ, đáng tiếc ngươi phải chết rồi, còn nói gì thuật luyện chi đạo. Yên tâm. Ta sẽ cẩn thận kiểm tra thân thể của ngươi, xem thử ngươi có gì đáng cho lão phu nghiên cứu không. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, bị con mắt màu xanh lá kia nhìn chằm chằm vào cảm thấy một hồi sởn hết cả gai ốc, trên mặt không có chút máu, nhưng vẫn cười lớn nói. Ha ha, yên tâm, nếu thật bị ngươi bắt được, bản thiếu gia tất nhiên sẽ tự bạo mà vong. Thuật đạo của ngươi tuy rằng rất giỏi, nhưng ta không có hứng thú kính dâng ra bản thân đâu. Không phải do ngươi. Hừ. Lỗ mũi như đồng thiết trên mặt Khâu Mục Kiệt hừ mạnh một tiếng, trong lỗ mũi lập tức phun ra một vòng bạch khí, không gian bốn phía liền trở nên vặn vẹo, một cổ sóng âm chi lực rất mạnh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phát ra. Không gian tựa hồ như bị cổ sóng âm đẩy ra,
không ngừng bành trướng ra. Sóng âm chưa đến, uy thế đã tới trước, trường bào Lý Vân Tiêu dưới áp lực liền phần phật rung động, tóc dài bay loạn. Trong lòng của hắn hoảng sợ, một loại suy đoán trước kia đã lập tức ứng nghiệm rồi, cái mũi như đồng thiết kia đúng là vật của hanh thú. Trong thượng cổ chân linh có hai chân linh cực kỳ kỳ lạ, như ảnh tùy hình, làm bạn không rời, được gọi là hanh cáp, trong hai chữ tánh mạng người ta. Tuy rằng chúng ở trong chân linh bài danh ở tận phía sau, nhưng cũng là tồn tại thập phương thần cảnh, Lý Vân Tiêu không dám khinh thường. Chỉ là, chữ hanh này, tựa hồ cũng không lợi hại như truyền thuyết thì phải. Hắn đang hồ nghi thì đồng tử đột nhiên co lại, một loại cảm giác xấu xông lên đầu, thầm nghĩ. Không tốt. Chỉ thấy cái miệng rộng của Khâu Mục Kiệt đột nhiên thoáng cái mở ra, nhổ ra một vòng hoàng khí ra, cáp. Bầu trời một hồi, một đạo lực lượng vô hình hiện lên, lập tức đuổi theo âm ba hanh kia, cả hai kết hợp cùng một chỗ, trên bầu trời lập tức hóa ra vô số phủ văn trong suốt, ẩn hiện hư không. Một cổ khí tức hung bạo truyền đến, toàn bộ trời cao đột nhiên chấn vỡ, tứ cực thoáng cái tan vỡ. Lực lượng khủng bố phá hủy tất cả cuốn tới Lý Vân Tiêu. Oanh! Thân ảnh Lý Vân Tiêu dưới cổ hanh cáp chi lực kia lập tức bị xoắn nát bấy, hài cốt không còn. Trong mắt Khâu Mục Kiệt chớp động lục đồng, lạnh lùng nói. Muốn chạy trốn, thành phong linh chính là nơi thiên mệnh của ngươi kết thúc. Hắn giơ lên cánh tay phủ đầy lông nhung màu vàng, bắt lấy phác đao cực lớn lăng không chém xuống. Một cổ đao lực kinh khủng lập tức bổ ra bầu trời, một khe hở cực lớn lăng không hiển hiện, dùng tốc độ như tia chớp lan tràn ra xa xa. Bầu trời hai bên khe hở không ngừng tan vỡ, dùng hiện tượng thiên văn đối ứng chính là, đại địa nứt ra khe rãnh, thành phong linh bị bổ ra hai nửa, cơ hồ như bị hủy toàn bộ. Không ít võ giả thực lực thấp, thậm chí không thể chống nổi dư âm đao thế kia, thân thể trực tiếp bạo vong. Ở cách đó không xa, không gian một hồi lắc lư, độn thuật của Lý Vân Tiêu cũng không chịu nổi đao uy kia, bị buộc phải hiện ra. Trong mắt của hắn lộ vẻ kinh ngạc, lập tức thân hóa vạn đạo lôi đình. Ẩn thân chạy về phía xa xa. Trước kia may mắn hắn phản ứng linh mẫn, trước tiên đã lưu lại tàn ảnh độn đi. Nếu không bị hanh cáp chi ý kia cuốn vào trong, lại chống lại một đao như thế thì sợ rằng thực sự phải bỏ mạng ở đây rồi. Giờ phút này thế cục đại biến, bằng sức một mình hắn muốn thủ thắng cơ hồ đã không khả năng nữa, hơn nữa mục đích hắn đi chuyến này cũng không phải là Khâu Mục Kiệt, tăng thêm Thủy Tiên và Hóa Tu cũng đã được cứu ra, bởi vậy hắn cũng không có ý ham chiến thêm. Vội vàng bỏ chạy về phía truyền tống trận. Khâu Mục Kiệt hừ lạnh một tiếng, trường đao thu hồi, hai cánh sau lưng mở ra, vỗ phốc một cái, thân hình to như vậy liền biến mất ngay tại chỗ. Cái gì, quái vật khổng lồ như vậy cũng có thể thuấn di sao? Lý Vân Tiêu trong lòng cả kinh, hắn vừa mới xuất hiện ở trên không truyền tống trận, một cổ không gian chi lực rất mạnh đã hiện lên phía trên hắn. Sắc mặt hắn trầm xuống, không nói hai lời liền ném ra ngoài một vật. Thần dịch lực vận chuyển, tam sắc quang mang bay lên, một tòa thần phong đập tới không gian chỗ kia. Ầm ầm, những nơi tam sắc đầu xuất thiên đi qua, không gian toàn bộ vỡ vụn. Khâu Mục Kiệt thuấn di tới, thân thể còn chưa hiện ra đã bị kình lực vô hình đánh trúng, ngăn cản hắn phá không mà ra. Làm càn, ở trong hư vô hắn hét lớn một tiếng, cánh tay lông nhung màu vàng vung mạnh đại đao, chém xuống ngọn núi kia. Ầm ầm. Đao lực chấn lên ngọn núi, linh áp cực lớn tuôn ra, trùng thiên triệt địa. Khâu Mục Kiệt bị phản chấn, mục đích thuấn gì bị cưỡng ép thay đổi, thoáng cái xuất hiện ở ngoài Lý Vân Tiêu trăm trượng. Lý Vân Tiêu trong lòng hoảng sợ không thôi, đối phương vậy mà ngạnh kháng một kích của tam sắc đâu xuất thiên mà không chút ảnh hưởng. Hắn thật không biết trong lòng Khâu Mục Kiệt càng thêm kinh hãi không thôi, hắn khó có thể tin nhìn trời tam sắc chi phong đang xoay tròn trên bầu trời, thậm chí còn quên mất ra tay. Sau một khắc, ánh mắt của hắn ngưng tụ, truyền tống trận phía dưới Lý Vân Tiêu đã bị hủy hơn phân nửa trong chiến đấu lúc trước, không khỏi cười như điên. Ha ha, lần này ta xem ngươi còn trốn thế nào nữa. Cũng may là khu truyền tống trận nơi này, bình thường có kết giới chi lực tương đối mạnh thủ hộ, bằng không thì cũng đã sớm hóa thành bột mịn như các khu kiến trúc khác rồi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu cực kỳ ngưng trọng, thoáng cái thu hồi ngọn núi, tay phải khẽ lột. Một phương trận bàn từ từ bay ra, hóa thành trận quang vô tận, vứt xuống dưới. Trên trận bàn này tinh la mật bố, huyền ảo phức tạp. Đúng là trận bàn truyền tống trận cỡ chung mà tử thần bát tượng chôn ở bên ngoài thành Tân Duyên,
sau đó bị hắn đào lên, không thể tưởng được giờ phút này vậy mà có tác dụng. Hai tay của hắn phi tốc kháp ra, truyền tống trận cỡ lớn ở trên tuy rằng bị hủy, nhưng vẫn còn một số trận phù có thể dùng, trong khoảnh khắc thoáng một cái liền kích phát lên, hợp làm một với truyền tống bàn, truyền tống chi quang đầy trời tách ra. Cái gì? Trong mắt màu xanh lá kia của Khâu Mục Kiệt trừng ra, bản thân hắn chính là thuật luyện sư thiên tài, tự nhiên thoáng cái đã phát hiện ra không đúng, hai cánh vội lóe lên, lần nữa biến mất tại chỗ. Sau đó một cổ đao mang lập tức xuất hiện ở trên trận bàn truyền tống trận kia. Ầm ầm, toàn bộ truyền tống chi quang bị chém thành hai khúc, không gian thông đạo đen kịt hiện ra, mà cuối lối đi kia tựa hồ còn có một đạo bóng lưng, lập tức biến mất. Đáng chết! Khâu Mục Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ tái nhợt, hai cánh khẽ vỗ, cửa vào thông đạo lập tức bị kéo ra thật lớn, tán đi bốn phía. Trong hắc vũ dần hiện lên vô số phù văn, thân thể khổng lồ của Khâu Mục Kiệt thoáng cái phiêu hốt, liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại thông đạo không gian cực lớn kia hiển hiện trên không thành phong linh, sâu không thấy đáy. Một lát sau, mới có võ giả dám chậm rãi xuất hiện. Đám võ đế cao giai Luật Thực Nguyên và Tần Hy nhao nhao ló đầu ra, xuất hiện trước mặt lối đi kia, đều hoảng sợ vạn phần. Đây chính là thông đạo không gian xuất hiện sau khi mở ra truyền tống trận sao. Bổn tòa cũng là lần đầu tiên thấy đấy. Trên mặt Tần Hy lộ vẻ hoảng sợ, cảm nhận được khí tức khủng bố trong không gian kia, cũng không dám nhích đến quá gần. Luật Thực Nguyên nhìn qua phế tích toàn thành, khóc không ra nước mắt. Thông đạo này chẳng lẽ sẽ không biến mất, vĩnh cửu xuất hiện ở đây sao? Ai biết được? Tần Hy cũng lắc đầu, nói. Đi tìm thuật luyện sư tới hỏi thử xem. Một gã võ giả nhíu mày ngưng giọng nói. Ta đối với thông đạo không gian cũng có hiểu rõ nhất định, tựa hồ sẽ không xuất hiện lâu đâu, bất kỳ một thông đạo nào bị xé mở ra, đều sẽ tự động biến mất, hoặc là sinh ra nổ lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Toàn thân Luật Thực Nguyên run lên, chỉ vào cửa động vẫn còn đang không ngừng mở rộng ở sau lưng, thất thanh nói. Ngươi nói thứ này sẽ nổ tung sao? Tất cả mọi người đều dùng mình, một cổ dự cảm bất hảo xông lên đầu. Ầm ầm, cửa động kia đột nhiên nổ bung, một cổ kinh lực tản khắp bốn phương tám hướng, tất cả mọi người thoáng cái đều bị cuốn vào trong đó. A à, có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, rất nhiều người trực tiếp bị hút vào trong hư vô, bị lực lượng khủng bố đánh chết. Chỉ có giải rác mấy người liều mạng vọt ra, thoáng cái bay ra mấy trăm trượng, mới bảo trụ được một mạng. Nhưng mỗi người đều cảm thấy hoảng sợ, dưới ánh mặt trời nhưng lại không cảm nhận được chút ấm áp nào cả, toàn thân run rẩy lợi hại. Lý Vân Tiêu sau khi nhảy vào thông đạo, lập tức liền bị không gian chi lực cường đại hấp dẫn ngay lập tức đã vọt đi vạn dặm. Hắn tạm thời dùng truyền tống trận cỡ chung phối hợp với tàn phù của thông đạo mở ra trước kia, cũng không biết thông tới đâu. Đột nhiên phía trước có một đạo ánh sáng truyền đến, dùng nhãn lực của hắn lập tức đã thấy rõ, dĩ nhiên là một tàu chiến hạm. Tuy rằng hình thể không lớn, lại lộ ra một cổ tinh xảo và đại khí. Chiến hạm này là... Hắn thoáng cái đã nhận ra được, đây chính là linh thần chiến hạm đặc biệt của Hóa Thần Hải. Phía trước tại sao có thể có người Hóa Thần Hải chứ? Trong đầu hắn thiên tư bách chuyển, tuy có suy đoán, lại không thể kết luận. Nhưng có thể khẳng định chính là, đối phương tất nhiên là từ chỗ khác truyền tống đến thành phong linh. Phía trước người phương nào? Dừng lại! Trên chiến hạm kia tựa hồ cũng có người phát hiện hắn, truyền đến tiếng quát lạnh, các loại trận pháp trên thân hạm đột nhiên mở ra, trở nên sáng trưng, tựa hồ tiến nhập vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lý Vân Tiêu kinh sợ nói. Ngừng con em ngươi à, nơi này là trong thông đạo không gian, một khi kháng cự truyền tống chi lực, tùy thời đều có thể bị cuốn vào trong thời không loạn lưu đấy. Đã như vậy thì đi chết đi. Người trên chiến hạm không hỏi xanh đỏ đen trắng liền trực tiếp hạ mệnh lệnh, trận pháp công kích trên chiến hạm thoáng cái mở ra, sau đó hơn 10 chùm tia sáng đánh qua. Còn em ngươi, Lý Vân Tiêu kinh sợ không thôi, dưới tình thế cấp bách phát hung ác, cả giận nói. Muốn ta chết, thì mọi người cùng chết đi. Hắn lấy ra tam sắc đầu xuất thiên, nện mạnh tới. Thứ này vốn hội tụ sức nặng cực lớn, chất lượng vô cùng cường đại, căn bản không cần đập chúng chiến hạm. Vừa bị tế ra, lập tức đã ép tới khiến toàn bộ không gian thông đạo đều bắt đầu vặn vẹo, thậm chí có dấu hiệu tan vỡ mất. Rầm rầm rầm, mấy chùm tia sáng kia trực tiếp đánh lên đâu xuất thiên,
cả thông đạo lập tức liền bị sụp đổ mất. Cái gì? Trên chiến hạm kia truyền đến thanh âm kinh hoàng, thoáng cái liền rối loạn, các loại thanh âm nổi lên khắp nơi. Ổn định ổn định. Nhưng đã quá muộn, thông đạo đột nhiên nứt vỡ, Lý Vân Tiêu và chiến hạm kia cùng bị cuốn vào vòng xoáy không gian, bị cuốn tới một mảnh ánh sáng. Ở trong vòng xoáy không gian, tuy rằng thân bất do kỷ, nhưng Lý Vân Tiêu cũng không bối rối. Dù sao mình thân mang giới thần bi, còn có Diệp Phàm thân mang nặc á chi chu ở đây, mặc dù rơi vào bất luận khốn cảnh gì cũng đều có nắm chắc có thể thoát khốn được. Đây cũng là át chủ bài khiến hắn dám nện vào thông đạo không chút kiêng nể như thế, một khi bị cuốn vào không gian loạn lưu, không may tuyệt đối là đối phương. Không biết qua bao lâu, Lý Vân Tiêu mới cảm thấy bốn phía sáng ngời, đồng thời thân thể chợt nhẹ lại, lực cuốn tới kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Mà cả người hắn cũng trực tiếp rơi xuống từ không trung. Đúng là bị quăng ra từ trong không gian loạn lưu, hắn động thân một cái, liền ngừng xu thế ngã xuống, im im lặng lặng đứng trên không trung, nhìn lại khắp mọi nơi. Chỉ thấy khắp nơi đều là hoang nguyên và đồi núi vô biên vô hạn, đúng là đặc thù đông vực điển hình, xem ra cũng không bị quăng đến vực khác. Lý Vân Tiêu lấy ra một khối tinh bàn, bắt đầu định vị vị trí của mình. Một lát sau, hắn mới ngạc nhiên nói. Ồ, vậy mà cách thành Hồng Nguyệt không xa. Nhưng vào lúc này, phía trước cách đó không xa truyền đến nổ vang cực lớn, không gian như bị vật gì đó trùng kích lấy vậy. Oanh! Oanh! Thanh âm kia sau khi vang lên vài tiếng, rốt cục ầm ầm thoáng cái chấn khai. Bầu trời lập tức phá thành mảnh nhỏ, linh thần chiến hạm màu bạc kia vọt ra, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Đâm mạnh xuống mấy ngàn thước thân hạm mới có thể điều chỉnh lại, im im lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Hừ, may mắn kịp thời mở ra không gian pháp trận, lúc này mới không xảy ra việc gì. Trên chiến hạm truyền đến âm thanh lạnh như băng, sau đó lạnh giọng nói. Tiểu tử ngươi xông ra đại họa rồi. Chiến hạm kia im im lặng lặng ngừng ở phía xa, trận pháp che đậy thần thức mở ra, không thể cảm nhận được cảnh tượng trong đó. Lý Vân Tiêu phục dụng một ít đan dược và thiên tài địa bảo, sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp, dù sao đánh một trận với Khâu Mục Kiệt cũng tiêu hao quá lớn, lúc này mới lạnh lùng nói. Có dám tranh thủ thời gian phóng đi, kế tiếp bình thường đều nói là ngươi nhất định phải chết, trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi nữa rồi. Không biết ta nói có đúng không? Thanh âm trên chiến hạm kia. Ha ha, tiểu tử rất có ý tứ, hơn nữa tựa hồ thực lực rất không tồi đấy. Mặt đạo thanh âm già nua khác truyền đến. Sau đó trên chiến hạm bay lên một đạo hoa quang, như ánh trăng mọc lên trên biển cả. Hư không phía trước lóe lên, vậy mà xuất hiện hơn 10 đạo bóng người. Lý Vân Tiêu trong lòng cả kinh, có vài chục người trên chiến hạm cũng không có gì kỳ lạ cả, kỳ lạ chính là thực lực của những người này đều không thấp. Lý Vân Tiêu, ngươi là Lý Vân Tiêu. Đột nhiên một gã lão giả vê kinh hô lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Sau đó khí tức trên thân ngưng tụ, tràn đầy địch ý. Ánh mắt Lý Vân Tiêu quét qua, có chút ngạc nhiên, lão giả kia đúng là Phó Nghi Xuân. Còn có hai người khác cũng đã gặp qua, đều là một trong các thành viên nghị hội tối cao của Thành Hồng Nguyệt ngày xưa, Khương Nhược Tích và Nguyễn Nguyên Võ. Người còn lại hắn cũng nhận ra hai người, một người chính là thuật luyện sư cửu giai La Thiên Đại biểu hóa thần hải đến Ma Thiên Đại Thành, cùng một chỗ chống lại hải tộc lúc trước. Còn có một người gặp qua ở Thành Hồng Nguyệt, chính là thuật luyện sư cửu giai Ung Thiên Vận nói ra 5 điểm đáng ngờ trên người hắn lúc trước. Cái gì, Lý Vân Tiêu? Trong mọi người, một vị nam tử khuôn mặt khô héo, xương gò má nhô cao sắc mạnh lạnh xuống, ánh mắt ngưng tụ nhân tiện nói. Quả nhiên ta trước kia còn không nhận ra, thật sự là mắt mù rồi. Nghe thanh âm, người này chính là người đã trực tiếp hạ lệnh ra tay lúc trong thông đạo, lộ ra có chút lạ lẫm. Ung Thiên Vận cười khổ một tiếng, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. La Thiên cũng cười nói. Tử biệt ở Ma Thiên Đại Thành, ngày đó công tử không chịu lộ ra tính danh, ta liền nói tất có ngày gặp lại, quả nhiên. Chỉ là khiến ta tuyệt đối thật không ngờ chính là, lúc gặp lại, công tử đã vang danh thiên hạ rồi. Ánh mắt Lý Vân Tiêu chuyển động, nói ra suy đoán trong lòng mình. Chư vị chẳng lẽ là muốn đi Thành Hồng Nguyệt bắt Phong Tử Kiệt kia sao? Hừ. Các vị đại sư là vì Phong Tử Kiệt mà đến, Thành Hồng Nguyệt chúng ta lại vì ngươi mà tới. Tên nam tử khuôn mặt khô héo kia tên là Lôi Lăng, chính là một gã phó môn chủ của tứ cực môn trước kia, khóe miệng chứa đựng cười lạnh, nói.
thật sự là nhân sinh há không gặp lại, ta thấy nguyên lực ngươi đã hao tổn thật lớn, cũng đừng có ra chuyện chống cự vô ích nữa, thành thành thật thật thúc thủ chịu trói đi. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, Thành Hồng Nguyệt chỉ phái mấy tên cặn bã các ngươi đi bắt ta, không khỏi quá coi thường ta rồi. Ngươi, thật là đáng chết a. Lôi Lăng sắc mặt âm độc, nguyên lực trên người bắt đầu cổ động không thôi, khóe miệng chứa đựng vẻ tàn nhẫn. Lý Vân Tiêu khinh thường suy cười một tiếng, Lôi Lăng này chẳng qua chỉ là võ đế cửu tinh sơ giai, hơn nữa nhìn bộ dáng chỉ là mới vừa đột phá, căn bản không đáng là gì. Thành Hồng Nguyệt đối với thực lực của hắn thật sự không hiểu rõ bao nhiêu. Lý Vân Tiêu mặc kệ người Thành Hồng Nguyệt, chỉ lạnh nhạt nói. Ta và hai vị đại sư coi như là quen biết cũ, tuy nói không có giao tình gì, nhưng cũng có duyên gặp mặt một lần, các vị đại sư là tùy ý để người Thành Hồng Nguyệt bắt ta, hay là trợ giúp người Thành Hồng Nguyệt bắt ta đây? Lôi Lăng giành nói. Chư vị đại nhân hóa thần hải tự nhiên là đồng lòng với Thành Hồng Nguyệt ta, chỉ có điều bắt ngươi không cần đến mấy vị đại nhân, ta tùy tiện phái ra một người là đồi. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên thân hai người, nói. Khương Nhược Tích, Nguyễn Nguyên Võ, không bằng hai người các ngươi ra tay. Trên mặt Khương Nhược Tích và Nguyễn Nguyên Võ đồng thời lộ vẻ không thoải mái, bọn hắn năm đó là thành viên nghị hội tối cao của Thành Hồng Nguyệt, mặc dù là thành chủ cũng không thể chỉ huy. Hiện giờ thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, những nguyên lão tứ cực môn trong Thành Hồng Nguyệt quyền thế giờ đã bao trùm trên mình rồi. Hai người tuy có không thoải mái, nhưng biết rõ tình thế mạnh hơn người, ngày tốt lành trước kia đã một đi không trở lại. Sau khi ân một tiếng liền song song ra khỏi hàng, sắc mặt lạnh như băng đi đến chỗ Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu làm như không thấy hai người kia, ánh mắt bồi hồi trên người La Thiên và Gờ Ung Thiên Vận, khí định thần nhàn chờ đợi ý kiến của bọn hắn. Trên mặt La Thiên lộ ra ngượng nghịu, nói. Ta mặc dù thập phần thưởng thức đối với Vân Tiêu công tử, nhưng cũng không thể vì yêu thích cá nhân mà phá hư quan hệ giữa Hóa Thần Hải và Thành Hồng Nguyệt được. Lý Vân Tiêu nhướng mày lên, lạnh lùng nói. La Thiên Đại Sư có ý là nếu lúc nữa ta chém giết những cặn bã Thành Hồng Nguyệt này, chư vị Hóa Thần Hải cũng sẽ ra tay sao? La Thiên và Ung Thiên Vận liếc mắt nhìn nhau, đều cười khổ không thôi, không biết trả lời như thế nào mới tốt. Nằm mơ a, Khương Nhược Tích, Nguyễn Nguyên Võ, còn không ra tay. Lôi Lăng thấy Lý Vân Tiêu căn bản không để bọn hắn vào mắt, cảm giác mất mặt trước chư vị đại sư Hóa Thần Hải, lập tức trong mắt hiện lên một tia giận dữ, quát lên. Khương Nhược Tích và Nguyễn Nguyên Võ tuy rằng tức giận Lý Vân Tiêu miệt thị bọn hắn, nhưng càng bực mình vì Lôi Lăng hô to gọi nhỏ đối với bọn họ, chỉ có thể mặt âm trầm, buồn bực chút lửa giận lên trên người Lý Vân Tiêu. Chết đi! Khương Nhược Tích năm ngón tay thành chảo, trực tiếp lấn thân trên xuống, chộp tới cổ họng Lý Vân Tiêu. Loại chiêu thức này bình thường đều là dùng với tồn tại thực lực yếu kém hơn mình, lấn thân khóa cổ, là cực kỳ tự tin về thực lực bản thân mà khinh thường khinh miệt đối thủ. Nguyễn Nguyên Võ lại lăng không mà lên, dẫm xuống một cước tới mặt Lý Vân Tiêu. Chiêu thức này càng cuồng vọng đến cực điểm, lực lượng dưới chân lập tức đá nổ không khí, dấu chân ngưng tụ trên không trung, dẫm xuống dưới. Trong mắt bọn hắn Lý Vân Tiêu chẳng qua chỉ là võ đế thất tinh mà thôi. Mặc dù cảnh giới này đã vượt qua dự đoán của bọn hắn, nhưng dù vậy, cũng không hề để Lý Vân Tiêu vào mắt. Cho nên hai người đều chỉ dùng tới 2-3 thành lực lượng, lộ ra cực kỳ tùy ý. Muốn chết! Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, tuy rằng hiện giờ thực lực yếu đi nhiều, nhưng đối phó với hai gã võ đế bát tinh đỉnh phong, căn bản chẳng đáng là gì cả. Trong mắt của hắn bắn ra sát khí, kiếm quang trong tay lóe lên. Lãnh kiếm băng xương long cong một tiếng liền chém tới ngang trời, một đạo kiếm quang quét thẳng hai người, hóa thành hai đóa thanh liên, từ từ rơi xuống. Kiếm khí này, hai người toàn thân run lên, một cổ nguy hiểm tử vong không hiểu lan tràn trong lòng, hơn nữa cảm giác kia cực kỳ mãnh liệt, cực kỳ chân thật. Chuyện gì xảy ra? Hai đạo thanh liên tuy là kiếm quang biến thành, lại không lăng lệ ác liệt, bồng bềnh ôn nhu, tựa hồ không có lực lượng gì cả. Không tốt. Tránh mau. Phó Nghi Xuân ở phía xa nheo mắt lại, quát lớn lên. Đồng thời trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tu vi của hắn đã đột phá đã đến võ đế cửu tinh, cho nên tầm mắt sắt bén hơn hai người nhiều lắm. Nhưng đã quá muộn, mặc cho Khương Nhược Tích và Nguyễn Nguyên Võ vận chuyển nguyên lực như thế nào, cũng không thể đột phá trói buộc của hai đóa kiếm liên kia. Suy suy, hoa sen rơi xuống một mảnh kiếm khí chi hải giải khai, hai người lập tức chôn vùi trong đó.
A a, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, bộ dáng vừa rồi còn tràn đầy tự tin, không ai bì nổi. Giờ phút này đã bị thiên kiếm đâm thủng, vô số máu tươi bắn ra, hóa thành hai cỗ thi thể lạnh băng, không cam lòng ngã trên mặt đất. Một hồi thanh âm run rẩy. Một kiếm. Chỉ một kiếm liền diệt sát hai gã võ đế bát tinh. Đối với Lý Vân Tiêu mà nói, đây chỉ là chuyện quá bình thường, nhưng lọt vào mắt mọi người lại là một chuyện vô cùng đáng sợ. Mọi người hóa thần hải coi như bình tĩnh, bọn người Lôi Lăng và Phó Nghi Xuân lại triệt để hóa đá mất, đầu óc thoáng cái ngây ngốc, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ được nữa. Mặc dù là bọn hắn ra tay, cũng không có nắm chắc có thể giết chết hai người một cách lưu loát như thế. Huống chi Lý Vân Tiêu rõ ràng đang suy yếu, bộ dạng nguyên lực đã không chống đỡ nổi nữa rồi. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra chút hàn tinh, tay giơ lên, kiếm chỉ phía trước, cười lạnh nói. Đám cặn bã Thành Hồng Nguyệt, đều lên đây chịu chết đi. Người Thành Hồng Nguyệt hít một hơi lạnh, ngoại trừ Lôi Lăng và Phó Nghi Xuân ra, toàn bộ đều không tự chủ được lui về phía sau một bước. Dưới kiếm quang hàn khí chớp động kia, ai cũng cảm thấy trong lòng rét run, một hồi sợ hãi. Ung Thiên Vận kinh hãi nói. Chia tay ba ngày phải thay đổi cách nhìn, cổ nhân nói thật không sai. Giữa Vân Tiêu công tử và Thành Hồng Nguyệt cũng không phải đại thù sinh tử gì, không bằng buông tha thành kiến, do Lão Phu và La Thiên Huynh đứng ra điều giải, hóa giải ân oán trước kia có được không? Trong mắt La Thiên sáng ngời, vội hỏi. Đúng là Hóa Thần Hải và Thành Hồng Nguyệt quan hệ vô cùng tốt, Vân Tiêu công tử lại là thuật luyện sư cửu giai, có thể tới Hóa Thần Hải đảm nhiệm chức trưởng lão, như vậy liền không còn xung đột gì nữa rồi. Phó Nghi Xuân sắc mặt âm trầm xuống, nếu Lý Vân Tiêu thật sự gia nhập Hóa Thần Hải đảm nhiệm trưởng lão, vậy thì Thành Hồng Nguyệt thế tất sẽ hủy bỏ lệnh truy nã, Khương Nhược Tích và Nguyễn Nguyên Võ thật sự phải chết không rồi. Tuy rằng quan hệ của bọn hắn trước kia vẫn không tốt lắm, nhưng từ khi Tứ Cực Môn nhập vào Thành Hồng Nguyệt, những gì lão Thành Hồng Nguyệt bọn hắn vẫn luôn gắn bó với nhau. Giờ phút này càng có cảm giác cảm thông, hừ lạnh thoáng một tiếng liền cất cao giọng nói. Các vị đại sư, Lý Vân Tiêu này giết trưởng lão Thành Hồng Nguyệt ta, ân oán cửu hận này làm sao hóa giải. Mong rằng các vị đại sư xem ở chuyện kết kết mình, trợ giúp ta ra tay bắt lấy kẻ này. Ung Thiên Vận khí định thần nhàn nói. Thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn, nếu Vân Tiêu công tử nguyện ý hóa giải, mong rằng Thành Hồng Nguyệt có thể cho một cơ hội. Sắc mặt Phó Nghi Xuân lập tức trở nên khó coi, thái độ của Ung Thiên Vận đã rất rõ ràng, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, cái chết của Khương Nhược Tích và Nguyễn Nguyên Võ cũng coi như là chó chết thôi. Lý Vân Tiêu hai tay thả lỏng phía sau, lạnh nhạt nói. Có thể, điều kiện tiên quyết chính là hủy bỏ hôn sự giữa Đường Tâm và Khương Nhược Băng, sau đó Tứ Cực Môn rời khỏi Thành Hồng Nguyệt, ân oán giữa ta và Đường Khánh liền xóa bỏ. Thân mình Phó Nghi Xuân chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin nhìn qua Lý Vân Tiêu, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, điều kiện của Lý Vân Tiêu vậy mà lại như thế. Lôi Lăng trong lòng tức giận, nói. Làm can, chỉ một tiểu tử hậu bối, lại dám cuồng ngôn bảo Đường lão gia tử một trong thất đại tông chủ rời đi, quả thực là một trò cười lớn. Lý Vân Tiêu thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói. Nếu ngươi cho rằng đó là trò cười, như vậy hôm nay ta sẽ biến ngươi thành trò cười lớn nhất. Lôi Lăng giận dữ, lạnh giọng nói. Vậy hãy để cho ta kiến thức một chút xem, ngươi đến cùng có vốn liếng gì để cuồng vọng. Hắn đưa mắt liếc ra ý cho Phó Nghi Xuân, ý bảo cùng tiến lên. Dù sao vừa rồi Lý Vân Tiêu tùy ý một kiếm đã diệt sát hai gã võ đế bát tinh, khiến trong lòng của hắn cũng kiêng kỵ vạn phần. Thần sắc Phó Nghi Xuân phức tạp, nhưng vẫn nhẹ khẽ gật đầu. Hai người chậm rãi đi đến chỗ Lý Vân Tiêu, khí tức trên thân không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đạt tới đỉnh phong. Ung Thiên Vận tựa hồ rất không muốn thấy bọn họ chém giết, nhíu mày nói. Vân Tiêu công tử có thể lại cân nhắc một chút không? Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Ta đã nói rất chân thành rồi. Ai? Một tiếng thở dài thật sâu vang lên, La Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, cũng không muốn đứng ở mặt đối lập với Lý Vân Tiêu. Vậy thì đi chết đi. Trong tay Lôi Lăng đột nhiên nhiều ra một đôi song thiết kích, xuất kỳ bất ý bổ xuống. Đọc truyện cùng http://tiuyencuatui.net/. Phó Nghi Xuân cũng trầm giọng nói. Đắc tội. Hắn một trưởng đánh ra tàn ảnh đầy trời, phối hợp với Lôi Lăng đánh tới. Hai người đều cảnh giác vạn phần,
không dám có nửa điểm chủ quan. Trước kia còn tưởng rằng Lý Vân Tiêu hoành hành thiên hạ đều là dựa vào vận khí, hiện giờ mới biết được mình đã quá sai lầm rồi. Xuy, Lý Vân Tiêu thân hóa lôi đình, thoáng cái đã bị cặp thiết kích kia chém thành hai khúc. Nhưng lôi quang lập lòe, lập tức lại hợp lại, thoáng cái chế trụ hai tay lôi lăng, đồng thời thân thể của hắn kịch liệt phồng lên, biến thành một lôi điện bàn tử. Cái này, lôi lăng thoáng cái hoảng sợ, lôi điện chi ý vô cùng cuồng bạo kia đập vào mặt, nhưng hai tay mình lại bị Lý Vân Tiêu gắt gao chụp lấy, không cách nào giãy giụa được. Thân thể Lý Vân Tiêu sau khi bành trướng đến cực hạn nhất định, khóe miệng cong lên một đường vòng cung, hắc cười một tiếng liền tông tới chỗ lôi lăng. Ầm ầm, lôi thần chi thân cực lớn kia đâm vào trên người lôi lăng, lập tức liền nổ bung. Một đạo lôi tinh hoàn đột nhiên tách ra, tán đi bốn phương tám hướng đi, càng có lôi quang phóng lên trời, vọt thẳng lên chín tầng mây. Phó Nghi Xuân khiếp sợ vội vàng ra tay, lại bị lôi năng xung kích đến chấn ra xa xa, chỉ cảm thấy trong cơ thể bị xung kích khiến khí huyết quay cuồng, hoảng sợ không thôi. Toàn bộ phạm vi mấy trăm trượng đều đã bị lôi quang trùng kích, đám võ giả thành Hồng Nguyệt thực lực hơi yếu liên tục kêu thảm thiết, không ít trực tiếp bị đốt thành than cốc. Mọi người hóa thần hải cũng nguyên một đám mắt lộ ra kinh hãi. Cách cách cách, lôi quang dần dần tán đi, trên bầu trời lóe lên mấy đạo điện mang, thân thể Lý Vân Tiêu dần dần hiện ra. Chỉ có điều sắc mặt càng thêm tái nhợt, cảm giác như đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Phốc, lôi lăng ở dưới bị trúng một kích chính diện, tất cả lôi năng đều vọt tới hắn, xem như hoàn toàn dùng thân thể ngạnh kháng rồi. Sắc mặt hắn lúc này vô cùng thê thảm, toàn thân cháy đen, tóc bị đốt rụi, càng không ngừng hộc máu, trong hai tròng mắt một mảnh phẫn nộ, thân thể có chút lung lay sắp đổ. Lý Vân Tiêu không khỏi nhíu mày lại, nếu là lúc toàn thịnh, coi như là 10 tên lôi lăng đoán chừng cũng đã chết, giờ phút này ngay cả một tên cũng không thể giết được. Nhưng cái này cũng đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người rồi, toàn bộ bốn phía không có một chút thanh âm. Lôi lăng sau khi nuốt vào mấy viên thuốc liền xin giúp đỡ nói. Các vị đại sư, kính xin đồng loạt ra tay tương trợ. La Thiên và Ung Thiên Vận nhìn nhau một cái, ngoại trừ khiếp sợ ra, còn có một mảnh do dự. La Thiên đột nhiên hỏi. Vân Tiêu công tử, người từ thành Phong Linh đến, vậy Khâu Mục Kiệt đâu rồi? Là bị ngươi giết sao? Bị ta giết? Khóe miệng Lý Vân Tiêu lộ ra nụ cười cổ quái, giống như mỉa mai, lại như bất đắc dĩ, như cười khổ nói. La Thiên đại sư quá để mắt ta rồi. La Thiên động dung nói. Vân Tiêu công tử có ý tứ là, ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của Khâu Mục Kiệt kia sao? Trạng thái Lý Vân Tiêu giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà cũng có thể dễ dàng thẳng được võ đế cửu tinh, muốn nói Khâu Mục Kiệt có thể thắng hắn, La Thiên tựa hồ có chút không tin. A, à, chia tay 3 ngày phải triệt để thay đổi cách nhìn. Những lời này không chỉ thích hợp bản thiếu gia, mà cũng thích hợp với tất cả cường giả thiên tài dưới phiến thiên không này. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một đạo tinh mang, không chút keo kiệt khen. Khâu Mục Kiệt kia đích thật là thiên tài thuật luyện sư khoáng cổ tuyệt kim. Thiên phú hoàn toàn không dưới gì ta, các ngươi sau này không lâu sẽ biết thôi. Hắn sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn lại trên người lôi lăng, lạnh lùng nói. Còn giờ, để ta quét hết đám rác rưởi thành Hồng Nguyệt này đã. Thân thể của hắn thoáng cái hóa lôi, lao mạnh xuống dưới, liền trông thấy một mảng lớn lôi điện ngang trời mà xuống. Lôi lăng sắc mặt đại biến, vội la lên. La Thiên đại nhân, oanh, lôi đình đánh vào đại địa. Điện quang phản chấn, bay thẳng lên trời cao. Trong phạm vi tầm hơn 10 trượng đều hóa thành nát bấy, một cái hố cực lớn hiên ra. Bụi đất tán đi, Lý Vân Tiêu mặt âm trầm đứng ở chính giữa cái hố kia, lạnh giọng nói. La Thiên, ngươi thực muốn đối địch với ta sao? La Thiên sắc mặt khẽ biến, đồng tử hơi co rút lại, chậm rãi nói. Ta có thể không giúp người thành Hồng Nguyệt đối phó ngươi. Nhưng không có cách nào trơ mắt ra nhìn ngươi giết lôi lăng đại nhân được. Lôi lăng đang chật vật đứng bên cạnh hắn, hoảng sợ nhìn qua trước mắt, biết rõ vừa rồi là La Thiên ra tay cứu hắn, vội vàng cảm kích nói. Đa tạ ân cứu mạng của đại sư, ta cả đời cũng khó mà quên. La Thiên giơ tay lên, ngắt lời nói. Ta cứu ngươi không quan hệ đến bản thân ngươi, là chuyện giữa hóa thần hải và thành Hồng Nguyệt. Lôi lăng nghiêm mặt nói. Nhưng bất kể như thế nào, ân hôm nay nhất định nhớ kỹ trong lòng. Lý Vân Tiêu tâm niệm thay đổi thật nhanh, giờ phút này có người hóa thần hải nhúng tay,
muốn chém giết mấy người còn lại của Thành Hồng Nguyệt sợ rằng không thể nào rồi. Tốt, chuyện hôm nay tạm thời ghi nhớ, ngày sau lại tìm các ngươi tính toán. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ, chỉ đành ném lại một câu ngoan thoại, quay người muốn rời đi. La Thiên vội hỏi. Vân Tiêu công tử khoan đã, mong rằng nói cho một ít tin tức về Khâu Mục Kiệt, cũng tiện cho chúng ta có đề phòng, lúc vây quét giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Vây quét? Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, dùng thực lực đội nhân mã các ngươi đi qua, chỉ có kết cục đoàn diệt thôi, vẫn nên quay về gọi nhiều cứu binh một chút đi. Người hóa thần hải trên mặt đều không thoải mái, tiếng hừ hừ liên tiếp, đối với lời Lý Vân Tiêu nói cảm thấy cực kỳ bất mãn. Ung Thiên Vận cả kinh nói. Vân Thiếu nói là thật sao? Lý Vân Tiêu nói. Ta là xem phân thượng có một ít sâu xa với hóa thần hải nên mới có lời khuyên, cảnh báo các ngươi, không có thực lực võ đế cửu tinh đỉnh phong, thì đừng nghĩ tới chuyện vây quét Khâu Mục Kiệt làm gì. Võ đế cửu tinh đỉnh phong. Sắc mặt La Thiên đại biến, cau mày nói. Vân Tiêu công tử nói khoa trương a. Ung Thiên Vận cũng có chút không tin. Một gã võ giả cười lạnh nói. Mọi người đừng tin, hắn chẳng qua chỉ vì che giấu thất bại của mình, cho mình thêm chút mặt mũi mà thôi. Lý Vân Tiêu thương cảm liếc nhìn mọi người, cười nhạo nói. Nếu chư vị đã vội vàng đi chịu chết, vậy ta cũng không quấy rầy mọi người nữa, xin từ biệt, hy vọng còn có thể gặp lại. Hắn cười nhạt một tiếng, thân thể liền hóa thành lôi điện nhàn nhạt, mắt thấy muốn biến mất trên bầu trời. Ầm ầm. Đột nhiên thiên địa rung động lắc lư, một cổ uy thế mênh mông không biết từ chỗ nào mà đến, lôi điện chi thân của hắn lập tức bị chấn trở lại, trở nên ngưng thực. Ầm ầm. Lại thoáng cái chấn vang, bầu trời bắt đầu xuất hiện khe hở, nứt đi khắp bốn phương tám hướng. Cái gì? Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, cổ khí tức này đúng là Khâu Mục Kiệt, không thể tưởng được không gian thông đạo bị hủy, hắn còn có thể đuổi theo mình. Hắn cười khổ nói. Mọi người không cần vội vàng đi chịu chết nữa, bởi vì tử thần đã tới. Oanh! Toàn bộ trời cao nghiền nát như tấm gương, hiện ra một lỗ đen cực lớn, không gian bốn phía lỗ đen bắt đầu trở nên vặn vẹo không hiểu. Lóe lên, toàn bộ cửa động lập tức biến mất, đổi thành một cái thân ảnh cự đại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là... Tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, Khâu Mục Kiệt bọn hắn thấy được trước kia do luật thực nguyên truyền lại mặc dù có chút biến hóa, nhưng ít ra coi như bình thường. Mà bán thú ngư xuất hiện trước mắt này. Ân, La Thiên, dĩ nhiên là ngươi. Khâu Mục Kiệt sau khi xuất hiện từ trong hư không, lập tức phát hiện ra mọi người hóa thần hải, ánh mắt trầm xuống, mắt xanh lục như điện, ngưng mắt nhìn xuống. Ngươi là... La Thiên cả người hoảng sợ không thôi, nhìn qua Khâu Mục Kiệt bán thú ngư kia, chỉ cảm thấy yết hầu một hồi phát khô, hoàn toàn không nói nên lời. Mọi người khác cũng đều thoáng cái hóa đá, kinh ngạc đứng tại chỗ. Ha ha, Lý Vân Tiêu, người từ đâu tìm được những người rất có ý tứ này thế? Để làm đồ nhắm rượu lúc giết ngươi sao? Khâu Mục Kiệt vẻ mặt tùy ý tứ, tràn đầy cuồng tiếu và mỉa mai. La Thiên hai má đều chảy xuống mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay ướt đẫm, sợ hãi nói. Ngươi thật là Phong Tử Kiệt. Khặc khặc, La Thiên ngươi muốn cùng ta ôn chuyện đàm giao tình sao? Chúng ta trước kia dường như không có bất kỳ giao tình nào a. Khâu Mục Kiệt ánh mắt lạnh lẽo, hai con ngươi màu xanh bóng kia không ngừng nhảy lên như quỷ hỏa, mà khí tức cường đại trên người giống như là thượng cổ chân linh tái nhập nhân gian, áp chế khiến tất cả mọi người ở đây cảm thấy ngực một hồi buồn bực. Mặc dù còn chưa chiến, nhưng chỉ khí thế kia, tất cả mọi người đã hiểu Lý Vân Tiêu nói không sai. Còn có tiểu tử này, tựa hồ là Ung Thiên Vận a. Khặc khặc, không thể tưởng được ngươi cũng bước vào thuật luyện sư cửu giai rồi. Hóa thần hải thực là nơi nhân tài xuất hiện lớp lớp, thật khiến cho người ta hoài niệm a. Khâu Mục Kiệt vẻ mặt hồi tưởng và lãnh sắc, ánh mắt nhìn qua mọi người càng ngày càng lạnh, sát khí lan tràn ra, như một đoàn sương mù bao phủ lấy hắn. Ọt ọt, La Thiên rốt cục nuốt nước bọt một cái, gian nan nói. Khâu Mục Kiệt, ngươi sao lại biến mình thành bộ dáng này? Kiếm Tẩu Thiên Phong, ngươi quá Kiếm Tẩu Thiên Phong rồi. Năm đó nếu không phải như thế, sao ngươi lại bị mọi người đuổi giết được? Ngươi không nên chấp mê bất ngộ nữa. Ha ha, chấp mê bất ngộ. Khâu Mục Kiệt cuồng tiếu nói. La Thiên, nếu bây giờ ta nói cải tà quy chính, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao?
La Thiên sững sờ, trầm giọng nói. Việc này ta không cách nào làm chủ, nhưng ta tất nhiên sẽ dốc hết khả năng nói chuyện thay ngươi. Ta nhổ vào. Khâu Mục Kiệt phun ra một cục đờm, cả giận nói. Năm đó sao không thấy ngươi thay ta nói chuyện, hiện giờ muốn dựa vào mấy câu để bảo vệ tánh mạng sao? Nằm mơ, đợi sau khi ta giết các ngươi xong, sẽ dẫn đầu đại quân huyết tinh hóa thần hải một lần nữa thành lập một quốc giá thuật luyện sư trí cao vô thượng, tất cả muôn dân trăm họ đều phải dùng thuật đạo vi tôn, tất cả đều phải phục vụ cho thuật đạo, vì truy cầu thần hồ kỳ kỹ, kính dâng tất cả của bản thân. Lý Vân Tiêu nhíu mày, không thể tưởng được mục tiêu của Khâu Mục Kiệt lại rộng lớn như vậy, tuy rằng quá mức cực đoan, nhưng nếu để cho tên điên này thực hiện lý tưởng của mình, thuật đạo của toàn bộ thiên võ giới tất nhiên sẽ có tiến bộ lớn, nhưng lại là tai nạn của thiên võ giới. La Thiên có chút đáng tiếc, cảm thán nói. Mục Kiệt huynh, ta và ngươi tuy tấn chức thuật luyện sư cửu giai cùng năm, nhưng ta biết rõ thiên phú và cố gắng của mình đều không bằng ngươi, một mực coi ngươi như tấm gương, đuổi theo bước tiến của ngươi. Người và vật không còn, ta thật sự không đành lòng thấy bộ dáng hiện giờ của ngươi. Khâu Mục Kiệt ánh mắt càng lạnh, lạnh giọng nói. Nhiều lời vô ích, ta đã không cách nào quay đầu lại rồi, hơn nữa cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn quay đâu, ta hiện giờ chính là đỉnh phong nhân sinh, mà ngươi, con đường mục nát kiên trì quyết giữ ý mình kia, những năm gần đây có tiến bộ gì không? Khóe miệng của hắn hiện ra một tia nụ cười tàn nhẫn, nói. Nếu không có, trở thành cho bụi chết dưới chân ta hôm nay, sẽ là bắt đầu của một thời đại mới vĩ đại, ha 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 ha. Khâu Mục Kiệt tùy ý cười như điên, tiếng cười đột nhiên dừng lại, sắc mặt lạnh như băng nói. Nói nhảm quá nhiều rồi, ta đã không chờ được muốn kéo ra bức màn thời đại mới rồi. Hanh cáp, sắc mặt hắn trầm xuống, cái mũi và miệng đồng thời phát ra thanh âm hanh cáp, không gian lập tức cuốn thành đinh ốc, đánh mạnh xuống dưới. Coi chừng. La Thiên cuồng quát một tiếng, hai tay kết ấn, một đạo lực lượng rất mạnh tràn ra từ trong ấn quyết của hắn, không gian bốn phía xoay tròn, tất cả mọi người lập tức bị thuấn di ra ngoài. Ầm ầm, cổ lực lượng kia rơi xuống, đánh lên người hắn, thoáng cái chấn vỡ thành vô số màn sáng, biến mất từng khúc. Phía trên trời cao, thân thể La Thiên thoáng cái hiển hóa ra, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, cao giọng nói. Vân Tiêu công tử, mọi người cùng nhau vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Cùng chống chọi với cường địch đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. La Thiên Đại Sư đang nói mớ sao? Một khắc trước ngươi còn đứng về phía Thành Hồng Nguyệt muốn giết ta, hiện giờ cha còn chưa nguội, đã muốn lừa dối ta ra tay giúp các ngươi sao? Sắc mặt La Thiên biến hóa, nói. Mục tiêu của Khâu Mục Kiệt không chỉ có hóa thần hải chúng ta, tựa hồ cũng muốn giết công tử ngươi đi. Lý Vân Tiêu nhún vai, mở hai tay ra, vẻ mặt vô lại, nói. Không sao cả a, có nhiều đại sư như vậy chôn cùng ta, chết thì chết thôi. Ngươi, La Thiên nhất thời nghẹn lời, bị hắn chọc giận đến không nhẹ. Hừ, Khâu Mục Kiệt hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói. Ai ra tay cũng vô dụng, tất cả mọi người phải chết. Một đạo đao mang ngang trời, trực tiếp chảm liệt bầu trời, lao về phía La Thiên. La Thiên sắc mặt trắng bệch, sức mạnh to lớn dưới một đao kia không chỉ chém nứt bầu trời. Hơn nữa còn có không gian chi lực ngăn chặn, căn bản không cách nào thuấn gì đi được. Đại sư coi chừng. http://tiuyencuatui.net Một gã cường giả độn phi đến, hoành thân ngăn ở trước mặt La Thiên, hoàng kim giản trong tay thoáng cái giải phong ra, đánh mạnh tới đao mang kia. Ầm ầm, ánh đao và kim giản chi lực nhao nhao chấn vỡ, cùng nhau hóa thành phong bạo vô tận lượn vòng dưới đại địa. Trong nháy mắt ánh đao mất đi, gã cường giả kia bị đánh bay ra. La Thiên xoáy ra tinh thần lực, thoáng cái xuất hiện bên người cường giả kia, sau đó hai người lập tức bỏ chạy. Lý Vân Tiêu đã sớm biến mất không thấy đâu rồi, đã trực tiếp độn phi ra ngoài trăm trượng, lạnh lùng nhìn qua. Đại lượng linh khí vọt tới bốn phía thân thể hắn, hơn nữa không ngừng nuốt thiên tài địa bảo, tận hết khả năng khôi phục lại sức lực. Đám người hóa thần hải tuy rằng không cách nào giết Khâu Mục Kiệt, nhưng ít ra có thể kéo dài rất nhiều thời gian. Bây giờ chỉ có thể tận lực khôi phục thực lực, mới có thể tới quần nhau được. Nếu không mặc dù hiện giờ có chạy đi, dùng hắc trạch chi vũ của Khâu Mục Kiệt, căn bản không thể nào trốn đi đâu được cả. Khặc khặc, La Thiên, lúc trước khi các ngươi vây quét ta, có từng nghĩ tới có hôm nay không? Khâu Mục Kiệt cuồng thanh nhe răng cười, phác đao vừa thu lại,
vô số vòi xúc tu trên đầu toàn bộ dựng thẳng lên cao, đâm mạnh xuống dưới. Siêu, 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 siêu. Vòi xúc tu đều phá không mà rơi xuống, chấn xuất ra đạo đạo gợn sóng nhộn nhạo, toàn bộ bầu trời thoáng cái liền trở nên mất trật tự. Ầm ầm. Sau đó đại địa nứt vỡ, mỗi một cái xúc tu rơi xuống đều trực tiếp chấn khai địa mạch, tầng nham thạch phía dưới không ngừng vỡ tan ra, như thạch lãng quay cuồng không thôi. Tất cả mọi người hoảng sợ né tránh, có ít người yếu bị xúc tu quất trúng, liền phấn thân toái cốt tại chỗ. Còn có người bị khí lãng trùng kích, cuốn vào trong công kích như mưa kia cũng chấn đến khí huyết quay cuồng. Mọi người công kích, lấy công làm thủ. Ung Thiên Vận sắc mặt tái nhợt, sau khi né tránh mấy cái xúc tu công kích cả người lóe lên liền xuất hiện ở trên không, lâm không điểm xuống, một khe hở hiển hiện trên đầu ngón tay, lập tức hóa thành một thanh lợi kiếm chém tới. Người còn lại cũng lập tức bay lên lên trời, nhào nhào ra tay, thi triển ra tuyệt chiêu. Lập tức công kích dày đặc mà xuống, bầu trời bị đánh phá thành từng mảnh nhỏ. Lý Vân Tiêu ở phía xa xem âm thầm gật đầu, Ung Thiên Vận lần này xem như thông minh đến cực điểm, tuy rằng không cách nào thay đổi được kết cục thất bại, nhưng ít ra trong khoảnh khắc đã hóa bị động thành chủ động, thoáng cái thay đổi xu hướng suy tàn. Rầm rầm rầm, nhục tu trên đỉnh đầu Khâu Mục Kiệt bay loạn, ngăn lại hết tất cả công kích, nhưng cũng có vài chiêu cực kỳ lăng lệ ác liệt đã chặt đứt đi vài cái xúc tu. Phanh, tựa hồ có chút không chịu nổi nữa, Hắc Trạch Chi Vũ đột nhiên mở ra, lắc mình một cái, không gian chợt thay đổi, cả người Khâu Mục Kiệt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? La Thiên chấn động, dưới công kích của nhiều người như vậy, hoàn toàn là phong thiên tỏa địa, đối phương không ngờ vẫn có thể thuấn di đi sao? Hành cáp, chỗ bầu trời hư vô đột nhiên truyền đến hai đạo sóng âm, chỗ Khâu Mục Kiệt đứng trước kia lập tức nổ bung, lực lượng cường đại phóng tới mọi người. Ở đây, La Thiên thuấn di một cái, vươn tay chảo mạnh lấy, một đầu kim dao không ngừng vồ lên trong tay, trực tiếp hóa thành một cái kéo lớn kim sắc ném mạnh tới. Đồng thời trên bầu trời chậm rãi mở ra một con mắt to, phảng phất có cự nhân đang tàng hình trong đám mây, chắp tay trước ngực đánh xuống dưới. Khâu Mục Kiệt sắc mặt âm hàn, Hắc Trạch Chi Vũ khẽ động, phốc thoáng một cái, thân hình to lớn liền lần nữa biến mất. Một trường của cự linh và kim dao tiễn đồng thời thất bại. Bầu trời trực tiếp hiện ra một đạo nhân ảnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đúng là tên võ giả thi triển cự linh thần thông kia. La Thiên trầm giọng nói. Ung Thiên Vận. Hiểu rõ. Ung Thiên Vận quét thần thức qua, liền tập trung vào chỗ Khâu Mục Kiệt hiện thân, đột nhiên thuấn di đi lên, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết. Trên hai cánh tay không ngừng có phủ văn toát ra, lập tức giải phong chín cái vòng đồng, đập mạnh xuống dưới. Những vòng đồng kia mỗi cái đều lớn như cối xay, tầng tầng lớp lớp, thoáng cái tản ra trên không trung, khẽ chuyển động liền biến mất không thấy. Đâu nữa? Quyết ấn trong tay Ung Thiên Vận không ngừng, ngược lại càng lúc càng nhanh. Khâu Mục Kiệt nhíu mày, tựa hồ đã nhận ra gì đó, đầu hơi vung, mấy đạo nhục tu lập tức phá không mà đến, đâm về phía Ung Thiên Vận. Phong! Trong miệng Ung Thiên Vận thốt ra một chữ, trên bầu trời lập tức xuất hiện một đạo khe hở màu vàng. Thoáng cái bao lấy toàn bộ nhục tu vào trong, mạnh mẽ co rút lại. Vài gốc nhục tu kia bỗng chốc bị trói buộc chặt lại, khe hở hóa thành đồng hoàng, trên đó có các loại phù văn bay múa, tựa hồ như muốn chế trụ lực lượng nhục tu, trực tiếp lăng không rủ xuống. Sau đó tám cái vòng đồng khác thoáng cái xuất hiện ở nhiều chỗ trên người Khâu Mục Kiệt, phong bế đầu cá, đuôi cá, hai cánh, cái đuôi, nhục tu, hai tay, đột nhiên co rụt lại, lập tức trói chặt toàn bộ thân thình Khâu Mục Kiệt. Khâu Mục Kiệt cả kinh, thất thanh nói. Nhật Nguyệt Cửu Liên Hoàn. Ung Thiên Vận khuôn mặt bình tĩnh nói. Đúng là Nhật Nguyệt Cửu Liên Hoàn. Tốc độ bấm niệm pháp quyết của hắn cũng không giảm, hiện ra đạo đạo tàn ảnh đến. Cửu Hoàn co rụt lại, vô số phù văn dâng lên, ở trên không thân thể to lớn của Khâu Mục Kiệt xuất hiện một khe hở màu vàng to lớn, tựa hồ có lực giam cầm rất mạnh. La Thiên thấy đắc thủ, đại hỉ nói. Mọi người cùng nhau ra tay. Diệt sát người này. Tất cả võ giả đều cuồng hỉ, vội vàng phóng lên trời nhao nhao ra tay. Mà ngay cả Phó Nghi Xuân và Lôi Lăng cũng không lạc hậu, cùng đám người thi triển ra tuyệt chiêu, đánh tới trên người Khâu Mục Kiệt. Ha 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 ha. Khâu Mục Kiệt đột nhiên cười lên như điên, dữ tợn nói. Các ngươi có lẽ còn không biết chỗ khủng bố của ta à? Cho rằng cái Nhật Nguyệt Cửu Liên Hoàn này có thể áp chế ta sao?
Ác mộng hàng lâm a. Trên Hắc Trạch Chi Vũ bị hai đạo vòng đồng khóa lại, đột nhiên bắn ra từng đạo hào quang, lạnh như băng và lăng lệ ác liệt, khiến người một hồi sởn hết cả gai ốc. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Những hào quang kia đúng là những con mắt, từng cái mở ra, lập tức hơn trăm mắt cùng nhìn qua, thiên đồng hiển hiện. Thời gian tựa hồ thoáng cái bất động, vô số công kích trong chớp mắt này toàn bộ đều đình trệ, chậm rãi tan rã. Trạng thái trung cực của lão phu là vĩnh viễn không cách nào trấn áp được. Khâu Mục Kiệt đột nhiên hét lớn một tiếng, làn da trên trán đẩy ra như gợn sóng, sau đó toát ra khôi u, lập tức trồi lên một cái sừng. Hắn gật mạnh đầu một cái, trên cái sừng kia bắn ra một đạo ngân quang, phá không mà đi. Tên võ giả thi triển ra cự linh thần thông kia sắc mặt đại biến, ngân quang kia đúng là lao về phía hắn, hắn hét lớn một tiếng, lập tức đánh tới một quyền. Cự linh trên bầu trời thoáng cái biến mất, chỉ hiện ra một đoàn hỏa cầu, cuồn cuộn rơi xuống. Trong hỏa cầu có vật thiêu đốt, hơn nữa phù văn bắt đầu khởi động, như ngôi sao bị một quyền đánh xuống vậy. Phanh! Đạo ngân quang kia bắn lên hỏa cầu lập tức nổ bung, ngân mang lại xuyên thấu mà qua, phanh một tiếng bắn thủng thân thể tên võ giả kia. Úc Dương! La Thiên sợ hãi giống một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ bi phẫn cực độ. Tên võ giả kia tựa hồ cũng khó mà tin được, nhìn cái động lớn trên ngực mình, hắn cắn chặt răng, hai tay lần nữa kết ấn, đốt cháy đan điền lên, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới phía trước. Khâu Mục Kiệt biến sắc, ngân giác trên trán sau một kích cũng triệt để biến thành màu xám, không còn linh khí nữa. Hơn nữa mấy thủ đoạn công thủ chính của hắn hiện giờ đều đã bị Nhật Nguyệt Cửu Liên Hoàn trói buộc, chỉ có thể lần nữa vận chuyển đồng lực, thiết hạ đạo đạo bình chướng. Rầm 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 phanh. Tiếng nổ bung liên tiếp vang lên, hỏa cầu do tên võ giả kia thiêu đốt bản thân đánh lên người Khâu Mục Kiệt, thoáng cái nổ bung. Ầm ầm, ánh lửa cực lớn vọt lên, chiếu sáng nửa bên bầu trời. Tâm tình đám thuật luyện sư đều thập phần trầm trọng và bi phẫn, trợn mắt tròn xoe, nhìn chỗ nổ tung kia. Đã chết rồi sao? Lôi Lăng thì thào tự hỏi. Hắn mặc dù bị thương nặng, nhưng cũng cố gắng hết sức mình. Dù sao một khi hóa thần hải không gánh nổi nữa thì hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dưới loại trùng kích này, không chết thì ít nhất cũng bị thương nặng. Trong lòng mọi người đều yên lặng suy đoán. Yên vân tiêu tán, người Khâu Mục Kiệt chậm rãi hiển hiện, một hồi quang mang chói mắt bắn ra. Lần này không phải mấy trăm đôi mắt, mà là toàn thân Khâu Mục Kiệt đều bao phủ dưới kim quang sáng lạn, quanh thân lộ ra lân phiên, linh khí bức người. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi tột đỉnh, dưới một kích vừa rồi, mặc dù là võ đế cửu tinh toàn lực chống lại cũng phải trọng thương. Hắn trực tiếp ngạnh kháng rõ ràng lại không có việc gì. Hắc, khóe miệng Khâu Mục Kiệt hiện ra một tia cười lạnh, đồng thời cũng có máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, tuy rằng lân phiến chặn công kích, bề ngoài nhìn như không việc gì, nhưng kỳ thực đã trùng kích đến nội phủ hắn, chỉ có điều chút tổn thương ấy hắn không thèm để ý chút nào cả. La Thiên đột nhiên quát. Công kích. Người còn lại lúc này mới kịp phản ứng lại, càng nổi giận công kích, không dám có chút lưu thủ. La Thiên lại lóe lên thuấn di đến linh thần chiến hạm. Ầm ầm. Công kích điên cuồng kia đều rơi vào trên người Khâu Mục Kiệt, chấn ra đạo đạo quang quầng sáng, lại thủy chung không thể phá lân giáp toàn thân kia được. Khâu Mục Kiệt bị đánh nổi lên lửa giận, quát. Cho rằng một cái Nhật Nguyệt Cửu Liên Hoàn có thể vây khốn ta sao? Ngây thơ rồi. Ầm ầm. Hai cánh tay hắn phồng to lên, kinh lực trùng kích lấy vòng đồng trên cánh tay, trên vòng đồng phát ra ánh sáng rực rỡ, hơn nữa vô số phù văn dâng lên. Ung Thiên Vận cách đó không xa sắc mặt đại biến, cắn răng một cái lại bấm lấy ấn quyết. A! Khâu Mục Kiệt giống to lên, đột nhiên trên người quái ngư màu xanh dâng lên lực lượng cực lớn, vô số trận pháp khác trên thân thoáng một phát cái đều triển khai toàn bộ. Bốn phía hiện ra đạo đạo vòng xoáy linh khí. Đều dũng mãnh lao tới trên người Khâu Mục Kiệt. Đây là... Xa xa Lý Vân Tiêu đột nhiên cả kinh, hai cái đồng tử hơi co lại, hóa thành huyết nguyệt ngưng mắt nhìn qua. Dưới nguyệt đồng, hắn thấy được rõ ràng sự lưu chuyển của trận pháp, cùng hướng đi linh khí, không khỏi sắc mặt đại biến. Vô số trận pháp trên người quái ngư màu xanh đều là dùng cực phẩm nguyên thạch khu động, giống như chiến hạm chân chính vậy, chỉ cần nguyên thạch đầy đủ thì lực lượng cơ hồ vô tận. Mà thân thể Khâu Mục Kiệt hoàn toàn dung hợp với quái ngư, vậy mà có thể trực tiếp rút ra loại linh lực do nguyên thạch chuyển hóa tới. Nói cách khác, chỉ cần nguyên thạch đầy đủ,
lực lượng bản thân Khâu Mục Kiệt liền có thể vô cùng vô tận, vĩnh viễn không suy kiệt. Phát hiện này khiến lòng hắn đại chấn, lực lượng vĩnh viễn không khô kiệt, là trạng thái mà bao nhiêu võ giả tha thiết ước mơ, không thể tưởng được tên điên này vậy mà thật sự làm được. Vô số linh lực từ trên thân chiến hạm ngư chảy về phía Khâu Mục Kiệt, cánh tay màu vàng đã to hơn một vòng, hai cái vòng đồng kia kịch liệt run rẩy không thôi, vòng tròn cực lớn trên không cũng bắt đầu lộ ra sắp không chống đỡ nổi nữa. Phanh! Phanh! Hai đạo vòng đồng kia rốt cục cũng sụp đổ. Nhật Nguyệt Cửu Liên Hoàn vốn là một thể, tạo thành trận với nhau. Song hoàn bị phá, thất hoàn còn lại cũng theo đó nứt vỡ. Rầm 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 phanh! Tất cả lực lượng gông cùm xiềng xích thoáng cái tan rã, Ung Thiên Vận lập tức đã bị lực cắn trả, phun ra một búng máu, bị đánh bay ra vài chục trượng. Ha 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 saaa! Tiếng cuồng tiếu vang vọng trên trời cao, lực lượng Khâu Mục Kiệt lập tức khôi phục đến đỉnh phong, bàn tay lớn màu vàng chụp lấy phát đao, giơ lên cao cao. Trên thân đao truyền đến lực lượng cực lớn, không ngừng nhộn nhạo ra, ngưng tụ thành một vòng đao mang hình tròn, tụ mà không tiêu tan, ngưng mà không phát. Thời đại mới, liền dùng máu của đám đê tiện các ngươi mở màn đi. Khâu Mục Kiệt mặt lộ dữ tợn, hơn nữa lộ ra vẻ cuồng nhiệt vô tận, đột nhiên chém xuống một đao. Phác đao chi uy xỏ xuyên qua thiên địa, chảm liệt hư không. Một hư ảnh tượng khổng lồ dẫm trên không trung, ngửa đầu giống dài lên. Đao mang cực lớn thoáng cái thôn vệ công kích của tất cả mọi người vào, chém ra bốn phương tám hướng. Vòng trời trực tiếp bị chém thành hai khúc. Ầm ầm, không ít võ giả dưới ánh đao trùng kích, không có chút lực chống cự nào đã lập tức tan thành mây khói. Toàn bộ bầu trời đều tràn ngập dưới một đao kia, tất cả võ giả đều chết thì chết, chấn khai thì chấn khai, tất cả đều bị trọng thương. Khâu Mục Kiệt sau khi chém ra, trận pháp trên chiến hạm ngư phi tốc vận chuyển, đại lượng linh khí lưu động trong chiến hạm, phi tốc rót vào trong cơ thể hắn, bổ sung chỗ hao tổn. Mãn huyết mãn ma, lập tức khôi phục. Ung Thiên Vận trong lòng lấy làm kinh ngạc, khiếp sợ liên tục phun ra mấy ngụm máu, hét lớn. Công kích quái ngư kia, quái ngư là lực lượng chi nguyên của hắn. Hắn cũng nhìn cực chuẩn, chỉ là hiện giờ võ giả đã vẫn lạc hơn phân nửa, còn lại cũng đều mang thương nơi thân. Mà trước mắt phải đối mặt chính là Khâu Mục Kiệt đã mất đi Nhật Nguyệt Cửu Liên Hoàn trói buộc, hơn nữa còn ở trạng thái đỉnh cao. Mọi người cùng nhau ra tay. Bất luận kẻ nào cũng không thể hài lòng được. Đột nhiên thanh âm La Thiên vang lên, trên bầu trời thoáng cái rung rung, linh thần chiến hạm đột nhiên hiện ra. Trận pháp bốn phía chiến hạm triển khai toàn bộ, linh khí cường đại không ngừng tuôn ra, ở trên không ngưng mà không tiêu tan. Thần sắc Lý Vân Tiêu khẽ động, nhưng vẫn than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu. Linh thần chiến hạm tuy rằng cường đại, nhưng căn bản không phải đối thủ của Khâu Mục Kiệt. Hắn biết rõ chiến đấu rất nhanh sẽ xong, mình vô luận là đánh hay chạy, đều nhanh phải xuất thủ. Giờ phút này càng thêm tĩnh tâm ngưng thần, tranh thủ từng phút từng giây khôi phục thực lực. Đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Trong giới thần bi, một đám hồn lực của hắn hiển hóa ra, xuất hiện trên vùng đất. Đại địa trống rỗng mênh mông, chỉ có hai cái giường đá song song để đó, trong đó trên một cái gồi một mỹ nữ. Trên mặt lộ ra nghi ngờ, đang nhìn quanh khắp mọi nơi. Thân ảnh Lý Vân Tiêu thoáng cái lộ ra, cười nói. Thủy Tiên, người đã tỉnh rồi sao? À, Lý Vân Tiêu. Thủy Tiên thoáng cái nhảy lên, tràn đầy vui vẻ nói. Ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Nàng trong lúc mừng rỡ, chẳng biết tại sao trong lòng lại hơi khẩn trương, thậm chí đôi má có chút hiện hồng. Lý Vân Tiêu tự nhiên nhìn ra vẻ ái mộ của nàng, ngượng ngùng nói. Ngươi không có việc gì chạy đến đại lục tìm ta làm gì. Trực tiếp bị quái ngư ăn mất, thiếu chút nữa đã chết trong đó rồi. Nếu ngươi chết mất, hải hoàng nổi giận sẽ lại là một hồi mưa tanh gió máu mất. Thủy Tiên nắm nắm đấm, lung lay vài cái nói. Ta hiện giờ rất lợi hại đấy, ai có thể để giết ta. Trước kia là do không cẩn thận thôi, không tin bảo ngươi nọ đến đánh lại với ta thử xem. Lý Vân Tiêu một hồi im lặng, nói. Được rồi, người cũng đã đi ra, người cứ ở cạnh ta đi. Nơi đây chính là không gian bên trong huyền khí siêu phẩm của ta, người cứ ở lại bên trong an tâm tu luyện là tốt rồi. Thủy Tiên vội hỏi. Không được, ta muốn đi theo ngươi. Ta muốn lịch lãm rèn luyện trên đại lục, tăng trưởng kiến thức. Lý Vân Tiêu nói.
Sau này hãy nói đi, hiện ở bên ngoài quá nguy hiểm. Tên xấu xa trước kia bắt ngươi còn chưa chết, đợi sau khi thoát được kiếp này ta lại thả ngươi đi ra. Vừa vặn, Thủy Tiên thoáng cái nhảy dựng lên, lạnh lùng nói. Dám để cho quái ngư ăn ta, vừa vặn đi thu thập hắn cũng để cho Vân Tiêu ca ca thấy rõ sự lợi hại của ta. Lý Vân Tiêu cuống quýt nói. Ngươi cũng đừng thêm phiền nữa, trước ngoan ngoãn dừng lại ở đây đi. Thương thế của sư huynh ngươi quá nặng, sợ rằng nhất thời bán hội khó mà tốt lên được, ngươi trước chiếu cố hắn đi. Nằm trên giường đá bên cạnh đúng là Hóa Tu, người đầy máu tươi, cơ hồ đã hoàn toàn thay đổi. Thủy Tiên chán ghét chừng Hóa Tu, nói. Học nghệ không tinh, còn muốn đi theo ta, ảnh hưởng bản thân chết không sao, đánh không lại địch nhân làm mất hết mặt mũi phụ hoàng ta. Lý Vân Tiêu vẻ mặt hắc tuyến, may mắn Hóa Tu đã ngất đi, nếu không nghe thấy những lời này, sợ rằng sẽ tức đến tự sát tại chỗ, hắn khiển trách quát mắng. Nói chuyện không nên cay nghiệt như vậy, phải để ý đến cảm thụ của người khác. Ngươi là truyền nhân nhất mạch Hải Hoàng, tương lai có lẽ phải thống ngự tứ hải, làm việc nói chuyện không thể quá mức tùy hứng được. Thủy Tiên vành mắt đỏ lên, có chút ủy khuất nói. Ta không muốn thống ngự tứ hải, nếu quả thật có một ngày như vậy, ngươi có thể giúp ta hay không? Lý Vân Tiêu sửng sốt, nhìn bộ dáng đáng thương của nàng, lập tức giơ tay lên, vỗ vỗ mái tóc của nàng, ôn nhu khích lệ nói. Mỗi người đều có quỹ tích vận mệnh của mình, trời sinh đã vậy. Ta có thể phóng đãng không bị trói buộc, tùy ý làm việc, mà ngươi lại không thể, bởi vì ngươi là công chúa tứ hải, mọi cử động tác động lấy toàn bộ hải tộc. Mà ta chỉ là võ giả tán tu không chút gánh nặng, mặc dù ta chết đi, đối với thiên võ giới này cũng không có chút ảnh hưởng nào cả. Thủy Tiên vội vàng nói. Ai nói, ngươi chết ta sẽ rất khó chịu, ta rất khó chịu sẽ dính dáng đến toàn bộ hải tộc rồi. Ta sẽ báo thù cho huynh, cuốn trọn đại lục này vào gió tanh mưa máu, cho nên ngươi cũng rất quan trọng. Lý Vân Tiêu há to mồm, có chút ngốc trệ, có thể nói ra lời logic như vậy, đây là Thủy Tiên ngốc nghếch kia sao? Chẳng lẽ nàng trước kia đều đang giả ngu sao? Thủy Tiên thấy Lý Vân Tiêu không nói, lập tức cười nói. Tranh thủ thời gian dẫn ta đi ra ngoài đi, ta muốn thu thập lão đầu kia cho ngươi xem, để lão nhân kia và Vân Tiêu ca ca cũng biết sự lợi hại của ta. Lý Vân Tiêu vỗ cái ót, thầm nghĩ, lại tới nữa. Hắn nói, bên ngoài thật sự rất nguy hiểm, ngươi muốn đi theo ta lịch lãm rèn luyện tăng trưởng kiến thức thì phải nghe lời của ta, nếu không giờ ta sẽ đưa ngươi về Hải Chi Xâm Lâm ngay. Thủy Tiên lúc này mới vội la lên. Ngàn vạn đừng, ta nghe Vân Tiêu ca ca là được mà. Ân, lúc này mới nghe lời, ngươi đừng hồ đồ nữa, tu luyện cũng tốt, làm gì cũng tốt. Sau khi nguy hiểm bên ngoài qua đi, ta để lại ngươi đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu lúc này mới thở phào một cái, đang định đi ra ngoài, đột nhiên thần sắc khẽ động, có chút kinh ngạc nhìn qua xa xa. Hắn lóe lên liền biến mất tại chỗ, Thủy Tiên hô to vài tiếng, không thấy đáp lại, liền một người giàu dĩ, không vui ngồi trên giường đá, bắt đầu tu luyện. Lý Vân Tiêu thuấn di xuất hiện ở một chỗ khác trong giới thần bi, nhìn qua hồ lô tiểu kim cương trước mắt, có chút hồ nghi nói. Ngươi đang gọi ta sao? Ân, ngươi gọi là Lý Vân Tiêu đúng không? Hồ lô tiểu kim cương gật đầu nói, thanh âm vẫn là linh mục địch, chỉ có điều thanh âm trở nên thập phần tường hòa, như trưởng bối hiền lành vậy. Lý Vân Tiêu cau mày lại, nói. Ngươi khôi phục thần trí rồi sao? Linh mục địch cười khổ nói. Ta cho tới bây giờ đều không mất đi thần trí, chỉ là bị hồng thạch ảnh hưởng tâm tính, khiến cho ta nhập ma mà thôi, mặc dù hiện giờ cũng chưa khôi phục. Lý Vân Tiêu giật mình nói. Vậy ngươi bây giờ? Linh mục địch nói, chỉ là tạm thời mà thôi. Hồng thạch ảnh hưởng tới ta hơn mấy vạn năm, há có thể vừa lấy ra đã khôi phục bản tính. Sợ rằng trước khi ta hồn phi phách tán cũng không thể trở lại linh mục địch trước kia được rồi. Ngữ khí của hắn thập phần bình thản, tựa hồ đối với hiện trạng của mình cũng không bận tâm lắm. Lý Vân Tiêu nói. Đại nhân năm đó chính là cường giả thần cảnh. Hồn phách hiện giờ coi như là thần hồn rồi, nào dễ dàng hồn phi phách tán như vậy chứ? Đã có thể khôi phục một lát, thì nhất định sẽ có biện pháp khôi phục triệt để. Linh mục địch cười cười, nói. Quả thật có biện pháp, chỉ là phi thường khó, hoặc có thể nói là không tồn tại. Lý Vân Tiêu động dung nói. À, đại nhân có thể nói ra cách đó không, có lẽ ta có thể tìm được biện pháp. Linh mục địch khoát tay nói.
không cần uổng phí tâm cơ, không nói việc này nữa. Thừa lúc ta hiện giờ thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, thời gian cấp bách, ta muốn hỏi chuyện có quan hệ đến ma chủ, tình hình hiện giờ rốt cục thế nào. Lý Vân Tiêu nhướng mày, suy nghĩ một lúc, liền nói ngắn gọn chuyện phong ấn bốn phía bị phá, đại lượng nghê hồng thạch xuất thế. Linh Mục Địch nghe mà trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nói. Ý ngươi là, ma chủ đế hiện giờ đã trở thành hai người sao? Lý Vân Tiêu nói. Mỗi một cổ phân thân đều có linh thức độc lập của mình, mà ngay cả hồng thạch cũng biến hóa trưởng thành rồi. Còn có ma chưa giải phong, có lẽ cũng sớm tự thành nhất thể cũng nói không chừng đấy chứ. Linh Mục Địch thoáng cái lâm vào trầm tư, hồi lâu mới nói. Đây chưa hẳn không phải chuyện tốt, chỉ cần ngăn cản bọn hắn thôn phệ lẫn nhau, liền có biện pháp một lần nữa chân áp. Lý Vân Tiêu thần sắc nghiêm nghị, nghiêm mặt nói. Ma chủ thực sự khủng bố như vậy sao? Năm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thập phương quy tắc trong thiên địa vì sao lại biến mất hầu như không còn? Linh Mục Địch nói. Chuyện năm đó ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Bổn tọa cũng là được giới thần đại nhân mời tham dự cuộc chiến phong ma, thân là một trong tứ đại vực vương, trừ đi một ít chuyện tuyệt mật mà giới thần đại nhân nghĩ thì ta cơ bản biết được toàn bộ. Tứ đại vực vương, Lý Vân Tiêu cả kinh, lập tức hiểu được, tất nhiên là Đông, Tây, Nam, Bắc tứ đại vực chi vương, địa vị năm đó sợ rằng còn trên cả thất đại tông chủ hiện giờ, cơ hồ đồng đẳng với chủ nhân hai đại thánh địa rồi. Linh Mục Địch nói, đúng vậy. Bổn tọa chính là thiên võ giới Bắc vực vương năm đó. Thế gian vạn vật, đều có số trời, người thân mang huyền khí bổn mạng của giới thần đại nhân, nhưng lại là thủ phạm thả ra rất nhiều ma chủ phân thân. Mà ta vậy mà lại phụ thân vào một cỗ khôi lỗi có được băng sát tâm diễm, thật sự là nhân sinh vô thường, mọi chuyện như ván cờ a. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, thò tay một chảo, tam sắc đầu xuất thiên liền hiển hiện ra, nói. Nếu giờ ngươi đã không chịu nói chuyện năm đó, như vậy cách luyện chế thứ này có thể nói ta biết được không? Linh Mục Địch nhìn A Tam Sắc Đâu Xuất Thiên, trong mắt chớp động lên vẻ vô cùng hoài niệm, nói. Năm đó nếu không có ma chủ tàn sát bừa bãi, ta tất nhiên đã luyện thành vật ấy. Muốn triệt để luyện hóa ra thất sắc, còn phải tìm bốn loại thổ hệ nguyên tố biến dị rất mạnh khác nữa. Lý Vân Tiêu lăng không một chảo, một khối đất vàng xuất hiện trong lòng bàn tay, nói. Thứ này có thể không? Linh Mục Địch hai mắt sáng lên, hét lớn. Đại địa tức nhưỡng. Hắn cười khổ một tiếng, nói. Đương nhiên có thể, đây chính là đại địa chi mẫu, là thứ tiếp cận thổ hệ bổn nguyên nhất trong tất cả thổ hệ nguyên tố. Năm đó ta cũng đã nhận được tin tức một khối đại địa tức nhưỡng, đáng tiếc chưa kịp đi tìm. Người đã nhận được tam sắc đầu xuất thiên, lại có đại địa tức nhưỡng nơi thân, có lẽ đúng là thiên ý khiến kiện bảo bối này có cơ hội xuất thế cũng không chừng. Lý Vân Tiêu cười thầm. Vật ấy uy lực vô cùng lớn, ta dùng qua mấy lần liền yêu thích không buông tay, rất chờ mong có thể luyện chế nguyên vẹn nó đấy. Linh Mục Địch cười nói. Nếu có thể đủ luyện chế thành thất sắc, mặc dù là thánh khí cũng không dám tới tranh phong. Hiện giờ ta liền truyền cách luyện chế cho ngươi. Hai người lập tức ngồi xếp bằng, duỗi ra một tay tới trước chạm vào nhau, một gợn sóng lấy lòng bàn tay làm trục, đẩy ra bốn phương tám hướng. Đây là thuật trao đổi thần thức cực kỳ cường đại, tương truyền còn có cách không chuyển niệm càng cường đại hơn, trực tiếp rót thần niệm vào trong đầu đối phương. Cái đó đã cùng loại với thuật công kích tinh thần rồi, phải là tồn tại cực kỳ cường đại mới có thể nắm chắc vững vàng, không làm ảnh hưởng đến linh đài thức hải đối phương. Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch thông qua thân thể làm môi giới như vậy, liền giảm bớt được rất nhiều phong hiểm. Một lát sau, bàn tay hai người mới chậm rãi buông ra. Trong mắt Linh Mục Địch bắn ra một đạo dị sắc, bắt đầu hiển hiện mông mông chi khí, gương mặt thoáng cái vặn vẹo, bất động ở đằng kia. Lý Vân Tiêu cả kinh, nói. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Thần sắc trên mặt Linh Mục Địch trở nên dễ dụa, sát khí bành trướng tuôn ra khỏi cơ thể. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, biết rõ di chứng hồng thạch lại bắt đầu phát tác. Hắn vội vàng vận chuyển thần dịch lực, kháp ra vài đạo bí quyết ấn đánh ra. Ba. Linh Mục Địch duỗi bàn tay lớn ra, thành chộp chụp xuống, thoáng cái bắt lấy cánh tay Lý Vân Tiêu, quát lên. Ngươi làm cái gì? Lý Vân Tiêu ngưng mắt, nói. Đại nhân lại sắp nhập ma rồi, ta giúp ngươi áp chế. Hừ, áp chế. Con mắt Linh Mục Địch híp lại thành như cái khe, lạnh giọng nói. Dĩ nhiên là thần dịch lực,
ngươi là muốn giết ta đi. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Ta sẽ không giết đại nhân, cũng không giết được đại nhân. Có thể giết đại nhân, chỉ có nhập ma chi niệm thôi. Buồn cười, ngươi là cái thá gì, lại dám dạy ta làm ngươi thế nào? Linh Mục Địch bạo giận lên, năm ngón tay dùng sức nắm xuống. Phanh! Cánh tay Lý Vân Tiêu trực tiếp bị nắm nổ bung, hóa thành vô số lôi quang tán đi. Sau đó con mắt hắn co lại, đánh tới một quyền, trên quyền phong nở ra một đóa băng sắc tiểu hoa, càng lúc càng lớn. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, biết rõ sự lợi hại của băng sát tâm diễm, mặc dù là ở bên trong giới thần bi cũng không dám khinh thường. Thân ảnh hắn lóe lên, liền lập tức biến mất. Đóa băng hoa kia thất bại, cũng không nổ bung, mà ngưng tụ lại, thu hồi vào quyền tâm của Linh Mục Địch. Hắn hử lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Sau đó hét lớn thoáng một phát, trực tiếp đánh ra mấy quyền, ầm ầm đánh nứt bầu trời. Linh Mục Địch vậy mà xé rách thế giới chi lực, từ trong bia đánh ra một lối đi, muốn lao ra ngoài. Lý Vân Tiêu tự nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được, thân thể lập tức xuất hiện ở phía trên hắn, hai tay bấm niệm pháp quyết, bàn tay lớn lăng không chụp lấy, tiếng xích sắt bong bong truyền đến, sau đó một đầu cái xiềng xích màu đen hiển hiện trên hư không. Rầm rầm. Bốn phía Linh Mục Địch đều là tiếng xiềng xích chậm rãi kéo động, thông đạo màu đen kia càng như xích sắt màu đen ngang trời, răng khắp nơi, tựa hồ như chờ hắn chui đầu vô lưới. Buồn cười, thế giới chi lực bổn tỏa cũng có thể đơn giản xé mở, cái khóa sắt này tính là thứ gì chứ? Hắn mỉa mai một tiếng, liền nắm nắm lấy nắm đấm đánh tới. Rầm rầm, tay đấm đánh lên xích sắt, chấn khiến lắc lư, đầy trời đều là bóng dáng, ào ào chảy xuống như nước. Cái gì, dây sắt này? Linh Mục Địch cảm thấy cả kinh, lập tức cảm nhận được không đúng. Giờ phút này tay chân, thân thể, cổ của hắn đều bị trói lại, xiềng xích đầy trời lúc này mới đình chỉ lắc lư. Đây là ma nguyên tỏa. Trong mắt Linh Mục Địch lộ vẻ kinh ngạc, vùng vẫy mạnh vài cái, vẫn là thanh âm ào ào đầy trời, nhưng không cách nào dẫy dụa ra được. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lộ ra dị sắc, nói. Ta chỉ thí nghiệm một chút thôi. Xem ra khóa này không những khóa được ma nguyên, mà đối với người tâm tính bị nghê hồng thạch ảnh hưởng cũng có tác dụng rất lớn. Đáng chết, thả bổn tọa ra. Linh Mục Địch kinh sợ giống to không thôi, thân hình vặn vẹo, kéo khiến xiềng xích ào ào vang lên trên trời cao. Hai tay của hắn xé ra, vô số phù văn từ trên trường tỏa chấn ra, cũng nương theo vòng xoáy lực lượng hiện ra. Lý Vân Tiêu trong lòng cả kinh. Dây xích này có thể thật sự chấn áp Linh Mục Địch hay không, hắn không có chút nắm chắc nào cả, nếu bị phá hỏng thì tổn thất thật sự không cách nào tính toán được. Trong tay hắn nắm lấy thiên chùy, ngưng tụ ra vạn đạo lôi đình đánh thẳng xuống dưới. Ầm ầm, thanh lôi to đến một người ôm hết trực tiếp đánh lên đỉnh đầu Linh Mục Địch, toàn bộ kim loại chi thân thoáng cái hào quang vạn trượng, đại lượng lôi điện trực tiếp chảy trên xích sắt, khóa sắt đầy trời đều phủ kín lôi điện. Linh Mục Địch cả người thoáng cái trở nên ngây dại, đôi mắt nhỏ đã bất động, lần nữa hôn mê mất. Thật sự là loạn trong giặc ngoài mà. Lý Vân Tiêu trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, lẩm bẩm. Đợi những thuật luyện sư kia không gánh được nữa thì liền để tất cả mọi người cùng ra vây quét Khâu Mục Kiệt, mặc dù không thể đánh chết hắn nhưng cũng có thể đánh cho hắn trọng thương. Giờ phút này trong thiên võ giới, linh thần chiến hạm dưới sự khống chế của La Thiên chậm rãi bay lên không. Năng lượng bành trướng dâng lên trong chiến hạm, trực tiếp ngưng tụ ra một hình thái cự linh ở trên không. Nửa người cự linh toàn thân màu xanh da trời, chính là do linh khí thuần túy hội tụ thành, trên người tràn đầy các loại trận pháp, rậm rạp chằng chịt, hơn nữa hai tay khắp lấy quyết ấn đơn giản, đứng yên ở đó không chút nhúc nhích. Chẳng qua chỉ là một chiếc tiểu linh thần chiến hạm mà thôi, có thể làm gì được lão phu chứ? Khâu Mục Kiệt cười lớn mỉa mai nói. Tiến trình thời đại mới. Sẽ không vì đám con sâu cái kiến các ngươi mà dừng bước đâu. Nguyên lực trên người hắn co lại, đại lượng linh khí trong chiến hạm ngư bị trực tiếp hút ra, rót vào toàn thân hắn, đuôi dài sau lưng thoáng cái dựng lên cao cao, giống như đuôi bò cạp vậy, lóe ra độc quang đỏ thẫm. Đồng thời phác đao trong tay cũng rót đầy lực lượng, sáng bóng như ngọc thạch chớp động không thôi, thỉnh thoảng hóa ra hư ảnh đại tượng. Trên cự linh chiến hạm, đột nhiên hiện ra thân ảnh La Thiên, sắc mặt hắn nghiêm nghị. Không sợ hãi quát. Thiên hành có thường, ứng theo là cát, làm loạn là hung, người đã triệt để biến thành loại hung ác, mỗi người đều có thể chém chết,
còn ở chỗ này vọng cái gì mà thời đại mới, quả thực buồn cười chết người rồi. Sắc mặt Khâu Mục Kiệt trầm xuống nói. Buồn cười chết người, cũng không biết ai hôm nay phải trở thành trò cười dưới đao lão phu đấy. La Thiên nói. Mặc dù không địch lại ngươi, dù có bỏ mạng, cũng là bảo vệ thuật đạo của ta, chết cũng không tiếc, không oán, không hối. Đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Trong mắt Khâu Mục Kiệt lóe lên hung quang, phác đao chém mạnh tới, một vòng đao mang gào thét mà ra, phi chạm xuống dưới. Linh thần bá lực quyền. La Thiên sắc mặt lạnh lùng, chắp tay trước ngực, quyết ấn chi quang bay vụt mà lên. Áo bào hắn trong trời cao bị thổi rung động phần phật, tay áo tung bay, vẻ mặt kiên quyết. Thân ảnh cự linh ngưng tụ ra trên không chiến hạm, trận quang trên hai cánh tay không ngừng chớp động, sau khi kéo ra tư thế liền đánh tới một quyền. Ầm ầm. Dưới quyền kinh, không khí bốn phía toàn bộ nổ bung, lực lượng khủng bố cuốn tới bốn phía. Xa xa Ung Thiên Vận hét lớn. Tất cả mọi người cùng công kích đi. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một thanh lưỡi dao sắc bén lăng không hiển hiện, phi chạm tới. Người còn lại cũng cắn răng, nhao nhao ra tay liều chết đánh cược một lần. Ầm ầm. Phác đao chi quang chém lên quyền phong, trực tiếp cắt đứt vào trong. Cánh tay cự linh đột nhiên bị chém vỡ ra, hóa thành hai đoạn, nhưng vẫn không tiêu tan, đánh thẳng xuống dưới. Khâu Mục Kiệt nhìn quyền mang đánh tới kia, bàn tay lớn màu vàng lăng không chụp xuống ngăn cản lại, đuôi bò cạp cao cao dựng thẳng lên ở sau lưng điểm xuống, hóa ra một đạo quang mang hồng sắc, phảng phất xuyên thấu không gian. Phanh! La Thiên đứng trên chiến hạm thân hình đột nhiên run lên, một kiện chiến y tự động bay ra hộ thể, nhưng vẫn bị hồng mang xuyên thấu mà qua, trực tiếp dính lên người hắn. Phốc! La Thiên phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nhưng vẫn giữ vững thân hình. Chỉ là trước người chảy ra máu, hơn nữa hóa thành đỏ thấm quỷ dị, thấm ướt lồng ngực. Khâu Mục Kiệt lại giơ bàn tay lông nhung màu vàng ra trước người mãnh liệt chảo quyền phong, đột nhiên nổ bung. Ầm ầm. Hư ảnh cự linh cũng theo đó chôn vùi, một cổ gió lốc kinh khủng hình thành, cạo khắp bốn phương tám hướng, nuốt lấy công kích của toàn bộ đám đông vào trong. Đều đi chết đi. Trong gió lốc kia, tiếng giống to của Khâu Mục Kiệt truyền đến. Lại bổ ra mấy đạo đao mang, mọi người trong lúc hoảng hốt vội vàng chạy trốn. Nhưng lực lượng đao mang kia phong thiên tỏa địa, rất nhiều cường giả trực tiếp bị chém thành hai đoạn, cả người thoáng cái tan thành mây khói. Trong khoảnh khắc đã chết chỉ còn lại 5-6 người, mà ngay cả Lôi Lăng cũng hóa thành cho bụi dưới một đao kia. Ngoại trừ Phó Nghi Xuân ra, người thành Hồng Nguyệt đều đã bỏ mạng, coi như là võ giả hóa thần hải cũng tử thương hầu như không còn, còn lại mấy người đều là thuật luyện sư. Bởi vì thần thức cường đại nên có ưu thế né tránh công kích hơn người khác. Chỉ có điều mấy người mắt đều là tuyệt vọng, kinh ngạc nhìn qua quái nhân nửa thú nửa cá phía trước, thậm chí đã quên mất cả sợ hãi. Hắn là vô địch sao? Cảm nhận được lực lượng bành trướng trên người Khâu Mục Kiệt, không ngờ lại tràn đầy không có bất kỳ hao tổn. La Thiên cũng vẻ mặt đắng chát, độc tính đã lan tràn toàn thân hắn, cả người hắn hoàn toàn biến thành đỏ thẫm. Ngay cả lực lượng sử dụng chiến hạm cũng không còn nữa. Ầm ầm, linh thần chiến hạm thoáng cái rơi xuống trên mặt đất, La Thiên cũng ngửa đầu ngã xuống, hai mắt vô thần nhìn bầu trời, lẳng lặng chờ chết. Không cần làm ra vùng vẫy vô vị. Khâu Mục Kiệt lạnh lùng nói, ánh mắt quét qua phía sau, liền nhìn chằm chằm vào trong hư không xa xa, mỉa mai nói. Đợi ta giết sạch bọn hắn, sẽ đến lượt ngươi, Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, phục hồi tinh thần lại từ trong điều tức, cả người đi ra khỏi hư không, vẻ mặt bình tĩnh. Thời gian quá ngắn, thời gian bọn người La Thiên trèo trống còn ít hơn cả hắn dự tính, giờ phút này một thân hao tổn ngay cả hai thành cũng chưa khôi phục lại được, đánh một trận thất bại. Trừ phi để cường giả trong giới thần bi ra hết, mới có lực đánh một trận. Ung Thiên Vận sầu thảm nói. Mặc dù giết sạch chúng ta. Người cũng không có khả năng đoạt được số mệnh thiên địa, cưỡng ép thay đổi thời đại này thành tà ác, trong thiên hạ người có thể giết người có vô số. Hừ, sắp chết đến nơi còn già mồm, ta trước tiễn đưa ngươi về Tây Thiên vậy. Phác đao trong tay Khâu Mục Kiệt khẽ động, hào quang ngưng tụ. Ung Thiên Vận cười khổ không thôi, kinh ngạc đứng trên trời cao, tựa hồ ngay cả tin tưởng chống cự cũng không có, tùy ý chờ chết. Đột nhiên Khâu Mục Kiệt nheo mắt, con mắt màu xanh lá mãnh liệt co lại. Nhìn về phía đại địa. Tất cả mọi người tựa hồ cũng đã nhận ra gì đó,
trong nội tâm cả kinh phía nhìn về phía dưới. Dưới mặt đất truyền đến trận trận nguyên lực chấn động, như nham tương ở cực sâu trong lòng đất muốn phun ra vậy, thậm chí còn cường đại hơn cả lực lượng kia. Oanh! Đột nhiên toàn bộ địa mạch đứt gãy, một đạo hào quang thanh sắc vọt ra, phóng tới phía chân trời. Trong quang mang thanh sắc kia hóa ra một đạo nhân ảnh, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hơi lộ dị sắc nhìn qua mọi nơi, tựa hồ cảm thấy giật mình đối với những gương mặt trước mắt này. Bạc Phú Kình, là ngươi? Khâu Mục Kiệt nhướng mày, tựa hồ có chút giật mình, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía dưới, một đạo quang mang xông lên, đúng là một đầu phi điểu cự đại. Toàn thân nó trong suốt, như hư thật bất định, mà hai người đứng trên lưng nó, đúng là Tiểu Kiêu và Hoán Diệt. Hai người xoay chuyển ánh mắt, nhìn người bốn phía, cũng có chút giật mình, đặc biệt là bộ dạng Khâu Mục Kiệt giờ phút này càng khiến hai người cảm thấy rùng mình. Hừ, xem thử ngươi còn có thể chạy đi đâu nữa. Trên mặt Tiểu Kiêu lộ ra cười lạnh, thoáng cái nhảy khỏi người đầu phi điểu kia, lăng không xuất hiện ở trước mặt Bạc Vũ Kình. Hoán Diệt cũng thoáng cái ngăn ở sau lưng hắn, một cổ sát ý xoáy ra, tập trăng lấy Bạc Vũ Kình. Con chim kia vui sướng kêu lên, xoay vài vòng ở trên không Tiểu Kiêu. Tiểu Kiêu nói, đã biết, ta hiện giờ sẽ giữ đúng lời hứa, trả lại ngươi tự do. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo ấn ký, trực tiếp vỗ vào trên người con phi điểu kia. Phanh! Một đạo kim quang hiển hiển dưới hồn thể nó, lập tức tan rã ra, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Phi điểu kia đại hỉ chiêm chiếp kêu to vài tiếng, liền triển khai hai cánh bay lên không trung, thoáng cái biến mất trong tầm mắt mọi người. Sắc mặt Bạc Vũ Kình có chút khó coi, đặc biệt là thoáng cái trông thấy Lý Vân Tiêu ở cách đó không xa. Lý Vân Tiêu cũng thập phần kinh ngạc, sờ sống mũi, sắc mặt cổ quái nói. Vũ Kình huynh, nhân sinh há không gặp lại, nhưng loại gặp mặt này cũng không khỏi quá mới lạ đi nha. Bạc Vũ Kình, Ung Thiên Vận nhướng mày, lộ ra thần sắc ngạc nhiên, cái tên này khiến hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, chỉ là ánh mắt sau khi chuyển qua trên người Bạc Vũ Kình tựa hồ có chút không thể tin tưởng. Bạc Vũ Kình lạnh nhạt nói. Nhân sinh há không gặp lại, nhưng có nhân sinh khắp nơi không như ý. Vân Thiếu giờ phút này tựa hồ cũng rất không như ý đấy. Ánh mắt Tiểu Kiêu quét qua trong tràng, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị, nói. Tất cả mọi người đến đông đủ, thật sự là một hồi gặp lại có ý tứ a. Ánh mắt Khâu Mục Kiệt chớp động lục sắc, có chút hồ nghi nói. Ta dường như đã thấy qua hai người các ngươi a, Tiểu Kiêu và Hoán Diệt dưới trướng Vi Thanh đúng không? Tiểu Kiêu nhíu hai mắt lại, mỉm cười gật đầu nói. Mục Kiệt đại nhân, đúng là hai người chúng ta. Bạc Phú Kình này đã biết không ít chuyện, kính xin đại nhân xuất thủ tương trợ, cùng nhau diệt sát hắn. A, Khâu Mục Kiệt nói. Bạc Phú Kình cùng ta coi như có chút giao tình, không biết hắn biết được chuyện gì, vậy mà khiến hai vị đuổi giết ngàn dặm như thế. Tiểu Kiêu cười nói. Việc này liên lụy cơ mật, thứ cho khó trả lời. Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Đã như vậy, vậy thì lão phu không rảnh quản chuyện của các ngươi. Các ngươi bắt Bạc Vũ Kình của các ngươi, ta tiếp tục giết những người đáng chết này. Tiểu Kiêu cười nói. Vậy cũng tốt, chúng ta không dính dáng gì nhau. Khâu Mục Kiệt đột nhiên hỏi. Đúng rồi, hai vị không phải là từ thánh vực đuổi giết hắn đến đấy chứ? Tiểu Kiêu sững sờ, lộ ra lòng cảnh giác, nói. Mục Kiệt đại nhân hỏi vậy có ý gì? Khâu Mục Kiệt du du nói. Không có gì, ta chỉ cảm thấy kỳ quái thôi. Nếu như không phải, vậy thì hai vị và Bạc Vũ Kình hẳn là chạm mặt ở thành Phong Linh rồi. Ta rất ngạc nhiên, Vi Thanh phái hai người các ngươi đến thành Phong Linh để làm gì thế? Nụ cười trên mặt Tiểu Kiêu vẫn còn, chỉ là có chút cứng ngắc lại, cười lớn nói. Liên quan bí mật, thứ cho khó trả lời. Trong tràng thoáng cái an tĩnh lại, tất cả mọi người đều không lên tiếng. Ung Thiên Vận đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Hai vị đại nhân là thủ hạ Vi Thanh đại nhân của thánh vực sao? Tại hạ La Thiên Hóa Thần Hải, kính xin hai vị đại nhân hiệp trợ đánh chết phản đồ Hóa Thần Hải Khâu Mục Kiệt. Mấy người Hóa Thần Hải đều nhìn qua Tiểu Kiêu, lộ ra thần sắc tha thiết, hai người này nhìn như thực lực không tầm thường, nếu chịu ra tay thì mọi người rất có thể sẽ sống được. Ách! Trên mặt Tiểu Kiêu lộ ra vẻ cổ quái, nói. Ngươi nói ngươi là Hóa Thần Hải thì là Hóa Thần Hải sao? Ta căn bản cũng không nhận ra ngươi, thỉnh không nên tùy tiện cầu cứu người xa lạ như thế.
thân hình Ung Thiên vẫn lắc lư, thuấn di một cái liền rơi vào bên người Tiểu Kiêu, vội vàng đưa lên một khối lệnh bài không phải vàng không phải ngọc nói. Đây là chứng minh thân phận của ta, hai vị đại nhân xem qua. Hóa Thần Hải và Thánh Vực đặt song song là hai đại thánh địa đại lục thiên võ, đứng đầu bầy luân, đầu đuôi thương vọng, cùng nhau giữ gìn trật tự đại lục, mong rằng hai vị đại nhân ra tay, trảm yêu trừ ma. Tiểu Kiêu tiếp nhận lệnh bài kia nhìn thoáng qua, cầm trong tay vuốt vuốt, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Khâu Mục Kiệt, cười khổ nói. Quả nhiên là lệnh bài thật, cái này, thật khiến cho tại hạ khó xử đấy, Mục Kiệt đại nhân, người nói ta nên làm gì bây giờ? Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Nên làm gì thì tùy ngươi, lão phu cũng không phải chủ tử ngươi. Ân. Tiểu Kiêu gật đầu, đánh giá nói. Vậy thì không có biện pháp rồi, ai bảo chúng ta và Mục Kiệt đại nhân là bằng hữu chứ? Tiểu Kiêu chụp mạnh xuống, tấm lệnh bài kia lập tức bị tạo thành một đoàn, trực tiếp đập tới trên người Ung Thiên Vận. Cái gì, ngươi? Ung Thiên Vận quá sợ hãi, không thể tưởng được hắn lại đột nhiên ra tay làm khó dễ. Vội vàng thay đổi không gian muốn thuấn di đào tẩu. Nhưng chợt hoảng sợ phát hiện không gian chi lực đã hoàn toàn bị giam cầm lấy, dùng lực thuật luyện sư cửu giai của mình nhưng lại không thể dung chuyển chút nào cả. Phanh! Một chưởng đánh vào lồng ngực hắn, lệnh bài bị vo thành đoàn kia càng xuyên thấu thân thể hắn, từ sau lưng chấn ra. Sau đó trên mặt Tiểu Kiêu lộ ra vẻ dữ tợn, giơ chân lên trực tiếp dẫm tới. Phanh! Lực lượng một cước kia đánh lên người Ung Thiên Vận. Trực tiếp chấn hắn vào mặt đất, nhấc lên vô số bụi đất đá vụn. Chậc chậc, một đời thuật luyện sư cửu giai, cứ như vậy chôn xương hoang dã, thật khiến cho người thổn thức. Tiểu Kiêu phủi tay, vẻ mặt tươi cười. Ngươi, ngươi thân là người thánh vực, vậy mà giết Ung Thiên Vận đại sư. Vài tên thuật luyện sư hóa thần hải còn lại lúc này mới kịp phản ứng, đều kinh sợ, hơn nữa là một cổ bi phẫn chi ý dâng lên. Tiểu Kiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy người kia, nói. Ta đã nói với hắn, không nên tùy tiện cầu cứu người xa lạ, là chính bản thân hắn không nghe, điều này có thể trách ai chứ? Hắn khinh thường suy cười một tiếng, mỉa mai nói. Chẳng lẽ thuật luyện sư đều ngu xuẩn như vậy sao? Ha ha ha! Đùng! Hai đấm Lý Vân Tiêu nắm chặt lại, giữa xương tay truyền đến tiếng nổ vang, càng có lôi quang hồ quang điện chớp động trên quyền phong. Sắc mặt hắn tái nhợt, trong hai tròng mắt phun ra lửa giận vô biên. Hắn và Ung Thiên Vận mặc dù chỉ gặp mặt một lần, nhưng coi như nói chuyện rất hợp xuyên. Hơn nữa đối phương có thuật đạo cửu giai, có thể nói là một đại tông sư, lại bị tiểu nhân đánh chết uất ức như thế, tôn nghiêm thuật luyện sư hoàn toàn bị trà đạp. Bạc Phú Kình cũng nhìn chằm chằm vào thi thể Ung Thiên Vận thấp thoáng trong đống đá vụn bên dưới, còn có vết máu tràn ra, trong hai tròng mắt hiện lên một đạo ác lạnh. Các hạ, thật là, Bạc Phú Kình, đại nhân sao? Trên chiến hạm, truyền đến tiếng run rẩy của La Thiên, hắn giờ phút này toàn thân nhiễm độc, nằm trên mặt đất, đã thi thể Ung Thiên Vận mất đi năng lực hành động rồi. Bạc Phú Kình nói, La Thiên, là ta, ngươi đừng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt, lát nữa ta sẽ cứu ngươi. Sắc mặt hắn một mảnh băng hàn, trong mắt lộ ra thần sắc nói không nên lời. Thật sự, là, đại nhân ngài. Cảm xúc La Thiên thoáng cái trở nên kích động lên, run rẩy muốn dùng tay chống thân thể, lại hoàn toàn không cách nào làm được. Một gã thuật luyện sư vội vàng phi thân xuống, nâng La Thiên dậy, hơn nữa lấy ra mấy miếng kim châm đâm vào trên người hắn, đồng thời xuất ra mấy hạt giải độc đan nhét vào trong miệng hắn. La Thiên cũng không ngăn cản hắn, ánh mắt nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy một hồi hoảng hốt, thấy không rõ chân dung Bạc Vũ Kình. Sau khi được kim châm đâm huyệt, tinh thần và thương thế của hắn tựa hồ đã ổn định lại, chậm rãi nói. Sinh thời có thể gặp lại đại nhân, quả thật là may mắn của La Thiên. Mong rằng mọi người niệm ở phân thượng thuật đạo nhất mạch, truyền chuyện ở nơi này lại cho Hóa Thần Hải. Bạc Phú Kình nhướng mày, cũng không nói lời nào, mà quay đầu nhìn về phía Khâu Mục Kiệt, nói. Giải độc cho hắn. Khâu Mục Kiệt biến sắc, lộ ra vẻ giận dữ, hừ lạnh nói. Buồn cười. Nếu là lão phu hạ độc, làm gì có đạo lý giải? Hắn mỉa mai nói. Còn nữa, ngươi là người thế nào của ta, có tư cách gì ra lệnh cho ta? Bạc Phú Kình nói. Ta không phải ra lệnh, mà có thể cùng ngươi trao đổi điều kiện. À, rất thú vị. Khâu Mục Kiệt cười nói. Dùng vật trong cơ thể ngươi trao đổi, ta liền đáp ứng ngươi.
Thần sắc Lý Vân Tiêu khẽ động, trong mắt hiện lên dị sắc, hắn tự nhiên hiểu rõ vật trong cơ thể mà Khâu Mục Kiệt nói là thứ gì. Bạc Phú Kình nói, có thể, kèm theo một điều kiện, giúp ta giết luôn hai người này. Hai mắt Khâu Mục Kiệt co rụt lại, lộ ra vẻ trầm tư. Tiểu Kiêu lại biến sắc, vội hỏi. Mục Kiệt đại nhân, chúng ta là cùng một trận tuyến A, vừa rồi ta đánh chết tên thuật luyện sư cửu giai kia, đủ để cho thấy lập trường của chúng ta rồi. Bạc Phú Kình lạnh lùng nói. Khâu Mục Kiệt, Vi Thanh đã phái người tới bắt Lý Vân Tiêu, vì sao lại phái hai người bọn họ đến đây, chẳng lẽ người thật sự là ngốc tử sao? Nội tâm Tiểu Kiêu và Hoán Diệt đồng thời trầm xuống, thầm nghĩ không tốt. Sắc mặt Tiểu Kiêu trầm xuống, điểm một ngón tay tới Bạc Phú Kình, trực chỉ cổ họng, quát. Sắp chết đến nơi, còn nói bậy bạ gì đó. Bạc Phú Kình lạnh lùng cười cười, trái tay nắm lấy bội kiếm, bên hông thả người trở ra, cười to nói. Ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Giờ phút này vì sao lại sợ chứ? Lực một ngón tay kia đâm phá hư không, đánh lên người Bạc Vũ Kình. Thân ảnh Bạc Vũ Kình trở nên hoảng hốt, thoáng cái liền biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc đã trực tiếp xuất hiện tại hơn trăm trượng. Sắc mặt Tiểu Kiêu trầm xuống, mắt nhìn Khâu Mục Kiệt, nói. Mục Kiệt đại nhân, tình đồng minh giữa chúng ta từ xưa đến nay, hy vọng đại nhân không nên bị dăm ba câu châm ngòi. Khâu Mục Kiệt gật đầu nói. Yên tâm, cái gì nhẹ cái gì nặng ta còn phân biệt được. Bạc Phú Kình đứng ở đàng xa, gương mặt thay đổi mấy lần. Tiểu Kiêu thoáng cái đại hỉ, vội hỏi. Vậy kính xin Mục Kiệt đại nhân giúp chúng ta, ra tay bắt giữ lấy người này. Khâu Mục Kiệt nói. Tốt. Hắc Trạch Chi Vũ trên người hắn đột nhiên mở ra, không gian chi lực lập tức hiển hiện, thân thể thoáng cái biến mất tại chỗ. Thiên mạch độc mang. Đột nhiên một đạo ánh sáng màu đỏ quỷ dị hiển hiện, trực tiếp đâm tới cổ họng Tiểu Kiêu. Vèo. Thân thể của Tiểu Kiêu hơi chao đảo một cái, hồng mang phá không, trực tiếp từ bên cạnh cái cổ của hắn sượt bắn đi qua. Toàn bộ bên trong sân trong nháy mắt tĩnh mịch xuống tới, tất cả mọi người đều một trận ngạc nhiên, nhìn sau lưng Khâu Mục Kiệt đuôi của vi hạt tử chổng lên thật cao, xích hồng sắc độc châm khiến người xem trái tim băng giá, nhắm thẳng vào Tiểu Kiêu. Tất cả mọi người một chút hồ đồ đứng lên, không phải mới vừa rồi còn đang nói chuyện thật tốt, muốn hợp tác sao? Chẳng lẽ là đánh nhầm người rồi? Trong ánh mắt của Tiểu Kiêu một mảnh sát khí, khuôn mặt trở nên âm lãnh không gì sánh được, lạnh giọng nói. Mục Kiệt đại nhân, người có nên cho ta một lời giải thích hay không? Giải thích? Khâu Mục Kiệt châm chọc cười một tiếng, châm chọc nói. Đạo thiên mạch độc mang này, không phải là lời giải thích tốt nhất sao? Tiểu Kiêu vẻ mặt âm trầm, nói. Vì sao, ta không rõ. Không rõ, ngẫm lại ngươi mới vừa nói cái gì. Khâu Mục Kiệt trên mặt phát lạnh, giữ tợn nói. Ngươi nói toàn bộ thuật luyện sư đều là ngu xuẩn, những lời này cũng đủ ngươi chết một vạn lần rồi. Chỉ là bởi vì một câu nói. Tiểu Kiêu há to mồm, triệt để ngây ngẩn cả người, có loại cảm giác hoang đường. Hừm, chỉ một câu nói. Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Vũ nhục thuật đạo chí cao vô thượng chính là tội chết. Còn nữa, giết hạng người đê tiện như ngươi vậy, còn cần rất nhiều lý do sao? Tiểu Kiêu chỉ cảm thấy khuất nhục không nói ra được, cảm giác quá mức trò đùa, đám thuật luyện sư này quả nhiên là người điên, mà Khâu Mục Kiệt càng là người điên chung người điên. Hắn cố nén lửa giận, nói. Khâu Mục Kiệt, đừng quên cấp trên của ta là ai, những năm gần đây không có Vi Thanh đại nhân che chở nói, người sớm đã bị hóa thần hải phân thây. Lẽ nào các hạ vong ân phụ nghĩa như vậy? Vong ân phụ nghĩa? Khâu Mục Kiệt cười to nói. Ha ha, uổng cho ngươi còn là người trưởng thành, thiên hạ này cũng không có vô duyên vô cố nỗ lực. Ngươi cho là Vi Thanh là Lôi Phong Vũ Đế, không chút nào lợi bản thân, chuyên môn lợi người, thích giúp người làm niềm vui sao? Được rồi. Tiểu Kiêu vẻ mặt âm trầm, nói. Lẽ nào lợi ích giữa Vi Thanh đại nhân với ngươi, còn không sánh bằng tiểu tử này? Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Ngươi cũng biết tiểu tử này là ai? Tiểu Kiêu nhướng mày, nói. Bạc Phú Kình, tựa hồ có chút quen tai, nhưng nhất thời nhớ không nổi rồi. Khâu Mục Kiệt cười gằn nói. Nhớ không nổi quên đi, an tâm làm hồ đồ quỷ đi. Hắn cười to mấy tiếng, khí thế trên người nổ lên, một đao đã chém đi qua. Sắc mặt của Tiểu Kiêu âm trầm lợi hại, ánh mắt chớp động giơ lên quyền đầu, hướng xuống dưới đập một cái.
ầm ầm, một đạo quyền lực bị hắn vỗ đi ra, hung hăng chấn ở trên đao mang, đồng thời hắn thả người lui về phía sau, vẻ mặt âm u, cả giận nói. Khâu Mục Kiệt, ngươi thật muốn phản bội cùng với Vi Thanh đại nhân đồng minh. Khâu Mục Kiệt khinh thường nói. Ta phi các ngươi thật coi ta ngốc sao? Vi Thanh nếu cho các ngươi theo đuôi đằng sau ta, tất nhiên là đối với ta nổi lên cảnh giác, có lẽ cực độ không tín nhiệm, giữ người thông minh hợp tác, không được phép có nửa điểm ngây thơ. Trên mặt hắn hàn khí phát ra quá mức, lạnh lùng nói. Hơn nữa ta đối với Vi Thanh cũng sớm có kiêng kỵ, Bạc Phú Kình xuất hiện, chính là điều kiện tốt nhất để ta thoát khỏi Vi Thanh trói buộc cơ hội tốt ra. Tiểu Kiêu, mặc dù ngươi cũng không nói gì trước câu nói kia, hôm nay cũng chết chỉ bất quá sau khi nói rồi, ngươi sẽ chết thảm hại hơn đợi lão phu sẽ bắt sống ngươi, sau đó khiến ngươi muốn chết cũng không thể, sẽ chậm rãi xé ra cái bụng và đầu của ngươi, đem đại tiện rót đi vào đem ngươi bạo chết, nhìn ai mới là ngu xuẩn. Tiểu Kiêu bị hắn nói biện pháp ác độc dọa chảy ra một thân mồ hôi lạnh tới, vô cùng lửa giận trong nháy mắt đã bộc phát ra, sát ý nghiêm nghị. Ha ha! Hoán Diệt trong lúc bất chợt cười ha hả, cười lấy tay ôm bụng, thậm chí đều chảy ra nước mắt tới. Ha 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 ha, buồn cười quá, thực sự rất chờ mong một màn kia đấy, ha ha ha. Câm miệng cho ta! Tiểu Kiêu giận dữ hét. Giết 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 đem tên điên này triệt để giết, chà cốt xương hôi. Hoán Diệt dừng lại cười to, lạnh lùng nói. Ta không phải cũng đã sớm nói trực tiếp giết Phong Tử Kiệt, lại bắt Lý Vân Tiêu, nhiệm vụ của Vi Thanh đại nhân không phải hoàn thành sao? Ngươi không phải muốn nói cái gì yên lặng theo dõi kỳ biến, mưu sau mới động, hiện tại sinh sôi đem thế cục làm thành phức tạp, đáng đời ngươi bị trong đầu rót cứt đi vào, ha ha. Trên người Tiểu Kiêu tuôn ra sát khí, cả giận nói. Ngươi còn nói. Khâu Mục Kiệt sắc mặt đại biến. Tức giận nói. Thật tốt nha, nguyên lai Vi Thanh gia hỏa kia phái các ngươi tới là muốn giết ta. Lý Vân Tiêu cũng là trong lòng đại chấn, nghĩ không ra mình đã bị Vi Thanh theo dõi, hơn nữa từ hai người này nói chuyện biết được, Vi Thanh là muốn bắt sống chính mình, xem ra muốn từ trên người mình đạt được giá trị lợi dụng nào đó. Hừm, ngươi tên quái vật nửa cá nửa thú, cho rằng Vi Thanh đại nhân rất coi trọng ngươi sao. Chính như ngươi nói, trên đời không có vô duyên vô cớ nỗ lực. Người đã không có nửa điểm giá trị lợi dụng, đồ ngu xuẩn. Tiểu Kiêu gương mặt châm chọc, trực tiếp giơ ngón tay giữa lên khinh bỉ đứng lên. Oa oa, chết tiệt đợi lão phu trước hết là giết hai người các ngươi, lại tới giết Vi Thanh. Trong mắt của Khâu Mục Kiệt tuôn ra hung quang, hắc trạch chi vũ triển khai, cả người thoáng cái đã tiêu thất ở tại chỗ. Tiểu Kiêu sắc mặt trầm xuống, nhất thời vạn phần cảnh giác. Trong giây lát, hắn quyền thế nổi lên. Nhô lên cao hóa thành một trường, hướng phía một chỗ hư không vỗ tới. Ầm ầm, chỗ hư không trong nháy mắt nổ lên, thân thể của Khâu Mục Kiệt nổi lên, hai tay cầm đao, ngăn trở một trường lực lượng của hắn, giận dữ hét. Chết! Trên đỉnh đầu vô số thịt tu phi thứ xuống, vèo vèo trong nháy mắt đem thân thể của Tiểu Kiêu đâm xuyên ra vô số động. Nhưng Tiểu Kiêu mặt không biểu tình, thân thể một chút trở thành nhạt đứng lên, đúng là lưu lại tàn ảnh. Sau đó không gian hơi chớp động, Tiểu Kiêu trực tiếp xuất hiện ở trên chiến hạm ngư, ánh mắt thanh lãnh, dưới chân một bước dẫm lên liền vọt lên, chỉ điểm một cái hướng mi tâm của Khâu Mục Kiệt. Cuồng vọng! Khâu Mục Kiệt thấy hắn còn dám tùy ý như thế gần người đến đây, giận dữ cười ngược lại, một tay nắm phác đao chém xuống, tay kia liền hóa ra hung minh lợi chảo, lăng không chộp tới. Hô! Phác đao thoáng cái chém qua thân thể của Tiểu Kiêu, lại là một đạo tàn ảnh cắt thành hai đoạn. Cái gì? Khâu Mục Kiệt cả kinh, vội vàng thu hồi lợi chảo, đưa ngang trước người. Thình thịch, không trung hiện ra một ngón tay, điểm ở lòng bàn tay của hắn, chấn ra linh áp và thanh quang cực mạnh. Khâu Mục Kiệt chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến đau đớn, không khỏi nội tâm hoảng hốt, hung minh chi chảo của hắn có thể thước kim phách ngọc, vạn vật khó thương, lại bị đối phương chỉ điểm một chút đả thương, quả thực giống như là nằm mơ. Thân ảnh của Tiểu Kiêu chậm rãi nổi lên. Một chỉ hóa thành đạm đạm kim sắc, sắc bén dị thường. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ nhúc nhích, trên đầu ngón tay tràn ra tới khí tức, dĩ nhiên và trên người hắn mang theo kim linh trùng khí tức độc nhất vô nhị, hơn nữa càng tinh thuần. Dĩ nhiên là kim linh khí. Con người của Khâu Mục Kiệt chợt co rút lại, không gian trong bụng chiến hạm ngư cũng là để luyện ra loại trí cường nguyên tố chế tạo mà thành, vì vậy liếc mắt liền nhìn thấu mánh khóe, giật mình nói.
đem kim linh khí luyện hóa đến bên trong ngón tay của mình, coi như là khó lường thành tựu. Hừm, thiên hạ ngũ hành chi kim, có thể chém vạn vật hung minh chi chảo của ngươi chống cự được sao? Tiểu Kiêu khinh thường cười một tiếng, quát dẹp đường. Liệt không chỉ. Phanh. Một đạo chỉ kình càng sắc bén nổ bắn ra, cánh tay của Khâu Mục Kiệt run lên, hung minh chi chảo của hắn lại bị kim mang xuyên thấu, bắn về phía thân thể. Phanh. Kim mang bắn tới trên bả vai một mảnh vảy rồng, chấn ra hỏa hoa. Chết tiệt, nếu tới rồi, liền triệt để đi tìm chết đi. Khâu Mục Kiệt giận dữ, phác đao trên không trung xoay đi một vòng, liền chém đi tới. Đồng thời hai cánh vỗ xuống, thiên nhãn mở ra, bốn phía không gian nhất thời bị kiềm hãm, thân pháp của Tiểu Kiêu quỷ dị nhất thời mất đi thần hiệu, ngừng lại một chút sau đó biến hóa đi ra. Đây là cái gì? Tiểu Kiêu cũng lại càng hoảng sợ, pháp nhãn của hắn gần vô cùng, trong lúc bất chợt xuất hiện hơn mấy trăm thiên nhìn mình lom lom, cho dù tố chất tâm lý tốt cũng sẽ bị hù dọa chết rơi, huống chi trong con ngươi này lóe ra dị lực, thoáng cái liền đem thân pháp của hắn phá vỡ. Lúc này chiến trên hạm ngư vô số trận văn hiện lên, mạnh mẽ nổ ra từng đạo công kích, răng khắp nơi hướng phía thân thể của Tiểu Kiêu đi lên. Tiểu Kiêu hoảng hốt, mạnh mẽ hai tay nắm lại, không ngừng nổ ra này trận pháp chùm tia sáng, nhưng toàn bộ không gian bị nghìn vạn lần đồng lực trói buộc, để thân thể của hắn hoạt động dị thường chắc trở. Chết tiệt, phi thần thập liên chạm. Hai tay hắn ở trước người hợp lại, nhất thời trên 10 ngón tay lộ ra kim quang, vỗ xuống. Nhất thời hóa thành một tấm kim sắc lưới lớn, mạnh mẽ hướng bốn phía chém tới. Suy, không gian thoáng cái hóa thành mảnh nhỏ, kim võng vô kiên bất tồi, trong nháy mắt phá vỡ đồng lực trói buộc, thân ảnh của Tiểu Kiêu lóe lên liền tiêu thất ở tại chỗ. Còn muốn chạy, quá khó khăn đi. Sắc mặt của Khâu Mục Kiệt trầm xuống. Hừm, hắc, lưỡng đạo âm ba hợp nhất, trước người không gian bỗng nhiên nổ lên. Bị kim võng quấn thành không gian mảnh nhỏ ở trong âm ba phong bạo cuồn cuộn nổi lên đi vào, cùng nhau chôn vùi thành mảnh vỡ. Trong cơn lốc một đạo thân ảnh bắn ra, hướng xa xa bỏ chạy. Hừm, trên mặt của Khâu Mục Kiệt hiện ra cười nhạt tới, năm ngón tay mở ra, trong nháy mắt bấm tay niệm thần chú. Trên chiến hạm ngư lập tức bay lên vô số lân phiến, hóa thành rậm rạp chằng chịt lân võng, hướng tới thân ảnh kia chụp xuống phía dưới. Tiểu Kiêu hoảng hốt. Lần thứ hai vận chuyển liệt khôn chỉ, trực tiếp từ trong vô số lân vũ phá vỡ một cái lối đi, đột nhiên hồng mang chấp động, cái đuôi độc châm trong nháy mắt đập tới. Phốc, lực lượng độc châm bắn vào vai trái, nổ lên một đoàn huyết vụ. Suy, Tiểu Kiêu quyết định thật nhanh, trên ngón tay kim quang lóe lên, liền cắt bỏ trên vai trái một mảnh cốt nhục. Cốt nhục bay khỏi đi ra trực tiếp trên không trung ăn mòn đứng lên, trong khoảnh khắc đã hóa thành một bãi độc thủy. Sắc mặt của Tiểu Kiêu trở nên dị thường khó xem, khuôn mặt trắng bệch. Hoán Diệt cũng là thần sắc ngưng trọng, nói. Thế nào? Tiểu Kiêu cắn răng nói. Nếu là song phương đều có linh khí tổn hao, dưới sự chu toàn đến ta tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng quái vật này linh khí vĩnh viễn không suy kiệt, lúc này còn đánh như thế nào? Hoán Diệt mày nhăn lại, nói. Chỉ có thể là dao sắc chặt đay rối. Trước khi nguyên lực của chúng ta còn chưa đại lượng tiêu hao đã triệt để đánh chết hắn. Ha 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 ha, nực cười. Khâu Mục Kiệt cười như điên, nói. Suy nghĩ không sai, nhưng điều này có thể sao? Hoán Diệt sắc mặt lạnh lẽo, liền lăng không dẫm lên ra, dự định xuất thủ. Đột nhiên thanh quang lóe lên, Bạc Phú Kình ngăn ở trước người hắn, thản nhiên nói. Các hạ đuổi theo ta lâu như vậy, không muốn xem thực lực của ta sao? Sắc mặt của Hoán Diệt và Tiểu Kiêu đều trở nên hết sức khó coi, thực lực của Bạc Vũ Kình là cửu tinh đỉnh phong không thể nghi ngờ, luận đơn đả độc đấu, bọn họ cũng không nhất định có thể thắng, lúc này càng phân ra mà chiến, đã lâm vào cục diện xấu nhất. Bạc Vũ Kình sắc mặt băng lãnh, đi bước một hướng Hoán Diệt đi đến, lạnh giọng nói. Thánh vực đống cặn bã, bản tọa còn chưa từng giết qua đấy. Sắc mặt của Hoán Diệt ngưng trọng dị thường, chậm rãi giơ tay lên tới. Quang mang lóe lên, hiện ra một thanh dao găm màu đồng, dài một xích hai phân, mặt trên đầy răng cưa. Dao này tên là Ô Huyền. Hắn bình tĩnh giới thiệu một chút, ánh mắt lộ ra yêu thương vẻ, tay trái càng nhẹ nhàng ở trên thân đao xoa quá khứ. Ô Huyền chi đao phát ra tiếng kêu vui sướng, trở nên sáng loáng lên, đồng thời ký hiệu bắt đầu khởi động, thỉnh thoảng nhảy lên thiên không, sáng tối bất định. Theo khí thế trên người hắn càng ngày càng mạnh.
trong thiên địa rơi vào bên trong một loại quy tắc ý, thần thức đảo qua, thân thể hoán diệt cùng với ô huyền hầu như hòa làm một thể, tuy hai mà một. Ánh mắt của Bạc Vũ Kình thanh lãnh, cũng không nhiều lời, chỉ là chậm rãi từ bên hông rút ra bội kiếm, một cổ dị lực cực mạnh đồng thời từ trên người hắn tuôn ra, ở quanh thân hóa thành vòng xoáy. Trong lòng Lý Vân Tiêu đại chấn, kiếm ý của Bạc Vũ Kình phóng ra dị lực hắn hết sức quen thuộc, chính là nghê thạch chi lực cường đại. Lẽ nào hắn đã có thể tùy ý khống chế nghê thạch, hoặc giả cực âm chi khu đã thành? Lý Vân Tiêu không khỏi trầm ngâm, lộ ra suy nghĩ sâu xa. Con người của Hoán Diệt chợt co rút lại, ở chỗ sâu trong đôi mắt xẹt qua một tia kinh sợ và kiêng kỵ. Trong tay ô huyền tựa hồ cảm nhận được áp lực cực lớn, trái lại hưng phấn kêu rên, chiến ý không ngừng tăng vọt. Hai người vẫn chưa xuất thủ, nhưng này bộc phát ra khí tức, liền đã xem bầu trời hóa thành phân biệt rõ ràng nhị sắc, bài trừ vạn đạo linh áp, trực tiếp chấn ra kinh khủng dị tượng, thiên địa băng, trời cao diệt. Xa xa Tiểu Kiêu sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cục thở thật dài một cái, nói. Hoán Diệt, dừng tay không cần đánh nữa, nhiệm vụ thất bại, chúng ta đi thôi. Trên người của Bạc Vũ Kình bộc phát ra khí thế, hoàn toàn không ở dưới Hoán Diệt. Mà hắn cũng thắng không nổi Khâu Mục Kiệt, một trận chiến này kết cục tất nhiên thất bại, không cần phải nán lại thêm nữa. Về phần Lý Vân Tiêu, còn có Phó Nghi Xuân và vài tên hóa thần hải thuật luyện sư còn dư lại, đều bị Tiểu Kiêu bỏ quên. Những người đó sức chiến đấu thêm vào tiến đến, ở trong mắt hắn cũng không tăng cường được bao nhiêu. Hoán Diệt biến sắc, trầm tư một chút, liền thu hồi ô huyền, nhìn chăm chú vào Bạc Vũ Kình, nói. Rất chờ mong cùng với người đánh một trận, nhưng là có lẽ sẽ không phải hiện tại. Trên mặt hắn khá có chút tiếc nuối, xoay người liền muốn rời khỏi. Nực cười, người nói không phải thì không phải là, vậy bản tỏa càng thêm thật mất mặt. Bạc Vũ Kình sắc mặt lạnh lẽo, mở lời châm chọc. Trong tay hắn kiếm thế xoay tròn, trong con người bắn ra vạn điểm hàn tinh, quát dẹp đường. Là đi hay ở, không phải do ngươi bi minh kiếm vũ phong ngự giới. Một cổ kiếm ý kinh khủng đẩy ra, như là đột nhiên hiện lên một hắc động, không ngừng lan tràn ra, còn có một loại cảm giác áp lực cực mạnh, trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Khâu Mục Kiệt cũng là chuyên chú nhìn sang, trong con người màu xanh biếc lóe ra tia sáng kỳ dị. Hoán Diệt sắc mặt đại biến, ô huyền nhận lần thứ hai tranh nhiên giải phong, một thanh sỉ nha kiếm to lớn ở trời cao biến hóa, phẫn nộ quát. Xích Nhật, cự nhận xoay tròn một vòng, mạnh mẽ chém về phía quanh thân Bạc Vũ Kình biển vòng xoáy. Ầm ầm, cổ sức mạnh to lớn chạm vào nhau, lưỡng cổ lực lượng diệt sát lẫn nhau, thoáng cái đem hoàn vũ nghiền nát, càn khôn điên đảo, thiên địa hơi bị treo ngược. Phanh, một cổ dư ba trùng kích chấn ra. Toàn thân Hoán Diệt run rẩy mạnh, trong khoảnh khắc bị đánh bay ra ngoài, liền lùi lại trăm trượng mới dừng lại thân hình. Hơn nữa hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết quay cuồng, một ngụm tụ huyết xông lên cổ họng, nhưng vẫn là mạnh mẽ nuốt xuống. Bên trong dư ba trùng kích, hư ảnh đáng đáng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trong tròng mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Dưới dư uy chấn động, hư ảnh dần dần ngưng thực, Bạc Vũ Kình chậm rãi đi ra. Vẫn là sắc mặt thanh lãnh, vô cùng ba đào vãng trên người hắn đánh tới, lại không thể thương kỳ mảy may. Cái gì, thân thể này? Hoán Diệt cả kinh, một trái tim nhất thời trầm xuống. Nguyên lai đối phương chỉ là trên tu vi cùng mình tương xứng, nhưng thân thể mạnh mẽ lại là chính mình theo không kịp. Nếu tiếp tục chiến xuống phía dưới, thua nhiều thắng ít. Đi thôi, ngày hôm nay thực sự là không may đến nhà. Thân ảnh của Tiểu Kiêu một chút xuất hiện ở bên cạnh Hoán Diệt, buồn bực lắc đầu. Đi, hỏi qua ta sao? Gương mặt của Bạc Vũ Kình trong nháy mắt hiện ra âm trầm, tràn đầy tà ác, khuôn mặt trở nên quỷ dị. Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, lộ ra vẻ cảnh giác. Hắc! Khâu Mục Kiệt khinh thường cười một tiếng, hai cánh vỗ một cái, cả người đã xuất hiện ở phía sau Tiểu Kiêu và Hoán Diệt, nói. Hai vị chẳng lẽ cho rằng mình là Trác Thanh Phàm? Có thể tới lui tự nhiên. Tiểu Kiêu gương mặt khinh thường, cười ngược lại châm chọc nói. Hai vị chẳng lẽ cho rằng mình là Ngạo Trường không, muốn lưu lại liền lưu ai? Vậy thử xem được rồi. Nụ cười trên mặt Khâu Mục Kiệt thu liếm, trên người nguyên lực lưu động. Trong mắt Bạc Vũ Kình tà khí càng ngày càng quá mức, phía sau thậm chí hiện ra tinh vân tới, lực lượng kinh khủng phảng phất như vô cùng vô tận, không ngừng tăng lên. Khâu Mục Kiệt,
kéo dài bọn họ trong chốc lát, ta muốn để cho bọn họ biết kết cục vũ nhục thuật luyện sư. Trong lòng của Tiểu Kiêu cả kinh, nhất thời cảm giác được không tốt, hừ nhẹ một tiếng, nói. Bản tọa không rảnh cùng các ngươi chơi. Một tay của hắn bấm tay niệm thần chú, vô số ký hiệu bên người tuôn ra, cùng với hoán diệt, hai người thoáng cái đã trở nên mơ hồ. Còn muốn chạy, coi ta là không khí a, lưu lại. Khâu Mục Kiệt biến sắc, phẫn nộ quát, thiên đồng mở ra, phong tỏa không gian. Suy, một đạo kim quang ở lòng bàn tay của Tiểu Kiêu hiện lên, mạnh mẽ nắm chặt lại, nổ lớn bạo phát, vô số cường quang gai mắt hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Vèo vèo, bầu trời như mạng nhện bị cắt ra vô số vết rách, thiên đồng lực trong nháy mắt phá vỡ cường quang đâm một cái, hắc trạch chi vũ vô số mắt trong nháy mắt đau đớn, thoáng chút nhắm lại hơn phân nửa. Cái gì? Khâu Mục Kiệt cả kinh, một đạo kim linh khí chia cắt phong tỏa, hai người thoáng cái đã từ trong đồng lực trói buộc giải thoát đi ra. Thối, gặp lại sau chư vị, lần sau gặp mặt liền là ngày chết của các ngươi. Tiểu Kiêu cười lạnh một tiếng, và hoán diệt một bước nghìn dặm, thoáng qua ngay trăm trượng, liền tiêu thất ở phía xa. Đột nhiên không gian hơi hoảng động, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra, nói. Chút tài mọn, Lý Vân Tiêu rốt cục xuất thủ. Thoáng cái ngăn ở trước mặt hai người, lăng không một kiếm đã chém đến. Lý Vân Tiêu, buồn cười, ngay cả ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta. Thế đạo này thực sự là quá hoang đường a. Tiểu Kiêu ở ngắn ngủi kinh ngạc, sau đó đó là cực độ khinh thường, trong mắt bắn ra sát khí, một chưởng đã đánh ra. Phanh, kiếm ý kia cùng với thân thể Lý Vân Tiêu trong nháy mắt bị nổ nát, một đạo lôi quang ở trên khoảng không hiện lên, hóa ra chân thân của Lý Vân Tiêu. Đồng dạng là một trưởng bổ xuống dưới, cười lạnh nói. Ta lưu các ngươi khó khăn, nhưng nếu chỉ là kéo dài mấy hơi thở mà nói, tự vấn còn làm được. Làm được, ngươi đối với thực lực của chính mình đánh giá quá cao. Tiểu Kiêu cười lạnh nói. Cũng được, vừa lúc đem ngươi bắt giữ mang đi, như vậy chuyến này chí ít không uổng công. Hắn một chỉ hóa thành kim sắc, liền hướng phía trưởng phong của Lý Vân Tiêu điểm tới. Đột nhiên lòng bàn tay bay vụt ra ba đạo quang mang, xoay tròn liên tục, một tòa núi nhỏ đột nhiên hạ xuống. Thối chút tài mọn chính là ngươi giữ mình đi. Tiểu Kiêu tuy rằng cảm nhận được tam sắc sơn phong bất phàm, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao một chỉ của hắn đủ sức để khai sơn nứt đá, liền cười nhạo điểm đi tới. Phanh! Một cổ rung mạnh vang lên, liền nghe ba một tiếng, ngón tay vô kiên bất tồi thoáng cái bẻ cong. A à. Tiểu Kiêu kêu thảm một tiếng, hoảng sợ vội vàng thi triển thân pháp bí thuật, trong nháy mắt tiêu thất ở tại chỗ. Tam sắc đầu xuất thiên kia thoáng cái đập xuống khoảng không, nhưng toàn bộ không gian đều hơi bị kiềm hãm, nghiền nát ra. Sau một khắc, Tiểu Kiêu xuất hiện ở chỗ không xa, kinh hãi và chấn nộ nhìn chằm chằm ngón trỏ phải, hoàn toàn cong về phía sau thành góc vuông. Hoán Diệt cũng là kinh hãi không thôi, sắc mặt trầm xuống, Ô Huyền xuất thủ lần nữa. Hướng trên người của Lý Vân Tiêu chém tới. Lý Vân Tiêu cười, hắn sớm đã có đề phòng, cũng không định cùng với hai người này đấu, Ô Huyền còn chưa chém tới, liền tự hành nổ lên, hóa thành vô số lôi quang. Chân thân ở trong sấm sét chớp động, thoáng cái đem tam sắc đầu xuất thiên thu hồi, liền biến mất. Tiểu Kiêu mạnh mẽ đem ngón tay bẻ cong sửa thẳng lại, quát dẹp đường. Người này cũng không đơn giản, đi trước. Sắc mặt của hắn âm trầm lợi hại. Vốn cho là nhiệm vụ rất dễ dàng, nghĩ không ra từng bước bị té nhào. Đi trước, chậm rồi. Bạc Phú Kình lạnh giọng truyền đến, nói. Vân Thiếu, làm tốt lắm. Lý Vân Tiêu thoáng chút xuất hiện ở ngoài trăm trượng, cười khổ nói. Ta chỉ có thể làm được trình độ này, có thể lưu bọn hắn lại hay không liền phải nhìn xem Vũ Kình huynh rồi. Bạc Phú Kình gật một cái, nói. Bất luận lời nói nào vũ nhục thuật luyện sư. Bất luận kẻ nào dám can đảm xúc phạm tôn nghiêm của thuật luyện sư đều phải bỏ ra thảm thống đại giới. Tiểu Kiêu và Hoán Diệt kế hoạch vừa bại lộ, vốn là được Lý Vân Tiêu và Khâu Mục Kiệt tử địch, mà Bạc Vũ Kình cũng bị hai người này truy sát, đồng dạng là đối thủ một mất một còn. Ung Thiên vẫn chết thảm, nhất thời thành một cơ hội, để ba người này thoáng cái cùng chung mối thù đứng lên. Huống hồ hai người Bạc Vũ Kình và Lý Vân Tiêu quan hệ cũng phức tạp quỷ dị, cảm giác có điểm nói không rõ nói không rõ. Tiểu Kiêu và Hoán Diệt chốc lát sắc mặt đại biến, đột nhiên phát giác mình bị một cổ dị lực áp chế, dĩ nhiên vô pháp thoát đi.
Lúc này trên người của Bạc Vũ Kình lực lượng quỷ dị chớp động, tựa như tinh thần, trong thiên địa đột nhiên rơi vào một mảnh trạng thái kỳ quái, toàn bộ không gian đều giống như đang tan rã thành nước, đang chậm rãi lưu động. Tất cả mọi người trong lòng cả kinh, Lý Vân Tiêu càng mắt không chớp nhìn chằm chằm Nghê Thạch ánh sáng, tỉ mỉ quan sát loại dị lực này biến hóa. Tiểu Kiêu và Hoán Diệt hoảng hốt không ngớt, loại cảm giác này để cho bọn họ hết sức khó chịu và cực độ áp lực, một loại âm thầm sợ hãi xông lên đầu. Hai người nhìn nhau một cái, nhất thời tâm ý tương thông, muốn toàn lực xuất thủ đánh một trận. Trong lúc bất chợt, toàn bộ dị lực tiêu tán, cái loại cảm giác không ổn này cứ như vậy hư không tiêu thất liễu. A à, Bạc Phú Kình đột nhiên thân thể kịch liệt run rẩy, nơi trán Nghê Thạch biến mất, cả người sắc mặt cực độ tái nhợt, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh lã chã xuống. Chuyện gì xảy ra? Ngoại trừ Lý Vân Tiêu biết hắn đây là Nghê Thạch phản phệ, những người còn lại đều là giật mình không giải thích được. Nga, tựa hồ công pháp cắn trả đấy. Tiểu Kiêu bỗng nhiên cười, điên cuồng nói. Muốn lưu lại chúng ta, kiếp sau đi ta vẫn là câu nói kia, tất cả thuật luyện sư đều là ngu xuẩn thế nào, không phục. Không phục tới đánh ta nha, đánh ta nha. Hai tay hắn phóng ở bên tai làm cái mặt quỷ, còn thè lưỡi, thân ảnh liền bắt đầu mờ nhạt đi, ở trong châm biếm chậm rãi tiêu thất. Tất cả mọi người thì giận tím mặt, chỉ là không có một khang lửa giận, lại không thể tránh được. Bạc Phú Kình bị Nghê Thạch phản phệ, Khâu Mục Kiệt thiên đồng thuật không thể trói buộc đối phương, đã không còn người nào có thể lưu lại hai người bọn hắn. Chết tiệt! Khâu Mục Kiệt càng tức giận rít gào một tiếng, giơ lên phác đao tựu chém quá khứ, lại trích chém chết hư ảnh, Tiểu Kiêu nụ cười nhàn nhạt, tràn đầy châm chọc. Đột nhiên quang mang lóe lên, xé mở trời mây. Không gian đột nhiên nứt ra cái khe, một đạo quang luân nổi lên, như là nhật nguyệt đi khoảng không, tinh thần chém xuống. Cái gì? Tiểu Kiêu thân ảnh nhàn nhạt lộ ra vẻ mặt kinh hãi, quang luân dĩ nhiên chém toái hư không, trực tiếp đuổi theo bản thể của hắn đi. Sau đó liền thấy bầu trời hiện ra kim quang một điểm, đúng là ngón tay của hắn hướng trên quang luân điểm tới. Phanh! Quang luân truyền đến rung mạnh, nhưng bất quá ngay lập tức. Liền nghe được Tiểu Kiêu mạnh mẽ kêu thảm một tiếng. A à, tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ, khiếp sợ nhìn sang. Quang Luân đi qua, thân ảnh của Tiểu Kiêu và Hoán Diệt lần thứ hai nổi lên. Hơn nữa khiến kẻ khác khiếp sợ là lúc này toàn bộ cánh tay của Tiểu Kiêu cùng với thiên không như nhau, trực tiếp bị Quang Luân cắt thành hai nửa. Hai mắt của Khâu Mục Kiệt chợt co rút lại, hắn vừa rồi cùng với Tiểu Kiêu đã giao thủ. Tự nhiên minh bạch rót vào kim linh chi khí có cường đại dường nào. Trước bị tam sắc ngọn núi đập nổ còn có thể hiểu được, nhưng bây giờ lại bị quang luân chặt đứt, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, để trong lòng hắn chấn động mãnh liệt. Lý Vân Tiêu đồng dạng sắc mặt đại biến, trong quang luân một kiện huyền khí bay lộn đứng lên, hắn lập tức minh bạch là ai tới. Không tốt! Hắn mạnh mẽ kinh hô một tiếng, cả người tại chỗ hóa thành lôi điện, đúng là muốn bỏ chạy. Một giọng nói ở trời cao vang lên, lãnh đạm nói. Ngươi cũng lưu lại đi. Dị lực nổi lên, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy thân thể bị kiềm hãm, giống như là bị đâu xuất thiên ngăn chặn, càng khó có thể di động mảy may. Trong lòng hắn hoảng hốt, trong nháy mắt tâm niệm thay đổi thật nhanh, sắc mặt trở nên cực độ ngưng trọng. Bạc Phú Kình cũng là cả người đại chấn, con ngươi cơ hồ là bạo đi ra, khuôn mặt vẻ hoảng sợ. Nguyên bổn chính là Nghê Thạch phản phệ thân thể. Lúc này dưới sự kinh hãi, càng mồ hôi như mưa rơi xuống, hầu như co cụm thành một đoàn, run rẩy lợi hại. Khâu Mục Kiệt đồng dạng là kinh hãi, hắn mặc dù không biết người tới là người phương nào, nhưng là có thể một chiêu chặt đứt kim linh chi chỉ, câu nói đầu tiên đem Lý Vân Tiêu ngăn chặn, càng làm cho Bạc Vũ Kình sợ thành bộ dáng này, tuyệt đối là hạng người kinh thiên động địa. Hắn cũng một chút cảnh giác, chỉ cảm thấy trong thiên địa bầu không khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ áp lực. Phó Nghi Xuân và một đám hóa thần hải thuật luyện sư còn lại là vẻ mặt mờ mịt, bọn họ từ lâu bỏ qua bất kỳ chiến đấu nào, bởi vì thực sự kém quá lớn, đi tới cũng là trở thành pháo hôi, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, hy vọng người cuối cùng thắng được có thể buông tha chính mình. Ai, là ai? Tiểu Kiêu hoảng sợ nhìn bốn phía, giờ này khắc này hắn còn gương mặt khó có thể tin tưởng, nếu không trên ngón tay bị đứt truyền tới đau nhức chân thật như vậy, hắn nhất định sẽ nghĩ là ảo giác. Giữa thiên địa phong vân chợt nổi lên, cực quang lóng lánh, vạn điểm bạch mang lo lắng hiện lên, như mộng như vụ, như tiên cảnh phủ xuống. Một đạo thân ảnh vĩ ngạn chậm rãi lăng không mà đến.
chỉ thấy tay áo tung bay, tóc dài buộc lên, nhưng không thấy hình dáng. Người phía sau đám mây tiệm thu, trường ảnh ngang trời, sắc trời tựa như lưu ly. Sắc mặt của Hoán Diệt trầm xuống, biết phiền phức lớn, Ô Huyền Chi Nhận đột nhiên xuất thủ, nếu không phải năng đánh tan người này, hôm nay sợ lại yếu ăn nói tánh mạng. Xích Nhật. Hắn hung ác quát một tiếng, Ô Huyền nhất thời giải phong đi ra, ở trên khoảng không một trận xúc thế, mạnh mẽ chém kích đến. Người nọ cước bộ dừng lại, nâng tay phải lên lăng không một chảo, nhất thời một đạo quang mang lóe ra, hóa thành quang luân trở lại trong tay trái, cũng một kiện kỳ binh hình tròn có răng cưa, như là tấm chắn che ở trước người. Ngang trời xuất thế, mãng côn lôn. Tiếng ngâm thơ du dương từ trong miệng người tới chậm rãi đọc lên, tay phải hắn quang mang lóe lên, một thanh đại kiếm lăng liệt nổi lên, nhất thời kiếm quang sáng quắc, hướng phía Xích Nhật chi chiêu chém tới. Duyệt tẫn nhân gian xuân sắc. Ầm ầm. Toàn bộ Xích Nhật chi chiêu ở dưới một kiếm kia bị triệt để đánh tan, kiếm lực kinh khủng xuyên thấu đi, trực tiếp chém về phía hai người Hoán Diệt và Tiểu Kiêu. Không tốt. Sắc mặt của Tiểu Kiêu trắng bệch, mạnh cắn răng lóe lên, quả đấm bấm tay niệm thần chú, cùng với Hoán Diệt một đạo tiêu thất ở tại chỗ. Chuyên của tôi a còng nét. Sau một khắc, bọn họ trực tiếp xuất hiện ở trên bầu trời ngoài vạn thước, khí tức trên người trong nháy mắt kéo lên đến cực điểm điểm. Tiểu Kiêu tay trái nắm một mặt cổ gương đồng lục sắc, mạnh mẽ một chút giải phong ra, hóa thành cổ kiếm nắm trong tay, thân kiếm trong như gương quang sáng quắc, vạn đạo hư ảnh lăng không hiện lên. Hai tay của Hoán Diệt nâng Ô Huyền, giơ lên thật cao, từng vòng ánh sáng màu vàng ở quanh thân lượn vòng, hóa ra một thanh tuyệt thế lợi nhận chi ảnh. Hai người tâm niệm tương thông, biết dự kiến nguy cơ trước đây chưa từng gặp trôi qua, lập tức không giữ lại chút nào liên thủ, đều là tuyệt học cực mạnh cả đời. Ngọc Thanh kiếm quyết, câu Trần Thiên đao, vạn kiếm hư ảnh và khí phách chi nhận, trực tiếp chảm phá thiên địa, như bách xuyên vào biển, dâng trào mà đến. Người nọ bừng tỉnh không cảm giác, vẫn như cũ cất bước mà đi, thơ ngâm lang lành. Phi khởi ngọc long tam bách vạn. Đại kiếm vén lên, ngang trời chuyển động. Người nọ quả đấm bấm tay niệm thần chú, mấy đạo quyết ấn bổ va óp bên trong, trên thân kiếm hiện ra chân long dị tượng, một hóa ngàn vạn, lăng không chém tới. Giảo đắc chu thiên hàn triệt. Vạn long như quá giang, ở trời cao chạy trồm, khối gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Ầm ầm, Ngọc Thanh kiếm quyết và câu Trần Thiên đao trong nháy mắt cuốn vào vạn long dâng lên, càn khôn đảo ngược, toàn bộ bốn cực điên đảo. Tiểu Kiêu và Hoán Diệt thoáng cái đã bị thôn phệ bên trong, sinh tử không biết. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động hoảng sợ, kinh hãi quát dẹp đường. Bạc Phú Kình, đồng loạt ra tay bằng không ai cũng đi không xong rồi. Hắn lại không còn suy nghĩ quá nhiều, thoáng chút hóa ra ba đầu sáu tay pháp tướng kim thân. Sáu cái cánh tay đều cầm huyền khí, cả người khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm. Khâu Mục Kiệt hoảng sợ nhìn trên trời cao, cũng bị Lý Vân Tiêu đột nhiên biến hóa kinh ngạc một chút. Bạc Phú Kình tựa hồ thanh tỉnh lại, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi cực lớn, nhưng vẫn là hét lớn một tiếng cho mình bơm hơi, mạnh mẽ vũ động trường kiếm, bi minh kiếm vũ phong một chút thi triển ra, hóa thành vô biên kiếm hải. Nam tử kia khẽ di một tiếng. Trong giọng nói mang theo vô tận khinh miệt, cất cao giọng nói. Ngày mùa hè tiêu rong, giang hà hơn người. Hắn mở ra năm ngón tay, giơ lên thật cao, trong tay một mảnh thanh sắc đám mây chậm rãi mọc lên, trên không trung hóa thành nhất phương như ý, lượn vòng ra. Cổ sức mạnh to lớn kích động xuống, như là có thiên quân vạn mã ở bên trong dâng lên. Người hoặc phi cá miết. Ngọc như ý đột nhiên hạ xuống, phía trên đồ án từng cái hiển lộ ra. Núi non trùng điệp xanh biếc, thượng gia cửu trùng, phi các lưu đan, nhìn xuống vô địa. Có võ giả đả tọa đài sen, có đồng tử đảo dược sơn, thương sơn phụ tuyết, minh trúc thiên nam. Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình ở dưới ngọc như ý dị tượng kia áp chế, chỉ cảm thấy nguyên lực trong cơ thể vận chuyển rất khó, có loại cảm giác tai vạ đến nơi. Khâu Mục Kiệt, nhanh lên xuất thủ. Bạc Vũ Kình hét lớn. Hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khâu Mục Kiệt cả người run lên, ở dưới thiên địa chi uy kia, hắn từ lâu đã cả kinh trợn mắt há hốc mồm, mặc dù không biết người tới người phương nào, nhưng cổ uy thế và khí phách này, sợ là sẽ không dễ dàng thả cho chính mình rời khỏi. Trong lòng cũng đưa ngang một cái, giống to, phác đao lượn vòng, một cái hư ảnh cự tượng bỗng nhiên vọt lên. Ba người hợp lực với nhau,
cái loại ngọc như ý tựa hồ có dấu hiệu bị áp chế, nhưng... đây chỉ là bọn họ tốt đẹp chính là ảo giác. Thiên thu công tội, ai tằng giữ bình luận. Một đạo tiếng thơ lại vang lên, như ngọc hạ xuống, sức mạnh to lớn hạo hán, ba người hợp lực một kích trong nháy mắt đổ nát. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa rơi vào một mảnh hỗn loạn, toàn bộ thanh âm đều tiêu vong, chỉ còn một mảnh bạch sắc mờ mịt, phảng phất thiên địa chưa mở ra. Lý Vân Tiêu toàn thân rung mạnh, một ngụm máu tươi tại chỗ phun tới, toàn thân một mảnh đau đớn. Pháp tướng kim thân trong nháy mắt bị đánh quay về nguyên hình, thân thể trực tiếp đánh bay mấy trăm trượng xa, mới dừng lại thân hình. Trong tròng mắt của hắn lộ vẻ kinh ngạc, lúc này không chỉ có gân mạch nghiền nát, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bị cự lực cắt đứt, ngụm lớn tụ huyết phun ra. Đạo thân ảnh nghiêm nghị kia cuối cùng từ đám mây hạ xuống, lang lảnh sắc trời chiếu lên hắn xinh đẹp quan ngọc, đôi mắt sáng như nguyệt vậy, khiến người có một loại ý vị ôn nhã và động nhân. Nửa khúc Côn Lôn kết thúc, thiên địa khắp nơi, một mảnh mang mang, vạn vật hưu quạnh. Khắp thế giới mất đi khí, ngoại trừ từng trận gió lạnh thổi qua, không còn bất kỳ thanh âm gì khác. Phốc, Bạc Phú Kình cũng rốt cục nhìn không được kịch liệt ho khan, từng ngụm máu tươi phun ra, nhan sắc quỷ dị, trong đỏ mang theo âm trầm nâu. Phanh, đại địa đột nhiên đánh rách tả tơi, lưỡng đạo thân ảnh bò đi ra, chính là Tiểu Kiêu và Hoán Diệt, hai người toàn thân là máu, chật vật dị thường. Tiểu Kiêu càng sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, cánh tay gãy tựa hồ dừng lại chảy máu, thế nhưng toàn thân thương thế quá nặng, sứt sẹo đầy người. Hoán Diệt cũng không tốt gì, toàn thân hầu như thành nỏ mạnh hết đà, cánh tay nắm ô huyền chi nhận còn đang không ngừng run lên, xanh mặt không lên tiếng. Trong mọi người, hơi chút tốt hơn đó là Khâu Mục Kiệt, chiến hạm ngư ra trận pháp bay lột, đại lượng linh khí xông tới, bù đắp cho hắn tổn hao. Linh khí dễ bổ sung. Thế nhưng thương thế rất khó trong thời gian ngắn khôi phục, hắn cũng là vẻ mặt kinh khủng, cảnh giác nhìn chằm chằm người nọ. Thật đơn giản trong vòng mấy chiêu, liền đánh bại hết bốn đại đỉnh phong cường giả liên thủ, còn có một tên Lý Vân Tiêu không thua gì với bọn họ, người này chẳng lẽ là siêu phàm nhập thánh sao? Người nọ vươn tay ra, lăng không một chảo, dầm một chút, Tiểu Kiêu và Hoán Diệt hai người nhất thời bị thu hút không trung, toàn thân vô pháp nhúc nhích. Mới vừa rồi là ai nói muốn người khác đánh hắn tới? Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhất thời để Tiểu Kiêu và Hoán Diệt cả người run lên. Tiểu Kiêu lúc này hận không thể nhổ đầu lưỡi của mình, chật vật nói rằng. Đại nhân, chúng ta là võ giả dưới trướng thánh vực Phi Thanh đại nhân, mong rằng đại nhân. Phi Thanh, người nọ trực tiếp cắt đứt, nhíu mày lại suy ngẫm nói. Ta hiểu được, người nói là nhi tử của Vi Vô Nhai đi. Chậc chậc, coi như là Vi Vô Nhai tới, ở trước mặt của hắn, ta cũng muốn một bạt tai đánh các ngươi. Hắn bàn tay to mở ra, mạnh mẽ vỗ xuống đến. Ba, hai người đồng thời bị cự lực vỗ trúng gương mặt, cái miệng không ngờ gãy răng phun ra máu tươi, toàn bộ càng dưới trực tiếp chật khớp, đầu hầu như gãy nghẹo sang một bên. Trò hề, mất mặt. Nam tử phỉ nhổ một ngụm, một trường liền đánh tới, phanh một tiếng. Hai người trực tiếp ở dưới trường lực gân cốt nát hết, toàn bộ thân thể bị phách thành rỉ ra. Mấy người còn lại đều là hút một ngụm lãnh khí, tất cả đều hoảng sợ. Tuy rằng hận không thể lột ra hai người này, nhưng đối phương coi như là tuyệt đại cường giả, vũ lực ngập trời, dĩ nhiên dễ dàng như vậy đã bị diệt. Chuyện này cùng với trước đó đánh chết Ung Thiên Vận hầu như không chút khác biệt, chuyển vần, báo ứng khó chịu. Ánh mắt của nam tử từ trên người mọi người nhất điểm qua. Khi nhìn tới mỗi người, đối phương đều là trong lòng một mảnh băng lãnh, phảng phất như trong nháy mắt bị xem thấu nội tâm. Lý Vân Tiêu còn lại là cười khổ một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ, biết phiền phức lớn. Trên mặt Bạc Vũ Kình một mảnh tái nhợt, cả người run rẩy lợi hại, dưới chân dĩ nhiên lui về phía sau đến. Nam tử híp mắt nhìn hắn chằm chằm, sau một lúc mới cười nhạt một tiếng, nói. Đồ nhi đáng thương của ta a, nghề thạch chơi thật khá sao? Bạc Phú Kình rung giọng nói. Sư phụ. Hắn cúi lưng thành một đoàn, hầu như muốn đương chàng quỳ xuống. Cái gì? Ngoại trừ Lý Vân Tiêu ra, mấy người còn lại tất cả đều là thở một hơi lãnh khí, đặc biệt La Thiên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lấy làm kinh ngạc, thân thể vừa ổn định độc thương, lần thứ hai run rẩy. Khâu Mục Kiệt đồng dạng trong đầu trống rỗng, có chút vô pháp suy tư, kinh ngạc nói. Sư phụ của Bạc Vũ Kình. Ha ha,
ngươi còn nhận được ta nha, còn coi ta là sư phụ của ngươi sao? Kỳ Thắng Phong vẻ mặt cười nhạt, nhàn nhạt nói rằng. Phù phù, Bạc Phú Kình cũng không chịu được nữa, phòng tuyến tâm lý trong nháy mắt tan vỡ, mạnh mẽ hai đầu gối quỳ xuống, liều mạng dập đầu đứng lên, than thở khóc lóc, khóc lớn nói. Sư phụ ta sai rồi, đệ tử sai rồi. Ừng ực, mấy người còn lại mạnh nuốt nước miếng, rốt cuộc hiểu rõ người trước mắt là ai, hơn nữa đã không còn hoài nghi. Kỳ Thắng Phong nhếch lên mí mắt lạnh như băng, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói. Tên đồ đệ ngu xuẩn, không chỉ có bị lỗ thông tử lợi dụng tới khi sư diệt tổ, càng thành vật thí nghiệm của người khác. Hắc hắc, Kỳ Thắng Phong ta cũng không có đệ tử giống như con lợn như thế. Nhìn xem trước khi tới hai gã cặn bã thánh vực nói không sai, thuật luyện sư thật đúng là không ít ngu xuẩn đấy. Bạc Phú Kình phủ phục trên mặt đất không ngừng dập đầu, không dám nói nửa câu, hơn nữa nghe thạch phản phệ còn chưa triệt để áp chế xuống, vẻ mặt vẻ thống khổ. Kỳ Thắng Phong không để ý tới hắn, mà là đưa mắt nhìn phía Lý Vân Tiêu, cười nhạt nói. Lý Vân Tiêu, hồi lâu không gặp, tiến bộ của ngươi cực nhanh, rất kẻ khác bất an đấy. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Kỳ Thắng Phong đại nhân khen chật rồi, hẳn là chúc mừng đại nhân, triệt để dung hợp bộ thân thể này, trực tiếp thành tựu lưỡng cực thân thể thành thánh. Mấy người còn lại cả người đại chấn, lộ ra vẻ hoảng sợ không ngớt, khuôn mặt khó có thể tin tưởng. Tuy rằng lời này nghe được nửa hiểu nửa không, nhưng thân thể thành thánh, đối với bọn hắn đám đỉnh phong cường giả mà nói, tự nhiên minh bạch là ý nghĩa gì. Đặc biệt Khâu Mục Kiệt, thân thể to lớn đều có chút run rẩy đứng lên, hắn suốt đời sở cầu đó là thân thể thành thánh, chính mình nghiên cứu cả đời, cuối cùng biến thành hiện tại bộ dáng này đều không thể được, vẫn sống sờ sờ nhìn người khác thành tựu. Kỳ Thắng Phong mày kiếm dương lên, từ chối cho ý kiến, ngược lại cười nói. Lúc đầu đánh một trận, bản tọa thật đáng tiếc không có thể giết ngươi, hiện tại rốt cục có thể như thường mong muốn rồi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, cười khổ nói. Kỳ Thắng Phong đại nhân hôm nay công thể đại thành, đứng ở đỉnh của đại lục, chẳng lẽ còn cùng với tiểu lâu la như ta vậy tính toán sao? Còn nữa, ta và đại nhân coi như là hữu duyên, vô luận là đại nhân từ bên trong phấn sắc tinh trần thoát khốn ra, hay là đạt được tấm thân thể này, tại hạ đều xuất lực không nhỏ. Kỳ Thắng Phong nhướng mày, nói. Ngươi nói đều là sự thực, nhưng những thứ này cũng không phải lý do cho ngươi tiếp tục giữ mạng sống. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, tựa hồ nghe ra chút gì, đối phương cũng không giống như có ý nghĩ giết hắn, vẫn là còn có một đường sinh cơ cũng nói không chừng. Về phần chạy trốn, hắn là triệt để chặt đứt cái ý niệm này. Coi như là từ trong giới thần bi cường giả ra hết, cũng tuyệt không có một tia khả năng. Hắn thử dò xét nói. Cái gì mới là lý do để tại hạ tiếp tục mạng sống đây? Kỳ Thắng Phong nói. Giản đơn, giao ra ba món đồ vật, ma nguyên tỏa, băng sát tâm diễm, hồn luyện thần quyết, sau đó phát thệ thuần phục ta. Hắn thấy Lý Vân Tiêu trầm mặc không nói, cười lạnh nói. Thế nào, lẽ nào mấy thứ này so với mạng của ngươi còn trọng yếu hơn? Lý Vân Tiêu nói. Ma nguyên tỏa có thể trả lại cho ngươi. Băng sát tâm diễm ta tự mình cũng không cách nào khống chế, có thể cho nói nhất định cho. Về phần hồn luyện thần quyết, tự ta còn chưa toàn bộ nắm giữ, thân là đứng đầu thuật luyện sư ngươi cũng có thể minh bạch, tự ta chưa từng nắm giữ, làm sao truyền thừa đi ra. Thuần phục sao, chúng ta có thể khoái trá hợp tác, hà tất miễn cưỡng đối phương đây. Làm không được mấy điểm này, vậy không có cách nào khác giữa mạng sống. Kỳ Thắng Phong đạm nhiên nói rằng, trên mặt một mảnh hàn ý, trong con ngươi càng xẹt qua sát khí. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Đại nhân nếu thật giết ta, hồn luyện thần quyết đã có thể vĩnh viễn thất truyền. Kỳ Thắng Phong đột nhiên cười, nói. Thế nào, ngươi rất sợ chết. Lý Vân Tiêu tay phải nắm quyền, đặt ở bên mép ho khan hai tiếng, nói. Mặc dù cũng không phải sợ chết như vậy, nhưng có thể không chết đương nhiên sẽ không muốn chết rồi, còn vài chuyện khiến ta tỉ mỉ lo lắng. Kỳ Thắng Phong gật đầu nói. Ngươi không có bất kỳ lựa chọn nào khác, nhưng ta có thể cho ngươi thời gian. Ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch ở trong tay ta là không bay ra khỏi đa dạng. Lý Vân Tiêu lặng lẽ không nói, hắn so với bất luận kẻ nào ở đây cũng hiểu rõ ràng thực lực của siêu phàm nhập thánh, đích thật là không có một tia khả năng chạy thoát. Kỳ Thắng Phong thấy Lý Vân Tiêu trầm mặc, chỉ là chào phúng cười một tiếng,
đưa mắt nhìn về phía Khâu Mục Kiệt. Khâu Mục Kiệt cả người run lên, nhất thời cảnh giác vạn phần, không khỏi hướng thân lui về sau mấy bước. Người trước mắt này đó là tồn tại trong truyền thuyết A, sư phụ của đương kim đứng đầu thiên hạ thuật đạo. Kỳ Thắng Phong nhìn hắn một cái, gật đầu nói. Không sai, mặc dù có chút đáng ghét, nhưng coi như là tìm được đường tắt, kiếm đi nét bút nghiêng đến rồi cực đoan, lại vẫn có thể khống chế. Đem tâm đắc của ngươi toàn bộ ghi lại đi ra, sau đó thuần phục ta, liền có thể giữ mạng sống. Khâu Mục Kiệt khuôn mặt trầm xuống, lộ ra vẻ hung ác, cả giận nói. Đây là ta khổ cực cả đời nghiên cứu ra được thành quả, dựa vào cái gì cho ngươi? Kỳ Thắng Phong nói. Tâm tình của ngươi ta rất có thể minh bạch, nhưng ngươi cũng phải hiểu, bản tọa đồng dạng là thuật luyện sư, có thể để mắt nghiên cứu của ngươi, đủ để chứng minh của ngươi nghiên cứu rất có giá trị. Còn nữa, ngươi cũng không có lựa chọn khác. Khâu Mục Kiệt cả giận nói. Không cần chứng minh ta nếu không muốn cho, ai cũng đoạt không được. Kỳ Thắng Phong nở nụ cười, nói. Ta đích xác không nắm chặt đối với các ngươi đám đứng đầu thuật luyện sư siêu hồn, đối với Lý Vân Tiêu cũng như vậy, ta chỉ có thực lực lấy tánh mạng của các ngươi, lấy điều đó tới áp chế các ngươi. Ngươi nếu không phải sợ chết. Hắn lạnh giọng nói. Vậy hôm nay tựu thực sự đã được chết. Đừng vội coi khinh ta. Khâu Mục Kiệt giận dữ, mạnh mở hai cánh, dưới một bước đã muốn rời khỏi. Trò hề. Kỳ Thắng Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi không nói gì, lắc đầu nói. Ta hiện tại có điểm tin tưởng hai tên cặn bã kia nói, thuật luyện sư có đôi khi đầu óc đích xác không dễ xài. Thân thể hắn lóe lên, phanh tiêu thất ở tại chỗ. Thân thể của Khâu Mục Kiệt chấn động, chỗ có không gian chi lực tiêu tán hết. Lần thứ hai quay về chỗ cũ. Hai tay Kỳ Thắng Phong chắp sau lưng, lạnh lùng đứng ở trên chiến hạm ngư, quan sát bốn phía đứng lên, giống như là xem lướt qua tham quan. Chết tiệt! Khâu Mục Kiệt kinh sợ không ngớt, đuôi dài quẫy một cái, mạnh mẽ điểm xuống tới. Thiên mạch độc mang! Hồng quang lóe lên, trong nháy mắt điểm xuống. Kỳ Thắng Phong lúc này mới giơ lên mi mắt, mở bàn tay to đã bắt đi tới. Phanh! Ngũ chỉ trong lúc đó ngưng ra lực lượng quỷ dị, thoáng chút đem độc vĩ kia chế trụ lại, vô pháp chạm đến da thịt. Hừm, ngũ hoa hạt đuôi, coi như là vật hiếm có được rồi. Kỳ Thắng Phong ngũ chỉ nắm chặt, nhất thời phanh một tiếng, đuôi hạt lập tức bóp nát bấy. Ngươi! Khâu Mục Kiệt giận dữ, vung lên phát đao sẽ chém xuống. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong phát lạnh, lạnh lùng nói. Bản tọa không có thời gian cùng với ngươi nhiều lời. Kẻ thuận ta thì sống, nghịch ta tất vong, thiên cổ không đổi đạo lý. Chanh! Trong tay hắn quang mang lóe lên, tùy tiện minh luân trong nháy mắt bay ra. Phanh một tiếng, phác đao trong nháy mắt bị chém rách. Cái gì? Khâu Mục Kiệt hoảng hốt, còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, quang luân quay lại, suy một chút chém mất một cánh tay của hắn. A! À, hắn thống khổ quát to một tiếng, vẻ mặt đều là mồ hôi lạnh nhễ nhại xuống. Ở dưới minh luân hàn mang kia, hồi lâu chưa từng có khí tức tử vong lần thứ hai xông lên đầu. Quy thuận, hoặc giả chết. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói rằng. Trong hầu của Khâu Mục Kiệt chật vật phát ra tiếng nói. Ta cũng muốn một chút thời gian suy nghĩ. Kỳ Thắng Phong hắc cười một tiếng, nói. Được, cho các ngươi đãi ngộ. Hắn một chút lăng không bay lên, quả đấm bấm tay niệm thần chú, mạnh mẽ vỗ ra. Quyết ấn trên không trung lóe lên. Lập tức bay tán loạn làm hai hướng, nhắm phía Khâu Mục Kiệt và Lý Vân Tiêu kích bắn đi. Hai người con ngươi chợt co rút lại, ấn quyết chi lực cũng không cường, hoàn toàn có thể cản lại. Nhưng hai người đều hiểu đây là cấm chế, nếu là xuất thủ chống đỡ nói, sợ là sẽ phải có thủ đoạn càng lợi hại hạ xuống trên người mình, vì vậy đều là vẻ mặt khổ sáp, mắt mở trừng trừng nhìn dấu vết đánh vào trong cơ thể. Bang bang! Hai người đều là cả người run lên. Cảm thấy một cổ lực lượng cực kỳ bá đạo trong nháy mắt chui vào thân thể, lóe lên đã tiêu thất. Sau đó trên đan điền hiện ra một đoàn bạch quang, như là phù vân, không có bất kỳ khí tức gì, lại lẳng lặng treo ở trên không động. Hai người đều là đứng đầu thuật luyện sư, một chút đã có thể cảm nhận được loại cấm chế này không giống tầm thường, đều là khuôn mặt vặn vẹo thành khổ qua. Kỳ Thắng Phong lúc này mới không để ý tới hai người, mà là ánh mắt chuyển hướng La Thiên, nói. Người đó là lần này đầu lĩnh hóa thần hải phái tới Hồng Nguyệt Thành. La Thiên nội tâm cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang,
mạnh mẽ đứng lên, cúi đầu xuống đáp. La Thiên gặp qua Kỳ Thắng Phong đại nhân. Trước mắt tên này tuấn lãng nam tử, khi hắn vừa bước vào thuật đạo, cũng đã là tồn tại trong truyền thuyết. Mà lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được Kỳ Thắng Phong thân thể dị thường cường hãn mà tuổi còn trẻ, cũng không phải cái loại sửa lại cốt linh và bên ngoài. Lẽ nào Kỳ Thắng Phong đại nhân đã bước vào thuật thần cảnh? Trong lòng La Thiên bỗng nhiên run lên, thái độ càng thêm khiêm cung đứng lên. Kỳ Thắng Phong nói, không sai, thành tựu của ngươi không sai, có thể nguyện quy thuận ta. La Thiên khổ sở nói, đại nhân thế nào nói ra lời này? Lẽ nào đại nhân, Kỳ Thắng Phong ngắt lời nói. Chớ giả bộ ta trước đó đã phái người đi tìm ngươi, hiện tại thế cục hóa thần hải ngươi hẳn là rất rõ ràng. Bản tọa và nghịch đồ lỗ thông tử là thế bất lưỡng lập, quy thuận hoặc giả sẽ chết, ngươi chọn đi. Hắn vẻ mặt nghiêm nghị, cả người có loại khí thế không nói ra được, khiến người ta khó có thể chống lại. Trên mặt La Thiên tràn đầy khổ sáp, hiện lên kiên quyết, nói. Đã như vậy. La Thiên chọn cái chết. Kỳ Thắng Phong hai hàng lông mày nhăn lại, nói. Là cái gì cho ngươi cố chấp ngay cả mạng cũng không cần. La Thiên nghiêm nghị nói. La Thiên nhận được ân của lỗ thông tử đại nhân, mới có thành tựu ngày hôm nay, không thể vì đại nhân bài yêu tả hữu, đã cảm kích và xấu hổ cứu, há có thể phản bội. Ha ha, ngươi đúng là có tình có nghĩa. Đáng tiếc lỗ thông tử khi sư diệt tổ, hạng người không có đạo nghĩa như vậy. Đáng giá người bán mạng sao? Kỳ Thắng Phong dáng tươi cười ngưng kết, hướng không chung một chảo, liền ngưng tụ thành một đoàn quang mang, lạnh lùng nói. Người cùng hai người bọn họ như nhau, suy nghĩ thật kỹ xuống đi. Tia sáng kia đánh, tựa hồ và trước trên người hai người hạ cấm chế bất đồng, một chút đánh vào La Thiên trong cơ thể, ở trước người hóa ra một ký hiệu cổ quái, ẩn chưa tiến vào. La Thiên thân thể yếu đuối đâu chịu được dày vò như vậy. Một búng máu phun tới, nhưng sắc mặt lại trở nên chuyển biến tốt đẹp đứng lên, tựa hồ sinh cơ đang không ngừng khôi phục. Quyết ấn này. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói. Lão phu nắm trong tay tuyệt thế thuật rất nhiều, lúc trước lỗ thông tử vội vội vàng vàng đối với ta hạ thủ, rất nhiều thứ cũng không có truyền thừa xuống tới, nếu không phải bản tọa mạng lớn, sợ là đều phải thất truyền. Hắn không chỉ có là khi sư diệt tổ. Càng khối u ác tính của giới thuật đạo. La Thiên hơi biến sắc mặt, lạnh lùng nói. Mặc đại nhân nói ba hoa trích chòe, cũng vô pháp thay đổi chủ ý của ta. Kỳ Thắng Phong cười nói. Vừa rồi cho ngươi hạ tốn linh ấn chú, bên trong có sinh tử nhị khí, có thể sống có thể chết. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng ta cũng cho ngươi cầu sinh không được, muốn chết không xong, bùa quyết này chính là thủ đoạn tiêu mòn ý chí tốt nhất. Căn cứ bản tọa biết. Người có thể chống đỡ qua được, lác đác không có mấy. La Thiên âm mặt lạnh lùng, tràn đầy phẫn nộ. Kỳ Thắng Phong tựa hồ đối với hắn quyết ấn thập phần một cách tự tin, từ trước người La Thiên bỏ đi, ánh mắt chuyển hướng mấy tên khác thuật luyện sư, nói. Các ngươi tu vi cũng không tự, lựa chọn đi. Mấy người kia đều là cực độ làm khó, hai bên nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Kỳ Thắng Phong sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói. Tu vi cũng chỉ là không tệ mà thôi, cũng không phải là không thể thiếu. Nếu là nghĩ khổ sở nói, bản tọa liền trực tiếp tiễn các ngươi lên Tây Thiên, ai bảo bản tọa tâm từ nhân thiện, không thích làm khó người khác đâu. Mấy người kia cả kinh, rốt cục có người ở dưới khí thế của Kỳ Thắng Phong chống đỡ không được, đứng ra tới cúi đầu rốt cuộc, nói. Bọn ta nguyện ý quy thuận đại nhân vốn là hóa thần hải chi chủ, thiên hạ thuật đạo chính thống. Hô một tiếng bọn ta tương ứng, đương nhiên. Bọn ta nguyện ý quy thuận đại nhân, quy thuận thuật đạo chính thống. Mấy người còn lại cũng không còn lo lắng, đều quy thuận đứng lên, tất cả đều là khom lưng cúi đầu. Ha ha, các ngươi rất thức thời. Thân là thuật luyện sư không chỉ có cần khổ tâm chuyên nghiên thuật đạo, rất nhiều lúc đầu óc cũng cần thông suốt, miễn cho biến thành ngu xuẩn, không chỉ có bị người nhạo báng, dễ dàng hơn khiến chính mình rơi vào tuyệt cảnh. Kỳ Thắng Phong hữu mô hữu dạng giáo huấn một phen đứng lên. Đúng, cần tuân đại nhân giáo huấn. Tất cả mọi người cùng kêu lên đáp, khom lưng xuống, không dám ngẩng đầu. Kỳ Thắng Phong lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, đưa mắt nhìn phía Phó Nghi Xuân, nói. Còn ngươi? Phó Nghi Xuân trong lòng căng thẳng, liền vội vàng tiến lên bái xuống, nói. Tại hạ Phó Nghi Xuân, gặp qua Kỳ Thắng Phong đại nhân.
Kỳ Thắng Phong nói. Thực lực của ngươi cũng còn được thông qua, có nguyện quy thuận ta. Ta. Phó Nghi Xuân sửng sốt, vội hỏi. Tại hạ Hồng Nguyệt Thành trưởng lão, cũng không phải là người của Hóa Thần Hải. Nga, ý của ngươi là nói ngươi không có tác dụng gì đúng không? Kỳ Thắng Phong đạm nhiên nói rằng, trong mắt sát khí chậm rãi ngưng tụ. Phó Nghi Xuân cực kỳ cảm thấy áp lực, trên trán tuôn ra mồ hôi lạnh, cuống quýt bái xuống nói. Tại hạ nguyện ý quy thuận đại nhân. Nghĩ thầm người trước mắt này, ngay cả thánh vực hai vị cửu tinh đỉnh phong cường giả đều nói giết đã giết, mắt cũng không nháy một chút, mình ở trong mắt hắn sợ rằng ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, không sớm quy thuận mà nói, sợ rằng cơ hội sẽ không có. Hừm, coi như ngươi thức thời. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói. Ta đang muốn cần lực lượng của Hồng Nguyệt Thành, ngươi sẽ làm nội ứng đi. Hắn tiện tay một chưởng đánh tới. Phó Nghi Xuân tại chỗ ngã văng ra ngoài, phun ra một búng máu tươi, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, run rẩy lợi hại. Nhưng hắn vội vàng đứng lên, bước đi tiến lên chắp tay nói. Dạ, tất cả nghe theo đại nhân phân phó. Tuy rằng bị ép quy thuận, nhưng Phó Nghi Xuân nội tâm lại dâng lên một loại cảm giác khác thường, trái lại cảm thấy rất dễ dàng, có một chút vui sướng nhàn nhạt. Từ Hồng Nguyệt Thành bị Đường Khánh nhập chủ tới nay, bọn họ những lão nhân này sẽ không chịu đãi kiến. Ngày xưa tôn quý không còn, tài nguyên cũng bị kẹp thật chặt, trong lòng vẫn dị thường áp lực. Lúc này quy thuận Kỳ Thắng Phong, nói như thế nào cũng so với quy thuận Đường Khánh Phong cảnh hơn gấp trăm lần, tựa hồ rất lâu tới nay áp lực hễ quét là sạch rồi. Kỳ Thắng Phong nói, La Thiên, hiện nay Hóa Thần Hải và Hồng Nguyệt Thành quan hệ thế nào? Lỗ Thông Tử đối với Hồng Nguyệt Thành thái độ là như thế nào? Sắc mặt của La Thiên bất tiện, chỉ là chậm rãi đem hai mắt nhắm lại. Hờ hững. Hừm, quật cường chỉ là lãng phí thời gian, nhưng là không có biện pháp. Kỳ Thắng Phong một chưởng đánh tới, ba một tiếng đánh vào trong ngực của La Thiên, trước đó ấn quyết biến mất không gặp đột nhiên hóa ra. A, La Thiên đột nhiên khuôn mặt vặn vẹo, thân thể mạnh mẽ co quắp, thống khổ giống lớn lên. Kỳ Thắng Phong lạnh nhạt nói. Hiện tại chỉ là thân thể đau, đợi lát nữa sẽ từ từ rót vào tinh thần của ngươi. Ăn mòn linh hồn của ngươi, cho ngươi cảm thụ vô tận ý thức nổi khổ. Trong một sát na, đó là trăm năm đau. La Thiên toàn thân mồ hôi lạnh nhễ nhại, co quắp trên mặt đất run rẩy, tựa hồ đã nghe không rõ nữa. Mấy người còn lại tất cả đều là sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ tới. Ngay cả Lý Vân Tiêu và Khâu Mục Kiệt cũng là trong mắt lộ ra hàn ý, hơn nữa hai người không tự chủ được cho nhau liếc trộm một cái, tựa hồ có ý thương lượng. Chỉ bất quá ở trước mặt Kỳ Thắng Phong, không dám làm quá mức rõ ràng, hơi liếc mắt một cái liền lập tức hồi phục bình tĩnh. Khâu Mục Kiệt cũng từ trạng thái kinh khủng nửa cá thú khôi phục lại, cái tay cụt kia một tia bạch sắc thuốc cao, cứ như vậy nhận đi tới, lại vẫn có thể sống động như thường. Chiến hạm ngư thoáng cái hóa thành cỡ cá chép phổ thông, vẫn còn có chút đáng yêu mê người, ở bên cạnh Khâu Mục Kiệt bơi qua bơi lại. Tất cả mọi người đều là thuật luyện sư, cũng liền thấy nhưng không thể trách. Bạc Phú Kình còn phủ phục trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, nhưng lực lượng nghê thạch phản vệ đã tựa hồ yếu dần, run rẩy không có lợi hại như lúc trước. Kỳ Thắng Phong nói, Phó Nghi Xuân, ngươi tới chỉ nói vậy thôi. Hiện nay chuyện giữa Hóa Thần Hải và Hồng Nguyệt Thành, ngươi biết bao nhiêu cứ nói bấy nhiêu. Dạ, Phó Nghi Xuân đáp ứng nói, ở trong lòng buồn bực thoáng cái quét sạch, cả người cũng tinh thần, quy thuận Kỳ Thắng Phong tựa hồ biến thành một chuyện thập phần quang vinh mà chính xác. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là bên trong thành gia quyến, đã bắt đầu mưu hoa làm sao đưa toàn bộ bỏ chạy. Phó Nghi Xuân nói liên tục, đưa việc hắn biết toàn bộ kể ra. Hắn tuy không phải dòng chính của Đường Khánh, nhưng là nhân vật dẫn đầu Hồng Nguyệt Thành thế lực cũ, các loại vận tác đều là qua tay hắn mà làm, vì vậy biết được cực kỳ tường tận. Kỳ Thắng Phong sau khi nghe xong, sắc mặt rét lạnh xuống tới, cười lạnh nói. Đường Khánh cũng thật là hào phóng a. Dĩ nhiên đem Hồng Nguyệt Thành vô số năm tích lũy tài nguyên, chắp tay nhường ra phân nửa cho Hóa Thần Hải, thủ bút lớn như vậy, thậm chí có điểm tang tâm bệnh cuồng đi. Phó Nghi Xuân cũng là vẻ mặt bi phẫn, đau nhức tố cáo nói. Đường Khánh hắn để ngồi vững vàng vị trí, không từ thủ đoạn nào, đừng nói nhường lại phân nửa, sợ là toàn bộ cắt nhường hắn cũng làm được Hồng Nguyệt Thành trải qua mấy đời tích lũy, phú khả địch quốc, ngắn ngủi mấy năm, không chỉ mất đi tài lực và nội tình. Càng là cao thủ hao tổn vô số, từ lâu đã không còn vinh quang năm xưa nữa. Kỳ
Kỳ Thắng Phong nhíu mày tới, lo lắng nói. Như vậy nha, vậy thì thật là có điểm phiền toái. Phó Nghi Xuân sửng sốt một chút, nói. Đại nhân nói, là phiền toái gì? Kỳ Thắng Phong hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ không nói, hắn đột nhiên hỏi nói. Lý Vân Tiêu, người nghĩ ta nên làm thế nào cho phải? Lý Vân Tiêu sửng sốt, Kỳ Thắng Phong lại sẽ cố vấn chính mình, trầm tư một chút, liền đạm nhiên cười nói. Đại nhân nói phiền phức bất quá có hai. Nga! Trong mắt Kỳ Thắng Phong hàn quang lóe lên, nói. Nói nghe một chút. Lý Vân Tiêu nói. Thứ nhất đó là quan hệ giữa Hồng Nguyệt Thành cùng với Hóa Thần Hải không cạn, đã đến trình độ vô pháp dung chuyển. Có lẽ nói Hồng Nguyệt Thành cùng với Lỗ Thông Tử Hóa Thần Hải quan hệ vô pháp lay động. Thử nghĩ Đường Khánh dùng Hồng Nguyệt Thành phân nửa cất giấu đổi lấy kết minh, nếu là đơn giản buông tha, tặng ra thiên lượng tài nguyên chẳng lẽ không phải múc nước. Loại sự tình này coi như là ta ngươi cũng sẽ không làm, huống hồ là người làm ăn lập nghiệp Đường Khánh. Trong lòng Phó Nghi Xuân cả kinh, liền trầm ngâm, nói. Đích thật là có đạo lý như vậy, Đường Khánh để kết giao Hóa Thần Hải, ngoại trừ ích lợi thật lớn chuyển vận ra ngoài, cũng không ít quyết tâm tư, Đường Khánh suy nghĩ có thể chính là muốn đem Hóa Thần Hải cột vào trên chiến xa của mình, ủng hộ bản thân ngồi vững vàng vị trí, đồng thời trái lại đến chống đỡ Hồng Nguyệt Thành, chậm rãi kiêu ngạo. Kỳ Thắng Phong nói, thứ hai thì sao? Lý Vân Tiêu nói, thứ hai sao, chính là Hồng Nguyệt Thành đối với đại nhân mà nói, đã thành yếu. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Hồng Nguyệt Thành tuy rằng cùng với Hóa Thần Hải buộc rất chặt, nhưng thiên hạ không có kết minh không phá, chỉ cần lợi ích cũng đủ. Kỳ Thắng Phong hừ một tiếng, nói. Ngươi để bản tọa đi nơi nào tìm kiếm lợi ích lớn như vậy tới lôi kéo Hồng Nguyệt Thành. Lý Vân Tiêu cười nói. Đại nhân nói chuyện cười rồi. Trong thiên hạ này vật chân quý nhất, không có gì ngoài tánh mạng của mình. Lấy thực lực của đại nhân siêu phàm nhập thánh. Trực tiếp lấy đao gác ở trên cổ Đường Khánh, hắn dám phản kháng sao? Trong mắt của Kỳ Thắng Phong bắn ra hàn mang, nói. Ngươi là để ta cướp lấy Hồng Nguyệt Thành. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Đây chính là ta nói chỗ yếu. Bắt cóc Đường Khánh dễ, cướp lấy Hồng Nguyệt Thành khó, đem sẽ khiến ba động ai cũng vô pháp dự liệu. Tiền phương lớn như vậy không thể biết, mặc dù cuối cùng đạt được Hồng Nguyệt Thành, nhưng nghe Phó Nghi Xuân đại nhân nói. Bây giờ Hồng Nguyệt Thành đã là ngoại cường trung yếu, ăn thì không ngon a. Con người của Kỳ Thắng Phong chợt co rút lại, khen. Hay cho một câu ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc Lý Vân Tiêu, tài trí của ngươi cao, làm ta mơ hồ có chút bất an đấy. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ta đã trúng lạc ấn cấm chế quỷ dị của đại nhân, lẽ nào đại nhân đối với thủ pháp của mình không có tự tin? Trong mắt của Kỳ Thắng Phong hàn quang chớp động, nói. Vốn là có, thế nhưng ta đột nhiên cảm thấy bản thân ngươi so với cấm chế của ta còn muốn quỷ dị hơn. Lý Vân Tiêu nói, ta và đại nhân duyên phận không cạn, hơn nữa cũng không có gì thực chất xung đột lợi ích, hoàn toàn có thể hợp tác cùng có lợi. Kỳ Thắng Phong nói, đúng là như thế, nhưng ngươi cho ta cảm giác quá mức đáng sợ. Một bên Phó Nghi Xuân và Khâu Mục Kiệt đều có chút không hiểu, không rõ thực lực cường hãn như Kỳ Thắng Phong vậy. Còn có thể đối với Lý Vân Tiêu lòng có kiêng kỵ. Lý Vân Tiêu nói, ta đáng sợ hay không, cùng với đại nhân cũng không nhiều quan hệ. Đại nhân mong muốn, vô pháp chính là tìm được Lỗ Thông Tử báo thù năm xưa, sau đó đoạt lại Hóa Thần Hải. Sau đó sao, sau đó đơn giản chính là tìm kiếm thần cảnh đại đạo, tìm một tia mờ ảo kỳ ngộ. Mà ta cũng sẽ không trở ngại đại nhân đây hết thảy, ta có thể hiệp trợ đại nhân cộng đồng đối kháng Hóa Thần Hải. Về phần cúi đầu xưng thần, làm nô bộc cho đại nhân. Lý Vân Tiêu bật cười khanh khách. Hắc hắc, bản thiếu còn trẻ, thật sớm đã làm nô tài cho người khác, sau này còn làm sao ngẩng đầu ở trên đại lục lăn lộn. Phó Nghi Xuân gương mặt trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ không ngớt, trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Còn lại sắc mặt của đám Hóa Thần Hải thuật luyện sư cũng khó coi, đều cúi đầu. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói. Ngươi đúng là rất biết ăn nói, một có cơ hội giải thoát cho mình. Việc này tạm thời không đề cập tới, ngươi nói tiếp nói, Hồng Nguyệt Thành đã thành yếu, ta đây nên làm thế nào cho phải? Khối hồng này nên ăn hay không ăn? Trên mặt hắn một bộ dáng lạnh nhạt, nhưng hai tròng mắt ngưng tụ, tinh mang chớp động ở giữa, hiển nhiên thập phần coi trọng Lý Vân Tiêu ý kiến. Lý Vân Tiêu híp hai mắt, lại cười nói.
đương nhiên không ăn, nhưng cũng không có thể cứ như vậy bỏ đi được. Không ăn lại không bỏ, là có ý gì? Một khối yếu, kỳ thực đã ở trong miệng của Lỗ Thông Tử rồi, đại nhân đoạt lại ăn thì không ngon, nhưng Lỗ Thông Tử lại ăn ngon lành, không bằng ở trên khối yếu này làm ra ít cứt đi tới, để hắn ăn cũng phải nhổ ra. Trên mặt Kỳ Thắng Phong cơ thịt hơi run một chút, lộ ra vẻ buồn nôn, nói. Làm sao làm ra được? Lý Vân Tiêu ánh mắt phát lạnh, từng chữ nói. Giết Đường Khánh. Tất cả mọi người trong lòng run lên, lộ ra vẻ mặt kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn Lý Vân Tiêu, chỉ cảm thấy người này là người điên. Phó Nghi Xuân ở kinh hãi, đôi mắt chuyển động, tựa hồ hiểu ý tứ của Lý Vân Tiêu, khóe miệng nhếch lên một tia châm chọc, biết tiểu tử này là muốn mượn đao giết người. Hắn là minh bạch quan hệ giữa Lý Vân Tiêu và Khương Nhược Băng, nhưng nếu giết Đường Khánh, đối với hắn cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, vì vậy cũng không nói ra. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng thật sự dám suy nghĩ. Kỳ Thắng Phong cười to nói. Đường Khánh không tính là cái gì, nhưng Hồng Nguyệt Thành chi chủ không có thể tùy tiện giết như vậy, một ngày Đường Khánh chết đi, trừ phi có người có thể tiếp nhận vị trí này, đồng thời cấp tốc ổn định thế cục, bằng không tạo thành ảnh hưởng khó có thể đánh giá. Hắn khá có thâm ý nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Ngươi không biết là cùng với Đường Khánh có cửu oán, cố ý lừa dối ta làm thương đi. Lý Vân Tiêu cười nói. Thật sự có chút khúc mắc nhỏ, chỉ có thể nói rõ ta cùng với đại nhân với nhau có cộng đồng lợi ích quan hệ, hợp tác cùng có lợi. Hừm, ít hầu ngôn loạn ngữ, việc giết Đường Khánh tuyệt không có khả năng. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói. Giết Hồng Nguyệt Thành đứng đầu. Sẽ thực sự đem bản tọa dẫn hướng tuyệt cảnh. Đến lúc đó không chỉ có là Lỗ Thông Tử, sợ là Thánh Vực cũng sẽ phái người xuất thủ đối phó bản tọa. Bản tọa lại không tự đại đến mức có thể đối phó tất cả mọi người trong thiên hạ. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Nếu không phải cần đại nhân xuất thủ, ai lại đi tìm ngài? Kỳ Thắng Phong nhíu đôi chân mày, nói. Ai? Trong mắt của Lý Vân Tiêu hàn quang ngưng tụ, một chữ phun ra, nói. Ta, ngươi, mọi người tất cả giật mình, Kỳ Thắng Phong đột nhiên cười, nói. Tiểu tử ngươi quả nhiên cùng với Đường Khánh có ân oán. Lý Vân Tiêu nói. Việc giữa ta và Đường Khánh không bàn luận thêm, lẽ nào đại nhân không cảm thấy đó là một biện pháp có thể được sao? Kỳ Thắng Phong rơi vào trầm tư, lo lắng nói. Nếu ngươi có thể đánh chết Đường Khánh, quấy đục Hồng Nguyệt Thành hồ nước này, để Lỗ Thông Tử mất đi một trợ lực, đích thật là lựa chọn tốt. Chỉ ít đối với ta mà nói, không có bất kỳ tổn thất nào. Chỉ là ngươi có nắm chắc có thể giết hắn sao? Lý Vân Tiêu nói. Không, không có bất kỳ nắm chắc nào. Nhưng nếu như đại nhân nguyện ý trợ giúp ta mà nói, nắm chặt sẽ cực lớn. Kỳ Thắng Phong cổ quái nhìn hắn một cái, khen. Lý Vân Tiêu, ta không thể không bội phục suy nghĩ và khẩu tài của ngươi, thực sự đem ta thuyết phục. Lý Vân Tiêu cười nói. Lợi ích nhất trí đã dễ kết minh, đại nhân là người thông minh, mà không phải là ta có thật lợi hại. Kỳ Thắng Phong nói, ngươi nói một chút muốn ta làm sao giúp ngươi, nếu là vũng nước này hãm quá sâu nói, bản tọa chưa chắc sẽ làm. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hàm chứa tiêu ý, nói, đại nhân hiện tại đã nắm trong tay La Thiên, chỉ cần ẩn thân ở trong đám người hóa thần hải, lấy thân phận hóa thần hải xuất thủ trợ ta. Lại thêm thời gian còn có thể đem kẻ gây tai họa dẫn hướng hóa thần hải, mặc dù đánh chết Đường Khánh thất bại, cũng có thể để giữa Đường Khánh và Lỗ Thông Tử sản sinh ngăn cách, kết minh một ngày mất đi tín nhiệm, rất nhanh sẽ tan vỡ. Kỳ Thắng Phong trong mắt sáng ngời, nói. Kế này được, khi nào động thủ? Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu trở nên cực kỳ kiêng kỵ, người này không chỉ có thực lực siêu tuyệt, hơn nữa tâm tư cẩn mật, lòng dạ sâu đậm. Phó Nghi Xuân cũng là trong lòng hơi có chút sợ hãi, mưu kế như vậy, không chỉ có lấy được Kỳ Thắng Phong tin tương, cho mình thoát thân tranh thủ, hơn nữa tìm được trợ lực cường đại như vậy đối phó Đường Khánh. Trước hắn cho rằng Lý Vân Tiêu đối kháng Hồng Nguyệt Thành không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, mà giờ khắc này càng mơ hồ có hy vọng thành công. Ở tự thân bị quản chế, bị trong vây tuyệt cảnh, còn có thể đảo khách thành chủ, trái lại nắm mũi Kỳ Thắng Phong dắt đi. Tâm kế như vậy. Để hắn cảm thấy một trận sợ hãi. Khâu Mục Kiệt cũng là sắc mặt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Vân Tiêu song quyền nắm chặt, lạnh giọng nói. Đường tâm đại hôn, chính là một thời điểm điều kiện tốt nhất.
Được. Kỳ Thắng Phong nói. Sẽ lấy đường tâm đại hôn vi tiết điểm, thời gian vừa quá, ta sẽ dẫn người lập tức rời khỏi, toàn bộ cục diện rối rắm chính ngươi một người thu thập. Trong mắt của Lý Vân Tiêu bắn ra hàn tinh một chút, cười nói. Đại nhân yên tâm, chỉ cần ngày đại hôn hiệp trợ ta, còn dư lại tự ta bãi bình. Kỳ Thắng Phong gật đầu nói. Trước khi xuất thủ, trước tiên đem ba kiện đồ vật giao cho ta. Lúc xuất thủ, nếu là ngươi còn có thể còn sống, sẽ cầm ngọc bội kia tới tìm ta đi, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi giải trừ cấm chế trên người. Hắn ném ra một khối ngọc bội cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu khẽ cau mày, âm thầm cười khổ nói, gừng càng già càng cay, nếu là mình Hồng Nguyệt Thành không chết, sẽ còn phải chịu hắn khống chế. Nhưng lúc này đã nghĩ không đến nhiều như vậy, có thể có được Kỳ Thắng Phong tương trợ, đã là thiên đại ngoài ý muốn. Trước hắn còn lo lắng thế lực phía sau Đường Khánh, hiện tại có Kỳ Thắng Phong tên cao thủ siêu phàm nhập thánh này ở đây, cho dù không thể giết Đường Khánh, có ít nhất nắm chặt mang Khương Nhược Băng rời khỏi. Kỳ Thắng Phong đối với Phó Nghi Xuân nói. Việc này còn phải ngươi từ đó chu toàn, phối hợp Lý Vân Tiêu. Dạ. Phó Nghi Xuân vội vàng đáp, trong đầu mà bắt đầu bày mưu tính kế, cấu tứ bố trí. Hắn là trong mọi người thật tình thành ý đầu nhập vào Kỳ Thắng Phong nhất, hơn nữa cũng biết mình giới cách không cao, hy vọng có thể xây dựng chút công tích đi ra. Lúc này La Thiên từ lâu quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, tựa hồ triệt để ngất đi. Kỳ Thắng Phong lăng không chỉ điểm một chút xuống, phốc đánh bể một chỗ huyệt vị của hắn, đau đớn khiến hắn lập tức nhảy dựng lên, vẻ mặt thống khổ. Để mọi người kinh dị không ngớt chính là, trên người La Thiên độc tựa hồ đuổi không sai biệt lắm, sinh cơ tràn đầy. Sắc mặt của Khâu Mục Kiệt âm trầm càng thêm lợi hại rồi, hắn ngũ hoa hạt độc coi như là cực hạn vật, dị thường khó có được, vốn tưởng rằng trong thiên hạ ngoại trừ hắn không người nào có thể giải được, nghĩ không ra đơn giản đã bị Kỳ Thắng Phong hóa đi. La Thiên từ trong đau nhức tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc và ngây ngốc, liền lập tức sắc mặt trắng bệch, gương mặt kinh khủng, thân thể run liên tục. Kỳ Thắng Phong tựa hồ sớm có dự liệu, đối với dáng vẻ của hắn làm như không thấy, nói. La Thiên, vẫn như cũ do ngươi dẫn đầu, quay về Hồng Nguyệt Thành ba. Đã nói nhiệm vụ bắt Lý Vân Tiêu và Khâu Mục Kiệt thất bại, tử thương thảm trọng. Chúng ta mấy người liền hóa thành tùy tùng của ngươi. Dạ, dạ. Đại, nhân, La Thiên cắn môi, trong mắt tràn đầy sợ hãi và xấu hổ, rốt cục khuất phục. Kỳ Thắng Phong nhìn thoáng qua Bạc Vũ Kình quỳ dạp trên mặt đất, nói. Ngu xuẩn, người cũng đứng lên đi. Sư, sư phụ. Bạc Vũ Kình lúc này mới dám lên tiếng, nhưng vẫn như cũ mồ hôi như mưa chảy xuống. Kỳ Thắng Phong khom người xuống, trong mắt một mảnh sảng giọng. Bạc Vũ Kình vẻ mặt khổ sáp, không biết trả lời như thế nào. Chỉ có thể khổ sở kinh ngạc nói. Không dễ chơi. Tất cả mọi người nhìn mồ hôi lạnh nhễ nhại, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Bạc Phú Kình tuy nói là đệ tử của Kỳ Thắng Phong, bị đánh mạ giáo huấn cổn vài câu cũng không có gì, nhưng nhân gia cũng dù sao cũng là nhất phương cường giả, thuật võ song tuyệt, thiên hạ thuật đạo tổng trưởng sư đệ A, ít nhiều cho chút mặt mũi chứ. Mọi người đang nghĩ ngợi, đột nhiên thân ảnh của Kỳ Thắng Phong khẽ động, một cước đạp quá khứ. Trực tiếp đem đầu của Bạc Vũ Kình dẫm lên vào trong đại địa. Phanh! Mặt đất mọi nơi đánh rách tả tơi, nghiền nát tảng lớn, Bạc Vũ Kình cả nửa người đều cắm vào trong đại địa. Nhỏ nhẹ tiếng hừ lạnh vang lên, mỗi người đều là đầu đổ mồ hôi lạnh. Kỳ Thắng Phong một cước sau đó, tựa hồ thoáng tiêu bớt chút tức giận, tiến lên trực tiếp nắm tóc của Bạc Vũ Kình, một tay lấy hắn rút ra, mạnh mẽ hướng cái mông đá một cước. Bạc Vũ Kình nào dám có nửa điểm phản kháng. Trực lăng lăng bị đá bay hơn 10 bước, mới đứng vững thân thể, một thân chật vật, tóc càng nổ tung hỗn loạn. Thứ mất mặt, hãy để cho ngươi cùng ở bên cạnh ta, nhìn xem biểu hiện sau này trở lại quyết định xử trí như thế nào. Kỳ Thắng Phong hừ lạnh một tiếng, liền phất ống tay áo một cái, xoay người đi. Tất cả mọi người đều không dám nuốt nước bọt một tiếng, toàn bộ thành thành thật thật đi theo sau đó. Lý Vân Tiêu nhìn lại liếc mắt đại địa, nơi mi tâm hỏa vân lóe lên. Một đoàn hỏa diễm hóa thành to lớn phượng hoàng, phi lâm xuống, đem toàn bộ vết tích toàn bộ đốt thành cho bụi. Trong ngọn lửa, linh thần chiến hạm chậm rãi lên không, mạnh mẽ hóa thành một đạo quang mang, hướng phía Hồng Nguyệt Thành đi. Bên trong Tử Vân Phong núi non, trên một chỗ đỉnh núi, biển mây tràn ngập. Giây lát biến thành màu đỏ, có nhật quang chiếu xuống, đang đỏ như sơn.
Đột nhiên trong mây một đường thành vẻ kinh dị, cực thiên dao động, hồng mang hóa thành ánh sáng năm màu, dáng hạo bát sắc. Ánh sáng năm màu từ bốn phía tụ đến, ngưng tụ thành một cánh cổ sắc đồng môn, trên có môn đinh mấy trăm, hai cái đồng hoàn thật lớn như là xà dao nối tiếp nhau. Đi ra, trên đỉnh núi, một tòa bát giác tròi nghỉ mát, bên trong bay ra hai gã võ giả, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đám mây. Hai cái cổ đồng hoàn to lớn một chút chuyển động, hóa thành trường xà chạy đi, trên môn đinh chớp động ngũ quang thập sắc, chậm rãi hội tụ thành các loại trận pháp. Loảng xoảng, không biết nặng hơn trầm hậu đồng môn từ từ mở ra, hai gã võ giả đại hỉ, đang định điều tra, lại cảm thấy một cổ linh lực đập vào mặt. Hai người đồng thời kinh hãi, cổ linh khí mạnh mẽ, hầu như cuốn theo toàn bộ không gian. Bang bang, hai người đồng thời bị chấn bay ra ngoài, phun ra một búng máu tươi, kinh khủng không ngớt. Chỉ thấy linh lực tản ra hậu, đồng môn đã ở đám mây biến mất, chỉ có một gã cẩm y nam tử đứng chắp tay. Hai người cả kinh, vội vàng tiến lên bái nói. Gặp qua Đường Tâm công tử rốt cục xuất quan. Người trước mắt này chính là Đường Tâm, toàn thân hắn linh quang bắt đầu khởi động, thân thể tựa hồ có chút trong suốt đứng lên, sau một lúc mới dần dần trở nên ngưng thực. Hai gã võ giả đều là trong lòng thất kinh không ngớt, lúc Đường Tâm bắt đầu bế quan bất quá vừa đột phá đến vũ đế mà thôi, nhưng thời khắc này tu vi lại để cho bọn họ vô pháp phát hiện, trong mơ hồ lộ ra một cổ khí tức thập phần kinh khủng tới. Lúc nào? Đường Tâm lo lắng thở một hơi, trong tròng mắt một mảnh mờ mịt, có chút dày đang nhìn bầu trời, tựa hồ hết thảy đều như không trung bay mấy đóa phủ vân. Hồi bẩm công tử, cách đại hôn còn có 3 ngày, nếu đúng công tử vẫn không xuất quan nói, sợ là đại lão gia sẽ cho người tới mạnh mẽ phá quan. Một gã võ giả vội vàng nói. Mạnh mẽ phá quan, hừm. Đường Tâm khoát tay áo, nói. Hắn biết ta lần này bế quan quan trọng ra sao, nếu là 3 ngày sau ta còn chưa xuất hiện, lấy tính cách của lão gia tử, chắc là tùy tiện tìm một người thế thân ta. Cái này, hai gã võ giả sắc mặt cổ quái, đều là một bộ không tin dáng dấp. Dù sao đại hôn việc chiêu cáo thiên hạ, cường giả tập hợp, phái một thế thân nói thì không cách nào man ở người trong thiên hạ hiểu biết. Còn nữa, mục đích lần này đại hôn ai cũng biết, chính là vì lôi kéo Khương gia, đồng thời trấn an Hồng Nguyệt Thành thế lực cũ, để vị trí của Đường Khánh càng thêm vững chắc. Cùng với hải tộc đánh một trận, toàn bộ đông vực thực lực lớn yếu, Hồng Nguyệt Thành cũng tổn thương thảm trọng, xưa đâu bằng nay. Nhưng ngược lại cũng Đường Khánh uy vọng bay lên từng bước, đã cơ bản toàn bộ nắm trong tay Hồng Nguyệt Thành, lại thêm đám hỏi lần này, đã không còn hậu hoạn nữa. Do đó lần này đại hôn, ở trên trời trong mắt rất nhiều thế lực đều là một lần đám hỏi vô cùng trọng yếu, tượng trưng cho Hồng Nguyệt Thành cũ mới thay thế, triệt để mở ra thời đại Đường gia chúa tể. Đường Tâm thấy hai người bộ dáng không tin, cười nhạo nói. Các ngươi là cũng không phải nghĩ, lão gia tử nghĩ thông suốt quá đám hỏi Khương gia tới ngồi vững vàng bá chủ chi vị. Ha ha, thật sự là cách nghĩ của một bầy kiến hôi, đây cũng chính là vì sao cha ta là Hồng Nguyệt Thành chi chủ, mà các ngươi lại không phải. Đường Tâm gương mặt châm chọc. Hai gã võ giả hai mặt nhìn nhau, đều cúi đầu không dám lên tiếng, không biết trong lời nói của hắn có ý gì. Trong mắt Đường Tâm chợt lóe sáng, lại có ký hiệu chuyển động, lóe lên mà một. Hai gã võ giả đều là trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy Đường Tâm khí tức trên người hoàn toàn bất đồng, tựa hồ thay đổi cá nhân vậy. Đường Tâm giang hai cánh tay tới, nhắm mắt lại nhẹ nhàng hô hấp, tựa hồ ở ôm toàn bộ bầu trời, sau một lúc tài nghiêm nghị nói rằng. Thành vì thiên hạ bá chủ, kháo thú mấy người lão bà, kết giao mấy người minh hữu là vô dụng như thế nào bá chủ. Người dùng thực lực xưng bá, mới là bá chủ a. Hai gã võ giả cảm thụ được trên người của hắn truyền tới trận trận dâng trào, trong lòng hoảng sợ, vội vàng ứng tiếng nói. Đúng công tử nói cực phải. Đường Tâm đem khí tức thu lại, nói. Đi thôi, dẫn ta đi gặp lão gia tử. Không được sự đồng ý của ta đã định ra cho ta hôn sự này, bất quá nghe nói Khương Nhược Băng dung mạo như thiên tiên, nếm thử tư vị cũng chưa chắc không thể. Thân ảnh của ba người lóe lên, liền trực tiếp tiêu thất ở trên trời cao. Bên trong Hồng Nguyệt Thành, một tòa chủ điện nguy nga, 6 cây bạch ngọc đại trụ, điêu long mài phượng, có khắc bách thú. Trong điện linh khí bao phủ, đang đứng từng đọa thân ảnh. Trung gian một người khom mình hành lễ, thật lâu chưa dám dơ lên thân tới. Trong mái tóc bạc chảy ra một chút mồ hôi hột,
hô hấp bắt đầu có chút trở nên không đều. Trong đại điện bầu không khí tựa hồ có chút áp lực. Hừm, rốt cục có người nhìn không được ra, nói. Lý Vân Tiêu và Khâu Mục Kiệt thực lực mạnh mẽ, ta không nói làm gì, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái là vì sao toàn quân bị diệt, hết lần này tới lần khác ngươi có thể còn sống trở về. Người đang khom người chính là Phó Nghi Xuân, Đường Khánh không nói được một lời, đã sớm để trong lòng hắn thầm giận, lúc này càng vẻ mặt sắc mặt giận dữ, xanh mặt nói. Các ngươi có gì hoài nghi, hết thảy có thể đi hỏi Hóa Thần Hải chư vị đại sư. Nghi Xuân đại nhân không cần nổi giận. Thanh âm của Đường Khánh lo lắng truyền đến, nói. Lần hành động này có thể nói là bị Hóa Thần Hải bọn họ làm phiền hà. Nếu không có thực lực Khâu Mục Kiệt quá mức, lấy năng lực của đại nhân và chư vị huynh đệ, bắt Lý Vân Tiêu là dư giả, đáng tiếc. Phó Nghi Xuân từ chối cho ý kiến, nói. La Thiên mấy vị đại sư cũng thân chịu trọng thương, đã quay về biệt viện an dưỡng. Đáng tiếc Ung Thiên Vận đại nhân chịu khổ bỏ mình. Hóa Thần Hải sợ là muốn khắp thiên hạ phát lệnh truy nã Khâu Mục Kiệt rồi. Trước người kia nói. Đại lão gia, hiện tại như thế nào cho phải? Lý Vân Tiêu tới Phong Linh Thành, tất nhiên là hướng về phía đại hôn của Đường Tâm Công Tử tới. Tuy rằng chúng ta không sợ hãi, nhưng nếu là ở trước mặt quần hùng thiên hạ bị tiểu tử làm giảm phong cảnh, thật sự là bộ mặt không ánh sáng a. Đường Khánh thản nhiên xoay người lại, nói. Khâu Mục Kiệt không liên quan chuyện của chúng ta. Nhưng hắn xuất hiện ở phụ cận Hồng Nguyệt Thành, hơn nữa thực lực nghịch thiên, phải đề phòng. Về phần Lý Vân Tiêu. Về phần Lý Vân Tiêu, không có gì đáng ngại. Đột nhiên một đạo thanh âm lang lảnh truyền đến. Trong điện mọi người đều là con ngươi chợt co rút lại, mạnh mẽ hướng bên ngoài đại điện nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bạch quang chạy như bay tới, trong nháy mắt rơi vào trung ương đại điện, thoáng chút hiển hóa ra ba người. Phía sau hai gã võ giả vội vàng tiến lên quỳ xuống, nói. Gặp qua đại lão gia, gặp qua chư vị đại nhân. Mà người cầm đầu cẩm y ngọc phục, thần thái ung nhiên, lạnh lùng lại cười nói. Nếu là Lý Vân Tiêu dám đến, chính hợp ý ta. Tâm nhi, Đường Khánh biến sắc, lập tức lộ ra thần sắc đại hỉ tới, hưng phấn nói. Người thành công xuất quan. Người này chính là Đường Tâm, cười nhạt nói. Đúng vậy. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Trên mặt của Đường Khánh lộ ra dáng tươi cười khó được, liên tiếp nói ra ba chữ tốt, trên mặt tràn ra tới vẻ hưng phấn gần như thất thố. Xung quanh đám người đều có chút không nghĩ ra, không phải là tu luyện xuất quan, mặc dù có tiến bộ lớn, cũng không cần cao hứng đến bộ dáng này đi. Không ít người đưa mắt nhìn sang Đường Tâm, chỉ cảm thấy khí thế của hắn cùng với lúc trước xác thực cực kỳ khác biệt, thậm chí có loại cảm giác nhìn không thấu. Nhất thời để mọi người một trận kinh hãi. Đường Tâm cười nói. Hài nhi vừa mới xuất quan, đang lo không ai kiểm nghiệm một chút tu vi đây. Nếu là Lý Vân Tiêu dám đến, ngược lại cũng làm thỏa mãn tâm nguyện của Hài nhi. Đường Khánh sau khi cười xong, mới nói. Không, ngươi nếu đã xuất quan, tự nhiên không cần lại sợ hãi Lý Vân Tiêu, bất quá. Hắn trầm ngâm nói. Lý Vân Tiêu các loại nghe đồn quá nhiều. Tuy rằng có đủ thành phần khuyết đại, nhưng đích thật là hạng người thực lực thông thiên, người vẫn là tận lực không nên cùng hắn xung đột, tất cả do ta an bài. Phó Nghi Xuân tuy rằng cũng đối với khí thế của Đường Tâm cảm thấy giật mình, nhưng nội tâm cũng âm thầm cười nhạt không ngớt, Lý Vân Tiêu thực lực mạnh mẽ, sợ là ngoại trừ Vũ Đế đỉnh phong ra, lại đã không người nào có thể áp chế, coi như là 100 Đường Tâm cũng phải chết. Trên mặt của Đường Tâm lộ ra vẻ không hài lòng, nói. Chẳng lẽ cha đối với ta còn không có lòng tin? Đường Khánh nói. Đây không phải là vấn đề lòng tin, mà là việc đại hôn không được phép có nửa điểm sai lầm. Ngươi cứ an tâm làm tân lang của ngươi đi. Đường Tâm còn muốn nói nữa, nhưng nhìn xem bộ dáng của Đường Khánh chủ ý đã định, biết không lay chuyển được, chỉ đành thôi, trên mặt lộ vẻ bất mãn. Đột nhiên Đường Khánh thân thể khẽ nhúc nhích, lật tay liền một khối ngọc bài xuất hiện trong tay, chân mày cau lại. Hắn sắc mặt một ngưng, nói. Sự tình ta đã biết, sẽ có đến tiếp sau an bài, các ngươi đều lui ra đi. Dạ. Mọi người nhìn nhau một cái, biết chắc là không được lưu lại nữa, đều xin cáo lui. Đường Khánh trầm tư một chút, nói. Đường Tâm, ngươi lưu lại. Đường Tâm cước bộ dừng lại, hồi quá thân lai, có chút nghi ngờ đang nhìn phụ thân mình. Đường Khánh nói. Đã đến lúc để ngươi biết một vài thứ, đi theo ta đi.
Đường Tâm ở sau ngắn ngủi ngạc nhiên, liền sắc mặt đại hỉ, trong mắt càng lộ ra vẻ kích động. Hai người một trước một sau đi vào phía sau đại điện, hành lang thắt lưng quay về, một mảnh kiến trúc chẳng chịt có hứng thú hiện ra trước mắt. Đường Khánh nhấc chân lên, hướng tới một tòa thiền điện đi, đúng là nơi hắn sinh hoạt hàng ngày. Đường Tâm nhắm mắt theo đuôi theo sát phía sau. Tâm Nhi, ngươi còn trách ta? Đường Khánh đột nhiên mở miệng hỏi. Đường Tâm trong lòng run lên, trên mặt thần sắc khẽ biến, nói. Không có. Đường Khánh nói. Tống Nguyệt Dương thành việc đó tuy là ta ủng hộ yêu tộc thương, nhưng lại cũng không biết bọn họ muốn lấy tánh mạng người trong cả thành tế luyện huyền khí. Nếu là biết được, nhất định sẽ không để cho ngươi rơi vào khốn cục. Trên mặt của Đường Tâm hiện ra vẻ lo lắng, nhìn không ra thần tình, chỉ là hừ nhẹ liễu một chút. Đường Khánh thở dài một cái, nói. Ta biết việc này tất cho tâm kết cho ngươi và ta, nhưng ta cũng không ngại. Bởi vì sự tình đã qua, mà ngươi so với trong tưởng tượng của ta rất có tiền đồ, ta không thèm để ý ngươi hận ta hay là trách ta, ta chỉ lưu ý ngươi một thân bản lĩnh, biến thành phế vật, nhưng chỗ này đã không tồn tại. Đường Tâm cước bộ bị kiềm hãm, nói. Nếu là ta không có thể thuận lợi xuất quan nói, như vậy. Đôi mắt của Đường Khánh hơi co lại, ống tay áo vẫy lên, nói thẳng. Như vậy lúc này đi theo thân ta, chính là đại ca ngươi. Đường Tâm trong lòng run lên, mặc dù biết là đáp án này, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệch. Đường Khánh thản nhiên nói. Nếu là ngươi không có thực lực này, cho ngươi đứng ở vị trí này thượng, sẽ chỉ là hại ngươi. Đường Tâm hai tay nắm chặt thành quyền, nói. Ta hiểu. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cười nói. Quá khứ mọi chuyện như mây như khói, bây giờ sự thực chính là, phụ thân đại nhân ngài đã để ta đứng ở trên vị trí này. Đường Khánh gật đầu nói. Ngươi có thể nghĩ được như vậy, chính là tốt nhất. Ngươi và Kiếp Nhi đều rất tiến tới, tất cả nỗ lực đều ở trong mắt ta. Nhưng thành tựu của ngươi tất nhiên sẽ so với hắn lớn hơn. Ta không hy vọng huynh đệ các ngươi thương tàn, ta sẽ tìm một cơ hội cùng với hắn nói rõ, để hắn bãi tránh vị trí của mình.